Hay do xin chào tất cả các anh em của Review Xàm Xí, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em bộ anime Con Trai Của Khứa Đầu Hói Saitama. Nếu anh em muốn trải nghiệm cảm giác ao trình của main chính thì coi ngay thôi, let's go. Ở một vùng nào đó xa xôi, cụ thể là nơi đây tất cả mọi người đều sử dụng phép thuật nên nó được gọi là thế giới phép thuật. Ngoài ra phép thuật còn đóng một vai trò quan trọng đến mức phép thuật trở thành thước đo địa vị xã hội của con người. Trong thế giới này thì rồng khổng lồ có thể tự do bay lượn với cường độ tập gym cử tạ các kiểu như những anh trai boy Mỹ con cao to đen hồi. Với sức lực vừa rồi để bổ sung cho cơ bắp thì chỉ cần một cái bánh su kem là đủ. Đó cũng là món khoái khẩu của cậu ta khi gắn liền với main chính. Bên trong khu rừng này có một căn nhà nhỏ, một ông lão tên là Rigro Bernadette. Nhưng khi sống tới tuổi này rồi chỉ mong bình thản đến cuối đời mà không phải lo nghĩ hay phiền muộn tất cả điều gì. Nhưng thằng con trai ông ta lại là báo thủ và nói méo vì cuộc sống này phải trải qua đắng cay ngọt bùi mới lên người. Main chính của chúng ta với cách xuất hiện không thể nào độc lạ bình dương hơn. Với cách xuất hiện kiểu vậy cậu là Matt Bernadette. Mà có điều cậu ta vẫn đang thắc mắc vì sao ông ta lại bắt cậu rèn luyện cơ bắp. Ông ta tỏ vẻ nghiêm trọng bởi vì cậu ta không giống như người thường, khi sinh ra đã không có vết ma thuật đối với thế giới này là một điều tồi tệ. Ông ta chỉ có thể giúp cậu ta cần cù bù khu mà thôi. Sau đó ông ta có vía trong thị trấn nên nhờ cậu trông nhà. Ông ta bắt cậu ở nhà phải hiểu cánh cửa là đẩy hay là kéo để vào nhà là điều thiết yếu. Trước khi đi ông già đã quay lại dặn mát một lần nữa để phòng hờ sự vô tri của cậu. Ông ta yêu cầu cậu đừng bao giờ mạo hiểm vào thành phố và ông luôn tin tưởng vì cậu là đứa trẻ ngoan. Nhưng mà ngoan này nó ngộ lắm, cậu rút đâu ra một tờ phiếu giảm giá bánh su kem một ngày duy nhất. Cậu chạy một mạch đến thành phố, ở trong thành phố cậu đi với bộ skin áo choàng kín mít. Cậu để ý xung quanh và thấy mọi người đang sử dụng phép thuật ở khắp mọi nơi. Nhưng cậu ấy lại chê vì tất cả việc đó có thể làm bằng tay và chỉ quan tâm đến tiệm bánh su kem giảm giá. Nhưng khi đưa tiền thì nó ngộ lắm, những đồng xu đã bị bóp nát. Trong sự bỡ ngỡ của ông nội kia thì cậu lấy lại đồng xu và bẻ nhẹ nó đã trở lại hình dạng ban đầu. Bỗng có một cơn gió nhẹ lướt qua làm cái mũ trên đầu Matt bị thổi xuống, khiến mọi người nhìn chằm chằm vào Matt tỏ vẻ ngạc nhiên vì cậu không có vết ma thuật. Tại trụ sở cảnh sát, ông cảnh sát trưởng đang coi tin tức về cuộc tuyển chọn thần giác. Ông ta đi lại để dạy dỗ tên tù nhân vài bài cơ bản thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông ta nhận được cuộc gọi vì có đứa đi dạo chơi trên phố nhỏ mà không có dấu ấn. Trong lúc thưởng thức bánh su kem, Matt đã không để ý mà va ngay vào tên cảnh sát mập say xỉn. Miếng su kem đã dính chút ít bánh su kem lên áo hắn. Điều đó khiến hắn thốt lên, này này mày bị mù à, bộ mày không thấy bố mày là cán bộ ở nơi này à? Matt thấy hắn ta hơi tội nên mời cái bánh su kem mình đang ăn dở cho hắn. Hắn hất rớt bánh su kem, mày thấy bộ đồng phục này khum nó ngang với cơ quan nhà nước, mi tính làm phản à, mau đền bộ đồng phục cho ta. Vừa nghe xong, Matt nắm lấy áo hắn tính mang bộ đồ về giặt dùng, nhưng mà nó ngộ lắm. Cậu lỡ tay xé toạc luôn cái áo trong sự ngỡ ngàng của tên mập. Má nó, thằng nhóc con này mi muốn chết hay sao? Đột nhiên tên cảnh sát trưởng thấy sự ồn ào này liền bước đến. Giới thiệu sơ qua thì ông nội này tên là Brad Coleman, cảnh sát trưởng khu dân phố. Brad bước đến liếc mắt đưa tình qua Matt thì ra là thằng danh con này không có dấu ấn mà người ta vừa báo cảnh sát. Đột nhiên ông già Matt đi ngang qua. Thấy vậy liền lao tới ôm chặt lấy cậu ta phi nhanh như một cơn gió và nói xin lỗi mọi người vì thằng khứa con mình. Đây là cơ hội ngon ăn mà hắn ta có thể thăng chức được, đó là sẽ là một cú sốc tinh thần đầu đời cho mi đó thằng oát con. Hắn triệu hồi ra con chim non bằng phép thuật của mình đuổi theo Matt. Sau khi thoát khỏi đó quay về căn nhà, ông già Matt đã trở nên tức giận vì sự vô tri không nghe lời của cậu ta. Nhưng mà gương mặt cậu ta lại tỏ vẻ hối lỗi, thôi thì cũng không nên nổi nóng với thằng nhóc. Nên ông ta quyết định phạt cậu phải tập luyện lại những bài tập gym vào buổi sáng. Những điều vừa rồi đã bị con chim non bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong thấy hết được. Ngay lập tức thì đám cảnh sát đã đuổi kịp đến nhà của Matt. Sau đó hỏi khứa Matt ở đâu, điều này khiến ông già bắt đầu cảm thấy khó khăn vì thằng con quá báo. Ở phía khác trong khu rừng, cụ thể là nơi tập luyện của Matt. Cậu ta quay tay với cường độ nhanh chóng mà không cần nghỉ ngơi. Chỉ 5 phút với trình độ nghiêm túc thì cậu đã xong bài tập của ông già giao cho. Khứa Matt vừa đi vừa ngân nga câu hát su kem ngon ngon không cho ông già mở lem. Khi đến trước cánh cửa, cậu lại phân vân là cửa lần này nên kéo hay đẩy để vào. Đột nhiên cậu nghe được tiếng vang vọng bên trong căn nhà. Ở phía bên trong, ông già đang bị tên cảnh sát trưởng kẹp hành vào mùng vì không khai ra Matt đang nơi mồ. Bởi vì Matt là con mình nên ông lập tức từ chối, thì liền ăn một phát phép thuật ngay người. Ông ta liền nhớ lại quá khứ ngày mà phép thuật ông ta quá yếu và sinh ra ở trong một gia tộc danh giá mà trở nên vô dụng quá, cũng bị mẹ ông ta coi thường. Mọi người kỳ thị ông đến mức ông phải tìm con đường giải thoát riêng. Đột nhiên có một đứa bé khóc òa lên, ông ta liền chạy lại bế đứa bé và nhận ra nó cũng không có vết ma thuật. Ông cảm thấy cả hai đều có đặc điểm giống nhau nên ông quyết định nuôi dạy đứa bé đó. Nhưng lão cảnh sát trưởng làm méo gì có vụ kể về quá khứ đáng thương là phải thương đâu. Ông già Matt liền hét to kêu cậu ta chạy đi. Điều đó làm hắn ta trở nên tức giận, đá vào ông già vài phát. Vì sự không biết điều này, hắn quyết định cho ông già Matt một vé đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Matt lao đến kịp thời đấm vỡ cánh cửa xông vào. Tên gầy ăn một cú thẳng mặt bay hẳn sang phía bên kia của ngôi nhà. Tên mập vừa gáy lớn thì lập tức bị Matt xé rách áo và ăn một cú liên hoàn tát vào mặt. Cú này là và không trượt phát nào, Matt sẽ cho tất cả một lũ này một tour du lịch đi đến địa ngục. Điều đó khiến tên cảnh sát trưởng buồn cười vừa lờ. Sau đó Brad gáy rằng mình sẽ giải quyết Matt trong vòng 3 giây. Hắn niệm ra phép thuật từng đánh đuổi con rồng khổng lồ, hãy ném thử món này đi. Hắn bắn về phía Matt nhưng gương mặt này thì làm éo gì mà sợ hãi. Ngay lập tức nó tạo ra vụ nổ lớn nhưng mà Matt chẳng hề hấn gì sất. Tên cảnh sát trưởng ngạc nhiên vì Matt đã chặn được skill của mình, gồng móc cơ đít mới bắn ra được mà nó táng nhẹ bằng một tay. Hắn bắt đầu gồng tiếp và bắn ra ào ạt vào phía Matt nhưng cậu ta lại táng nó ra, rồi lại đỡ quả cầu khác.
Những quả cầu hắn bắn ra đều bị Matt làm cho tung hứng, sau đó cậu ta hóa cầu thủ đá bóng dê qua dê lại tên mập. Matt cầm cây đũa phép của ông già lên, hắn không biết Hứa Matt định làm gì nữa. Matt lấy đà phóng cây đũa phép xuyên qua bức tường chắn của hắn ta. Điều đó làm hắn ngạc nhiên vì lần đầu biết đến cách sử dụng mới của đũa phép. Matt chỉ tay vào hắn ta và nói rằng nếu có lần sau thì chuẩn bị đi thỉnh kinh là vừa. Điều đó khiến ông già không ngờ tới là mình cho nó tập luyện mục đích chính là để tự vệ, ai ngờ nó bá vãi hỏ. Hứa cảnh sát trưởng bắt đầu cảm thấy thú vị về đầu nấm. Hắn đưa ra điều kiện sẽ tha cho cha con Matt sống yên ổn. Cậu phải trở thành một học viên ưu tú nhất, được chọn làm thần thì mọi người sẽ sùng bái cậu. Vậy nên cậu phải theo học ở học viện phép thuật và trở thành thần giác. Nếu cậu được chức danh đó thì cậu sẽ không còn ở dưới đáy xã hội nữa. Để tránh được sự săn đuổi cả đời trong cái thế giới này, Matt quyết tâm đồng ý để tham gia vào đó vì cuộc sống yên bình với ông già. Buổi sáng ngày hôm sau tại học viện Easton, kỳ thi tuyển sinh cũng đã bắt đầu, tỷ lệ tham gia rất nhiều nhưng tỷ lệ vượt qua chưa đầy 3%. Những người tham gia này đều bắt buộc phải có phép thuật, nhưng mà phép thuật của Minh Chính thì lạ lắm là cậu ta đã có giữ chưa. Thanh niên Lucy đang đứng từ trên tòa nhà nhìn xuống quan sát thí sinh năm nay. Một trong số họ là con trai trưởng tộc danh giá, bọn họ thì vẫn đang miệt mài cầm sách vở với đũa phép để luyện tập. Nhưng đột nhiên tiếng tạ đập phình phịch vang vọng sân trường của đầu nấm với bộ đồ tập gym, thì vài cú tạ này là bình thường thôi. Lucy lại méo hiểu nó đang làm cái quái gì, cuộc thi phép thuật chứ có phải là cử tạ méo đâu mà nó tập tạ như vậy. Hắn nhìn lại Hứa Matt đã chống một chân nên đứng tấn đọc sách cơ bắp. Ở phía đằng sau thì với bộ đồ châu chấu, ông già Matt và lão cảnh sát trưởng đứng cầm cây xanh giả danh ninja. Nhưng mà hai cha nội này giả danh thăm dò nó kiểu méo gì ấy chắc là không ai thấy mồ. Đột nhiên âm thanh vang vọng rừng núi phát ra với cơn lốc lửa màu xanh xoáy ra, sự xuất hiện ngầu lòi của Lucy đã khiến cả đám học viên ngạc nhiên vì màn màu mè ra rẻ này. Lucy dùng phép thuật làm màu tạo ra mấy cái bàn ghế đá trồi lên từ dưới mặt đất. Các bài thi và bút lông ngỗng từ trên trời rơi xuống xếp một hàng ngay ngắn, làm mấy Hứa học viên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Matt lại nói méo. Sao ông nội này không đưa đến mấy phòng thi đầu tư trang thiết bị thì có phải đỡ tốn công sức ra rẻ khum ông nội. Nghe xong Lucy cảm thấy tức giận, nhưng mà thôi, thằng danh con nên không chấp. Các thí sinh có hẳn 30 phút để làm bài, nhưng khi cầm đề lên thì nó ngộ lắm, các con chữ trên tờ giấy thi đang nhúc nhích như con giỏi. Lucy đã thêm ít phép thuật của mình vào tờ giấy, nói cách khác để hoàn thành bài thi chỉ cần cho những chữ này xếp hàng ngay ngắn là qua vòng thi. Hai ông nội kia thì vẫn đóng giả ninja làng lá, với trình độ hóa trang là 1 thì độ tự tin không ai nhận ra là 10. Quay lại với Matt thì trước mặt là tờ đề thi, cậu ta nói với nó có thể ngừng khung trước khi để ta lóng, nhưng thế méo nào bảo nhỏ nhẹ thì nó lại khung nghe. Matt cọc cằn đập mạnh tay xuống bàn thì lập tức các con chữ cũng phải rén cậu ta mà xếp một hàng ngay ngắn mà không thể di chuyển đi mồ. Điều đó khiến hai ông nội ninja há hốc mồm vì trình độ out nhây mấy đứa khác của Matt. Cậu cầm tờ đề lên nộp làm Lucy cũng phải ngạc nhiên. Qua vòng thi tiếp theo, mặc dù Matt cầm cây đũa phép trong tay nhưng cũng chỉ để làm màu bằng một ngón tay, nhấc luôn một hòn đá nặng bay lơ lửng. Qua phần chạy trên nước không cần phép thuật thì cậu cũng có thể di chuyển trên mặt nước một cách đơn giản. Sau đó dù bài kiểm tra nào thì cậu ta cũng vượt qua được những người khác, khiến họ phải rén và overthinking. Bài thi tiếp theo, hắn triệu hồi từ dưới đất lên một cái mini game vượt mê cung. Bên trong có đủ loại cạ bẫy để dụ dỗ và các ngươi chỉ có 30 phút làm điều đó, ai đến được đích theo đúng tiêu chuẩn là tuyển luôn vào vòng trong. Đột nhiên từ xa vọng lại giọng nói của một con nhỏ kêu anh giai ơi, và đó là bé Lemon Evine. Cô ta đang muốn tìm chỗ dựa tinh thần để vượt ải và đưa ra đề nghị rằng hai người đồng tâm thì tát biển đông cũng cạn. Nhưng thôi thì Matt cũng đành chấp nhận khi nghe đề xuất đó vì hơi hợp lý. Bé Tranh đi từng bước sau Matt, vừa đi vừa lẩm bẩm suy nghĩ, chưa gặp được bẫy thì nó đã vấp mẹ vào cục đá té sấp mặt. Matt lại méo hiểu kiểu gì chưa thấy đồng tâm hiệp lực mà đã thấy toang rồi. Sau đó những cái bẫy đơn giản mà nhỏ Lemon cứ rên lên như được mùa, Matt lại méo hiểu lần hai, rồi đến những bàn tay dưới đất trồi lên bám chân con nhỏ làm Matt đứng hình lần ba. Đi với nhau trên đoạn đường dài thì lại để lọt hố khi lết được lên, nhỏ đã phải thét lên đừng bỏ lại tôi một mình. Matt quyết định rời đi nhưng nhỏ Lemon đâu chịu buông tay dễ đến vậy. Cô ta dùng phép thuật hóa còng tay còng chân xích Matt lại làm cho cậu ta nằm im bất động. Vì nhiều lý do, Lemon quyết định xin lỗi Matt và không thể cho cậu ta đến đích một cách suôn sẻ được. Nhưng những thứ ma thuật rẻ rách này làm sao làm khó được Matt, chỉ vài động tác dư thừa cậu ta đã phá được còng của Lemon. Điều đó khiến con nhỏ há hốc họng ra ngạc nhiên vì cái trình độ này. Matt rời đi một cách nhanh chóng bỏ mặc con nhỏ ngơ ngác nhìn theo. Đột nhiên có tiếng gì đó vang vọng đằng sau cô ta. Buổi sáng có bốn chân, Lemon quay sang trong sự ngạc nhiên của vị thần Ai Cập. Lemon nghĩ kiểu này thì toi rồi, thôi thì liều ăn nhiều dùng thử phép thuật xem sao. Nhưng làm méo gì có vụ dễ dàng như vậy được, chỉ một quẹt bé Tranh đã văng mẹ đũa phép. Hắn trở lên tức giận yêu cầu cô ta phải trả lời ngay lập tức. Hết giờ Lemon cũng không thể tìm ra đáp án, khiến Hứa Ai Cập tức giận giơ tay lên chuẩn bị tư thế trong sự gào thét vô vọng của bé Tranh. Cô ta nghĩ lại đây là hậu quả cho sự lừa gạt Minh Chính, thôi đành chịu vậy, xin lỗi anh giai đầu nấm. Trong lúc Hứa Ai Cập xuống tay với Lemon thì Matt xuất hiện kịp cho nó ăn một đấm là xe đám luôn. Mém xíu nữa là nhỏ Lemon xanh cỏ gòi. Cô ta chẳng hiểu vì sao Matt lại quay lại cứu mình, nhưng vì cả hai đều có lý do giống nhau nên Matt cũng cảm thông mà cho qua. Nếu bây giờ cả hai bắt đầu xuất phát thì sẽ không kịp vì thời gian không còn nhiều nữa. Phía Lucy ở ngoài mê cung tỏ ra một điệu cười gian xảo, Hứa đầu nấm đi chắc rồi, nhưng Matt lại nói méo bởi vì mình là Minh Chính nên không thể kết thúc bộ anime ở đây được. Cậu đục thủng tường để đi ra khỏi ma trận trước sự ngỡ ngàng của Lucy. Thế là Matt và Lemon đã vượt qua được vòng này, nhưng nhiều người phản đối trường hợp này vì nó ăn gian vừa lờ. Lemon thấy vậy liền la to lên sẽ nói hết tất cả, nhưng Hứa Lucy đâu dễ dàng mà khoanh tay đứng nhìn.
Hắn nói rằng sẽ suy nghĩ về thỏa thuận nếu Mi dám nói tất cả và sẽ không tha thứ cho cô ta. Bé Tranh nói rằng Khầy Lucy sẽ cho mình đủ tiêu chuẩn khi cản được Matt. Bởi vì mình là gơn nhà nghèo nên đành chấp nhận nghe lời Khầy Sugar Daddy để vượt qua. Nhưng dẫu vậy Matt đã cứu lấy mình và còn nói rằng hãy cưới cậu ta nhé. Matt méo hiểu con nhỏ này tự nhiên nói nhét chữ vào mồm. Mình có nói thế éo đâu. Tôi đã hiểu lòng tốt của anh rồi, anh tuyệt lắm, cứ làm người ta làm xong là cười mãi thôi. Lucy nghe xong thú nhận 100%. Lucy phất cây đũa phép sang một phía hắn, niệm chú lẩm bẩm, lập tức các vòng xoáy ánh sáng bao quanh hắn. Tôi tuyên bố từ hôm nay các em sẽ méo đủ tiêu chuẩn để bước chân vào đây. Đúng nhận sai thì bá vô đây mà húp. Vừa gáy xong Matt đã lao vào bẻ gãy cây gậy khiến hắn ách côn đứng hình trong bất động. Khầy gáy hơi nhiều rồi đó, đã non còn gáy khét. Điều đó khiến đám sinh viên há hốc mồm. Về phía hai ninja Konoha thì chả có gì là ngạc nhiên, nó bẻ gãy đũa phép như cơm bữa. Về phía Lucy hắn la ó lên vì đầu nấm quá hỗn xược. Đột nhiên thầy hiệu trưởng xuất hiện câm mại mồm Mi lại. Ông ta nói rằng bây giờ sẽ chuyển sang vòng phỏng vấn, trong kỳ thi này ta sẽ tiếp quản nó. Cuộc thi bắt đầu, người đầu tiên là Matt, ngay lập tức cậu ta bị dịch chuyển sang thế giới khác. Ông hiệu trưởng hỏi cậu vì sao lại chọn ngôi trường này, nhưng đáp án cuối cùng vẫn chỉ muốn sống yên bình với ông già. Nhưng mà câu trả lời ấy làm méo gì có thể khiến hội đồng phép thuật tin được. Câu hỏi thứ hai là trong mê cung, tại sao cậu vẫn quay lại cứu cô bé đó? Cậu ta chỉ vì không muốn thấy hối hận nên mới quay lại đó cứu bạn ấy. Tất cả kiểu suy nghĩ đó làm ông hiệu trưởng cười lớn vì cậu không nghĩ đến hậu quả sâu xa của nó. Lập tức ông ta lấy mình làm ví dụ cho Matt đối đầu. Ông ấy triệu hồi ra đám quái với phép thuật khủng khiếp làm cho hội đồng phép thuật cũng phải rẽ ngang. Vừa dứt lời, Matt lấy hai bàn tay mình chặn trước đầu mũi giáo nhọn, điều này khiến cả hội đồng phép thuật tỏ ra ngạc nhiên. Ông ta thu hết sức mạnh mình lại, lập tức căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn nến xanh. Vì không muốn làm tổn hại đến em ấy nên ông ta đã xin lỗi Matt vì sự vô lễ vừa rồi. Sau đó cậu đưa ra đáp án của cậu là sẽ nhét hành vào mồm Khầy bằng nắm đấm nếu ông làm tổn hại người thân tôi. Ông ta thì mặc kệ lời nói đó và thấy nó thú vị hơn, chào mừng cậu đã đến với học viện phép thuật Easton. Bài học đầu tiên thì nó là mở ổ khóa với kỹ năng nghệ cả củ, thì bà ta đã nhanh chóng mở được nó bằng phép thuật của mình. Nhân vật đầu tiên lên mở ổ khóa là đầu nấm, cậu ta dùng tay bẻ một cái ổ khóa gãy làm đôi. Nhưng mà với cách của cậu thì làm méo gì mà bà cô chịu được nó, học phép thuật hay là học bẻ khóa vậy má. Thật ra thì Matt làm méo gì mà biết phép thuật. Kế bên là thanh niên Finn với gương mặt ngơ ngác thì cũng méo hiểu sao nó trúng tuyển hay vậy, trong thành tích là xuất sắc mới hay nữa chứ. Đây là trường nội trú nên Finn đang đi tìm phòng của mình và cậu ta cũng không muốn ở với khứa đầu nấm hồi sáng. Cậu đến trước phòng 302, phòng này khác xa với mấy phòng khác là méo có cửa phía đằng sau Finn là khứa Matt đang bế luôn cánh cửa. Finn tỏ vẻ cay cú, chưa gì nó đã báo mình rồi, đúng là ghét của nào trời cho của ấy. Cậu giới thiệu mình là Finn Ahmed. Matt tỏ ra lịch sự vì nhiều điều mình còn chưa biết nên mong Finn sẽ giúp đỡ. Matt hỏi cậu ta một điều nữa, nếu muốn trở thành thần giác thì sao? Đối với việc trở thành thần giác, Finn giải thích rằng chỉ cần cậu thu thập đủ xu tín chỉ vàng trong các bài kiểm tra tiết học và hoạt động ngoại khóa đều được đánh giá dựa theo kết quả cao nhất, học sinh sẽ được trao những đồng tiền vàng bạc đồng khác nhau. Nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ, nếu mà mỗi học kỳ không đạt thành tích gì thì vẫn bị đuổi học như thường. Qua lời giải thích của Finn mà Matt vẫn tỏ ra vẻ mặt vô tri, thì thôi dẹp mẹ đi cho xong. Chỉ hiểu sơ sơ một chút thôi, thế này thì toi rồi. Chưa gì tôi đã thấy thằng Matt có khả năng bị đuổi đến nơi gòi. Bên trong căn phòng nhà Adler, Finn và Matt mỗi đứa một nơi, khứa Matt vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh chiêu chiêu nhâm nhi bánh su kem. Đột nhiên cậu lại nhận ra Finn vẫn đang ngồi chăm chỉ phía bên kia đọc sách và ngày mai là tiết học dùng chổi nên cậu ta muốn mượn Finn cây chổi kế bên. Vì sự vô tri của mình, Matt đã tưởng ngưu bàng là cây chổi nên đã mang nhầm. Điều này làm cho thằng Finn khóc thét méo hiểu sao mà cây ngưu bàng to như cây cột điện mà nó lại nhầm thành cây chổi. Thì cũng đành cho cậu ta mượn thôi chứ biết làm sao. Vào buổi học hôm nay sẽ là tiết học cưỡi chổi, bà cô đang hướng dẫn ra lệnh cho nó bay lên, sau đó trèo lên trên chiếc chổi điều chỉnh phép thuật là có thể bay được. Quay sang phía Matt, nhưng thế méo nào mà Matt gọi nó lại không có bay lên, điều này làm cho cậu cảm thấy hơi nản gồi. Trong lúc đó thì đột nhiên có giọng khứa nào vang lên khiêu khích cậu ta. Hắn chê cậu là học sinh yếu kém mà lại dám lấn chân vào đây. Matt nghe xong giơ chân lên dậm mạnh xuống một cú làm cho cây chổi lập tức bay lên dần mặt hắn. Cái thằng khỉ này mày chơi ăn gian đừng có giả ngu mà chấm hỏi trước khi ra lệnh cho nó, mày đã dậm nó nảy lên. Đột nhiên cô giáo nói sẽ kiểm tra tốc độ cưỡi của chổi. Nhân cơ hội này thì hắn cũng khiêu khích sẽ đọ tốc độ bay với Matt. Hắn ta tự tin rằng Matt méo có cửa. Bà cô vừa ra dấu hiệu chuẩn bị và bắt đầu thì ngay lập tức Matt đã về đích với cây chổi. Trong sự ngạc nhiên của hắn ta, hẳn là có chuyện gì đó vừa xảy ra ở nơi đây. Còn về phía bà cô đã gào thét khi tốc độ cậu ta thật là kinh khủng, đúng là kỷ lục mới của thế giới. Điều này làm cả lớp bàng hoàng vì vẫn chưa biết điều gì mới xảy ra, cậu ta là ai và đây là mô. Nhưng về phía Finn thì lại khác, cậu ta không một chút ngạc nhiên vì bản thân có thể nhìn rõ tất cả. Ngay từ khi bắt đầu, Matt đã ném cây chổi đi sau đó lập tức lao về phía nó. Lợi dụng sức cản của không khí vừa giảm tốc độ vừa đuổi kịp chổi và rồi cậu ta bay lên như thật. Nhưng hắn ta lại méo thể chấp nhận được chuyện này vì sự khinh thường đó thì đột nhiên cái mỏ hắn ta bị khâu lại. Thanh niên Calvin bước tới xin lỗi dùng cái miệng to của hắn ta nhưng những thứ đó còn chả làm Matt phải để tâm nữa. Cả sân trường thấy khứa Calvin cũng đã vào cuộc thế này thì Matt chắc chắn đã vào tầm ngắm. Calvin nói rằng những việc cậu ta vừa chứng kiến từ Matt đã làm Calvin phải hứng thú với Matt nên sẽ quyết định làm bạn với Matt và tên cậu ấy là Lloyd Calvin. Matt nghe xong liền nhớ ngay đến củ lang bắp cải. Đột nhiên cô giáo thấy vậy liền chạy lại. Một phần vì nể mặt bà cô nên Calvin quyết định hết giờ học hẹn cậu ở đây luôn. Ở phía đằng sau, Calvin đang cảm thấy bực tức vì thằng đệ của mình để thua Matt, vì thế mày xứng đáng nhận thêm một cú đấm. Về phía Matt, cậu vẫn chưa hiểu tên lúc nãy là ai.
Phiên trả lời Kevin là học sinh tự tiến cử như mình, cả trường ai cũng sợ cậu ta vì gia phả thuộc dòng dõi nhà mặt phố, bố làm quan chức cấp cao ở cục phép thuật. Vốn dĩ ở thế giới này thì cục phép thuật có quyền lực tuyệt đối, nhưng mà Matt tóm lại là nếu chống lại cậu ta thì sẽ nhanh chóng bị đuổi học. Cậu ta có mối quan hệ thân thiết với phòng giáo vụ, nếu trái ý với cậu ta là bị chim cút. Matt cảm thấy thỉnh thoảng làm bánh su kem cũng vui phết, nhưng lại muốn cho ông già nếm cùng chiếc bánh su kem này. Cậu nghĩ lại những lời nói của tên cảnh sát thì bây giờ để đổi số phận mới thì phải đạt được chức thánh nhân tại học viện. Đột nhiên cậu nhận ra rằng hình như mình quên cái méo gì đó. Hứa Kevin chờ Matt dưới sân mà méo thấy đâu đã cảm thấy hơi lóng gối đó. Ngày hôm sau tại buổi học, vì hôm nay là tiết học môn độc dược nên cậu ta đang tìm kiếm cuốn sách. Khi kéo ra thì cuốn sách đã bị nhào nát. Kevin tiến tới chỗ Matt hỏi cậu hôm qua đi đâu không tới chỗ hẹn. Matt chợt nhận ra mình đã sai nên xin lỗi hắn ta vì bản thân bận làm bánh su kem. Điều này bắt đầu làm Kevin thấy nóng trong người. Tiết sau là môn học khác, Matt rút sách ra thì nó lại bị nhào nát nên quay xuống mượn Phin cuốn sách. Phin giật bắn người và cảm thấy hơi sợ vì Matt bị Kevin nhắm đến nên sẽ không cho cậu ta mượn. Nhưng mà Hứa Matt lại bước xuống ngồi kế Phin. Phin bắt đầu méo hiểu nổi thằng này vì mình mới từ chối nó mà. Nhưng Matt lại đánh trống lảng qua chuyện Phin cho mình mượn chổi hôm qua nên tặng chiếc su kem này cho Phin vì lời cảm ơn. Ở bên ngoài lớp học, Kevin đổ ly nước hắn đang uống xuống dưới sàn và bắt Matt lau sạch vũng nước ấy. Qua lời nói của hắn thì Matt cũng cúi xuống lau sàn nhà cho có lệ. Nhưng thế méo nào mà Matt tập trung lau đến nỗi lau đi lau lại sạch bóng cái sàn. Phía bên kia thì Hứa Kevin bắt ép Phin phá những cuốn sách của Matt vì điều đó cũng hơi nhàn chán nên hắn quyết định bắt Phin đốt quần áo của Matt. Nhưng Phin cảm thấy bản thân mình lại không muốn làm những điều này nữa. Hắn ta cho Phin nói lại một lần nữa, lần này Phin quyết định sẽ không trêu chọc Matt như thế. Điều này làm hắn tức điên mà dùng phép thuật triệu hồi ra mấy dây tơ bắn vào người Phin. Hắn ta dạy lại Phin cách cúi đầu nhận lỗi khi làm sai. Matt đi về phía lớp học trên tay cầm cuốn sách độc dược của Phin. Đột nhiên Matt nghe thấy được có tiếng gì đó hơi lạ. Trước mặt Matt là Phin đang bị Kevin đánh hộc máu. Matt không biết hắn ta đang làm gì với Phin nhưng với bộ mặt tỏ vẻ khinh thường người khác, hắn nói rằng chỉ đang dạy dỗ Phin cách cúi đầu đừng quá coi trời bằng vung. Matt tiến tới chỗ Phin, sau đó Phin thú nhận người làm hỏng cuốn sách của Matt là mình. Vì bản thân rất sợ không dám chống đối lại hắn ta nhưng Matt lại coi trọng Phin và coi cậu ta như là hai người bạn. Thế nên Phin cảm thấy quá quắt khi làm những điều như thế với Matt. Kevin tỏ vẻ cao thượng nói rằng Phin biết lỗi như thế có phải tốt hơn không, và cậu ta muốn ngỏ ý rủ Matt đi theo mình ăn trưa rồi giới thiệu Matt với trưởng phòng giáo vụ. Matt nghe xong đi lại gần nắm lấy đầu Kevin, sau đó Matt giọng một cú thật mạnh xuống đất, làm cho Hứa Kevin như chết đi sống lại. Phin khuyên Matt đừng nên làm thế sẽ bị đuổi học, nhưng là men chính thì Matt làm méo gì quan trọng điều đó. Tất cả điều đó đã bị ông thầy Farman thấy hết. Vì được bố em ấy nhờ cậy nên bình thường ông ta cũng phải chăm sóc cho Kevin. Ông ta cho rằng đây là một vụ bạo lực học đường của Phin và Matt nên hai cậu sẽ bị hội đồng thẩm tra. Ông thầy đang gáy khét thì Matt lao nhanh như một cơn gió, chỉ một cú phi long cước đã làm cho Phin và hai khứa đệ của Kevin ngạc nhiên vì thằng này nó dám đánh khẩy luôn. Ông ta chỉ đũa phép tấn công Matt, lập tức Matt lao tới dùng đất chưởng vào mặt ông ta. Đột nhiên ông khầy bị Matt nhấc bổng nên cắm một cú thật mạnh vùi xuống dưới đất. Sau đó là liền vùi lấp ném hết đất xuống dưới hố chôn sống ông khầy. Nhưng vì là khầy lỏ nên ông ta cũng méo sợ Matt, ổng nói rằng sẽ đuổi học cậu ngay lập tức. Đã phóng lao rồi nên Matt quyết định đi theo lao mà méo sợ ổng đuổi học. Matt tiếp tục xài liên hoàn lấp đất trong sự gào thét vô vọng của ông khầy. Sau đó Matt bị triệu tập lên trước hội đồng của trường. Thầy hiệu trưởng đã đưa ra lý do cậu giọng đầu Kevin và chôn sống trưởng phòng giáo vụ. Việc này đã tạo ra làn sóng với tờ giấy tường trình dài hẳn một trang giấy của cục phép thuật gửi tới yêu cầu đuổi học cậu ta càng nhanh càng tốt. Bởi vì cục phép thuật là cơ quan pháp luật tối cao ở đất nước này, bọn họ cũng chính là kẻ thống trị và các thần giác là những người đảm nhiệm chức vụ trong đó. Kevin là con trai của một quan chức cấp cao trong đó, nhưng vì một thế giới mà người hiền lành phải chịu ấm ức nên thầy hiệu trưởng quyết định bỏ qua việc này cho Matt. Thần giác có khả năng giữ vị trí quan trọng trong cục phép thuật buộc phải lo trước cái lo của thiên hạ. Chính vì thế mà thầy hiệu trưởng có niềm tin vào người như Matt có thể thành thần giác. Muốn được chọn thần giác thì cậu phải đứng top một server của trường. Do đó cậu phải thu thập được các xu tín chỉ trong tiết học và hoạt động ngoại khóa. Xu tín chỉ chia ra làm 3 loại: vàng, bạc và đồng. Tùy vào vấn đề khác nhau mà xu tín chỉ nhận được cũng khác nhau. Theo những năm trước ai đạt được nhiều xu tín chỉ vàng nhất định. Đột nhiên ông thầy thấy Matt mặt trắng dã, nhiều thông tin em nhét vào khung nổi nên ngất rồi sao? Nói cách khác thì Matt chỉ cần có thành tích tốt và giành nhiều xu có thể, còn lại vụ bên phòng giáo vụ và cục phép thuật thầy sẽ lo liệu. Sau khi rời khỏi, Matt đã quay về phòng trong tâm trạng lo lắng của Phin. Sáng hôm sau Matt kể với Phin về mấu chốt của chiếc bánh su kem. Khi cậu làm chúng tuyệt đối không để bột thoát nhiệt. Đột nhiên đội trưởng Tom xuất hiện và mong Matt hãy đại diện cho nhà Adler trong kỳ thi lần này để thi đấu Duello. Hãy thỏa sức thể hiện tài năng khoe cá tính của cậu. Matt vẫn chưa hiểu Duello là gì, nhưng với sự giải thích của anh giai Tom thì Duello là môn thể thao chơi bóng bằng chổi, chuyển sang cuộc thi đấu Duello. Cả nhóm đều nghe nói Matt là người khá mạnh thế nên tỷ lệ chiến thắng nằm chắc trong tay. Trận đấu bắt đầu, đây là trận đấu giữa nhà Adler và nhà Lang. Đội nhà Lang có vẻ giành ưu thế hơn nhưng Hứa Matt lại méo bay lên tham gia mà đứng im dưới đất nhìn lên. Điều này làm tất cả cổ động viên ném hết chai lọ và đuổi cậu chim cút về nhà. Nếu bây giờ cậu về nhà thì khó mà trở thành thần giác. Để giành lại cuộc sống yên bình với ông già trên cao đang tỏa sáng, cậu tiếp tục phải chiến đấu. Quay trở lại trận chiến Duello, nhà Lang đang phối hợp rất ăn ý với nhau đã ghi điểm thêm một bàn. Tom thấy Matt vẫn đang đứng im tại chỗ mà chưa tham gia trận đấu nên bay xuống dưới chỗ cậu ta. Tom méo hiểu Hứa Matt đang nghĩ cái gì mà không tham gia. Tom vỗ vai Matt nhắc lại điều cậu muốn là top on server, nhưng câu nói này đều là Tom nhét chữ vào mồm Matt chứ cậu ta chưa từng nói thế.
Sau đó Tom lấy ví dụ cây tre. Trồng tre, trồng tre, trồng tre là loài cây vươn cao bền bỉ trong mọi môi trường khắc nghiệt. Thứ cậu đang thiếu là cây tre, nhưng mà Matt lại thấy ông anh giống như hất cùn hơn trồng tre. Hiện tại thì nhà Lang là 49 điểm còn nhà Adler là 10 điểm. Tom cầm cây chổi lên và yêu cầu Matt hãy như cây tre không thể bay mà là đọt măng. Điều này lại làm cho Matt tưởng tượng ra ông anh đi chơi quên gắn não rồi. Tom đã đánh cược tất cả nhà cửa vào trận duello này vào nhà Adler, thế nên cậu ta đặc biệt tin tưởng vào Matt. Đột nhiên lúc Tom vừa bay lên đã bị thanh niên tóc xanh va một cú văng mẹ xuống dưới. Điều này làm các em gái hốt hoảng vì Opa bị chơi xấu mà trọng tài khung rút thẻ. Hiện giờ thì đội nhà Adler đã mất đi captain Tom và nhà Lang lại nhảy số lên 50 điểm. Tom cảm thấy bản thân đã bị gãy xương vì màn chơi xấu mà Tom đã quát hắn ta. Nhưng ở đây thì tên đầu xanh làm méo gì phải sợ, tinh thần thể thao là cái cóc gì, thắng thua mới quan trọng. Vì không còn nhiều thời gian nữa và điểm số cũng cách biệt khá lớn thì điều này đã làm Tom lo lắng. Tất cả trận đấu này Tom đành nhường lại cho Matt. Cách biệt bây giờ là 50 điểm, nhà Lang vẫn đang trong tình trạng gáy khét. Matt cầm cây chổi nên như cách nắm chắc lấy chiến thắng trong tay, kiểu này lũ nhà Lang thì lại toang. Matt nhún người xuống bật một cú thật mạnh bay lên, hiện giờ Matt đang bay lơ lửng trên không trung làm cho mấy khứa ngồi xem cũng ngạc nhiên vô cùng. Nhưng thật ra là khứa Matt đang dùng khinh công đạp gió thế mới ghê. Matt lấy sức ném một cú thật mạnh thì bóng đã xuyên qua lỗ trong sự ngạc nhiên của mấy con nhỏ khán giả, thiệt là amazing good job Matt. Cậu ta lại ném thêm một cú nữa nhìn dễ như ăn bánh, liên tục là những cú ném từ thanh niên đầu nấm. Trong sự há hốc mồm ngạc nhiên của Finn và cảm thấy yêu anh nhiều hơn của bé Tranh thì điểm số hiện tại đã tăng vọt như trong chóng. Ngay lập tức thì con số nó đã tới 999, những điểm số này thì chiến thắng trong mùa giải này thuộc về nhà Adler. Đầu nấm đã trở thành điểm nhấn ghi kỷ lục số điểm cao nhất lịch sử mà chưa từng có, và đồng thời cậu đã giành được một xu tín chỉ bạc. Matt cảm thấy ngạc nhiên vì hình dạng đồng xu nó chưa uy tín lắm, nhưng mà Finn chỉ thấy trận đấu vừa rồi của cậu ta là tuyệt vời. Ông mặt trời, với tư cách là học sinh năm nhất đạt được thành tích như vậy thì Matt đã được lên báo. Một thanh niên bí ẩn đầu xanh đang ngồi đọc nó, và tôi chắc với anh em thì đây cũng là mên của chúng ta. Hắn không ngờ đó lại là tên học viên làm loạn lúc nhập học. Đột nhiên trọng lực hút xuống giữa mặt Matt trong tờ báo, thanh niên tóc xanh này không thể chấp nhận được chuyện này. Đối tượng tiếp theo mà hắn nhắm đến chính là cậu ta. Đến ngày hôm sau, Tom muốn rủ Matt cùng đi tập duello vì đam mê vì tuổi trẻ. Còn con nhỏ Lemon thì tay ôm đống sách rủ cậu ta đi học thêm nhóm để cho con nhỏ kèm mấy bài nâng cao. Matt nghe xong những thứ như vậy liền quay sang ra tín hiệu SOS cho Finn giải cứu. Đột nhiên thanh niên bí ẩn hôm qua xuất hiện. Vì đây là thư viện mà mấy khứa này cứ ồn ào trông hơi bực mình rồi đấy. Cậu ta tên là Lance Crow, thấy nhộn nhịp nên muốn tham gia vào. Tom cảm thấy ngạc nhiên khi cậu ta có hai vạch và còn chưa từng gặp bao giờ, chắc hẳn là năm nhất. Lemon cũng tỏ ra ngạc nhiên, cậu chính là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh. Gặp lại lần nữa thì con nhỏ Tranh vẫn cảm thấy mê say vì cậu ta đẹp trai quá trời. Lance rút ra chiếc bình thủy tinh, ngay lập tức thì chiếc bình hút Finn, Lemon và Tom vào bên trong. Chiếc bình này có thể nhốt được người ở như thế này. Lance kêu Matt muốn cứu được bọn họ thì đến khu rừng cạnh túp lều cũ. Sau đó thì Lance sử dụng phép thuật và biến mất trong ngọn lửa xanh. Tại khu rừng, Matt và Lance đang đối mặt với nhau, nói chung là face to face đó. Lance lấy 2 xu tín chỉ bạc của mình yêu cầu Matt đánh cực đỏ đen. Tom ngạc nhiên vì cậu ta cũng có 2 xu bạc mà còn tận 2 dấu ma thuật nữa, thế này thì đỡ thế méo nào. Trong thuyền thuyết từ trước đến giờ pháp sư một ấn chiếm đa số trong thế giới này. Một số ít thì sở hữu 2 ấn trở lên, bọn họ có số lượng ít chỉ chiếm 1/1000 người được phép thuật lựa chọn. Lance đưa ra điều kiện đó và ép buộc Matt phải chơi vì không có lựa chọn, bạn bè của Matt đang nằm trong tay Lance. Trước khi bắt đầu, Lance sử dụng phép thuật xuống đất tạo ra một khoảng đất trống. Matt nắm lấy tay lao tới đấm Lance nhưng lại bị Lance hút bẹp dí xuống đất bằng trọng lực. Lance gáy rằng thằng khứa này tấu hài là giỏi, mấy trò mèo này thì làm méo gì mà tấn công được tôi. Nhưng Matt là nhân vật chính, làm méo gì có thể thua vậy được. Cậu đấm tay xuống đất nắm lấy rễ cây kéo nó lên, điều này làm Lance ngạc nhiên vì mặt đất toác hẳn ra. Matt tiến đến trước Lance, thấy cậu ta cũng khoái bò dưới đất nhỉ. Gáy hết xong chưa, giờ thì đến tôi. Matt lao xuống đấm Lance nhưng trọng lực của Lance lại không đủ để kìm hãm cậu ta lại. Càng lúc tốc độ càng nhanh, Matt đấm văng dây chuyền của Lance. Matt cầm nó lên và mở ra thì tỉnh hẳn người luôn, thằng khứa này là lo li con à. Phải nhanh chóng đi báo cảnh sát thôi, ở đây có tội phạm. Nhưng Lance từ chối mình là Lolicon mà là fan của Siscon. Matt lại tỏ ra méo hiểu Lolicon với Siscon khác nhau chỗ nào ba. Thấy Lance cục xúc quá thôi thì trả lại cho cậu ta. Lance bắt chuyện hỏi Matt về thứ gì làm cho cậu cảm thấy quý giá nhất. 1+1=2, màu vàng trộn xanh lam ra xanh lá. Câu trả lời từ review xàm xí là rõ ràng như thế. Matt hỏi lại câu đó thì thứ quý giá nhất đối với Lance là em gái cậu ta. Thôi thì thế giới toàn điều đáng ghét, nên Lance quyết định cầm chiếc bình ra test thử định luật vật lý rơi tự do. Lance khi thả sẽ làm tăng tốc độ rơi của chiếc bình. Khi Matt nhảy xuống cứu họ, Lance sẽ lợi dụng thời cơ để tấn công. Vì em gái, Lance sẽ làm tất cả. Quay trở lại thì Lance thả chiếc bình xuống dưới và sử dụng trọng lực để hút nó xuống với tốc độ nhanh hơn. Matt đã thay sẵn bộ đồ tập gym, chuẩn bị tư thế nhảy xuống và khởi động các kiểu. Matt vào đà tư thế ma gia tông và nói đây là phép thuật gân kheo. Matt gồng cơ bắp bứt tốc bùng nổ để chuẩn bị xuất phát. Một cái vèo trong sự ngạc nhiên của Lance mà không thấy cậu ta đâu hết. Ngay lập tức Matt và chiếc bình đã quay về vị trí ban đầu. Matt cảm thấy Lance cũng không phải người xấu nên khuyên cậu ta dừng lại, trận đấu này đã kết thúc vì bên trong chiếc bình trống rỗng. Matt tiến tới nhanh chóng lấy được chiếc bình từ túi áo Lance, nhưng Lance vẫn không muốn chịu thua cậu ta vì 2 xu bạc tín chỉ. Những lời khuyên của Matt đã làm Lance thức tỉnh và nhớ lại những lời nói của em gái mình. Tự dưng Lance thấy tụt hết hứng nên tạm tha cho Matt rồi đi về, vì đây là cá cược nên xu của Lance bây giờ là của Matt.
Hứa Phiên ôm chân mắt sợ đến đái cả da quần. Ông nội Tom thì thấy mình có thằng đệ tuyệt đỉnh còn con nhỏ tranh cứ oppa à anh yêu em đê. Đây là ký túc xá nhà Adler nơi Matt và Phiên ở tại phòng 302. Matt đang nói với Phiên phải thu thập 5 xu bạc để đưa ra 1 xu vàng. Mà cậu thì có 2 xu rồi, thằng Matt bắt đầu tính nhẩm bằng đầu ngón tay 5 - 2 ra 28. Vậy là thiếu 28 xu, làm Phiên hoang mang đứng ngồi không yên thế méo nào mà nó tính ra 28. 5 - 2 còn 3 thôi ông nội, đây là con Mandragon dã chỉ cần làm tên này ngừng khóc nó sẽ trở thành nguyên liệu độc dược. Lan rút cây đũa phép ra chỉ thẳng vào nó và niệm câu thần chú thế là nó nín họng luôn. Thằng Phiên thì bất lực với con nhỏ Mandragon dã vì không thể làm được giống như Lance, càng làm nó lại càng khóc thét to hơn nữa. Còn Matt cậu ta chê Phiên quá non vì nghe theo lý thuyết bởi vì thực hành với lý thuyết khác nhau. Costrain cũng non qué, cậu ta chỉ chiếc gậy phép vô đã làm nó nổi điên và trở nên la to hơn. Phiên há hốc mồm vì thằng Matt vừa chê mình mà giờ nó làm còn non hơn mình làm nữa. Nhưng nhờ có thanh niên Lance làm gia sư hướng dẫn thêm lần nữa nên Phiên đã làm con này ngừng khóc. Phiên đang vui sướng vì mình đã hoàn thành xong bài tập về nhà thì nhìn qua bên kia Mandragon dã hóa khổng lồ đánh tùm lum. Phiên méo hiểu thằng Matt làm trò mèo gì mà nó nổi điên thế kia. Matt nhảy lên táng một cái làm nó bất tỉnh nhân sự. Matt tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vì cuối cùng mình cũng thành công rồi. Bây giờ tới công đoạn nấu ăn Mandragon dã, Lance sẽ hướng dẫn sơ qua trước một lượt. Đầu tiên là thái mỏng nó ra đảo đảo như này, rồi rắc tiêu lên ta được món thảo dược thượng hạng. Phiên đang há hốc mồm than thở vì méo hiểu gì cả nó làm nhanh vừa lờ. Còn Matt thì bảo tôi nhớ hết rồi. Matt cầm rau vào bếp đầu tiên là thế này xong rồi lại thế này nữa nhưng thế méo nào nó lại ra bánh su kem. Phiên mồm chữ O mắt chữ A thế éo nào nó ra bánh su kem vậy công thức nó có là vậy mô. Thấy bất lực quá nên lần này Lance kèm Mursas tới đít để không sai sót nhưng thế éo nào cuối cùng vẫn là chiếc bánh su kem khiến Lance bất lực. Nói Matt có vẻ như mi chỉ biết đánh nhau thôi. Dẹp mẹ đi, Lance nói trước với Matt về lần tới sẽ không thua cậu ta đâu. Sắp tới là thời điểm ba nhà có một buổi hoạt động ngoại khóa, thầy hiệu trưởng già đang lo lắng cho Matt không biết cậu ta sẽ ra sao. Lúc này ở một nơi khác trong trường có ba thanh niên đang bàn về vụ Matt hôm trước chơi bóng rổ quá hay. Thì một thằng nhóc tóc đỏ đi qua rất láo nháo, thấy vậy ba thanh niên liền dùng võ mồm nói hắn một trận. Cứ tưởng ba chọi một không chột cũng què ai ngờ mấy ông nội đó bị tên tóc đỏ đập như cờ hó. Sau đó tên tóc đỏ gáy ghét rằng bố cứ đi láo đấy bọn mày có giỏi thì dậy mà đập. Chỗ này nhiều máu này, chỉ là đám đóng vai quần chúng thôi mà dám láo với vai chính. Cuối cùng ngày này cũng đã tới buổi dã ngoại bắt đầu. Ba thanh niên nhà Adler đang suy nghĩ trong đầu chắc là cắm trại hay vui chơi các kiểu mở party thịt nướng xiên que đồ. Đột nhiên có thanh niên tóc đỏ chạy đến và nói ổng tên là Dot 3Z chủ nhân của thế giới này. Cậu ta thấy ba người kia nhìn mình đành hét lớn tụi mi nhìn cái éo gì. Matt hỏi cậu là học sinh năm nhất trong ký túc xá với chúng tôi đúng không? Hóa ra là tên nhãi danh đầu nấm rất nổi tiếng gần đây. Matt vẫn méo biết tên này bị làm sao nữa. Đột nhiên bé tranh với nụ cười tỏa nắng khi gặp Matt chạy tới gọi Matt điều này làm Dot tức điên thổi nước bọt vào mặt Matt vì thấy cảnh đàn ông được nữ sinh hoan nghênh đến vậy. Hắn đang thắc mắc mặc dù nam nữ trên thế giới có tỷ lệ 1:1 nhưng chẳng ai thích mình. Và nói nguyên nhân chỉ có thể là do những người như Matt làm mất cân bằng ông đây sẽ thanh trừng tất cả những cái đó. Bỗng nhiên một thầy giáo tới và nói hoạt động ngoại khóa lần này chỉ có hai nhà Adler và nhà Lang. Nội dung là đánh bại bọ cạp rừng, các em phải lấy được viên đá nằm trên trán bọ cạp mang về. Lance và Matt đang động viên tinh thần nhau sẽ lấy được xu bạc ở đây, thì một tên lạ hoắc huýt sáo khoác tay lên vai Matt nói rằng có phải cậu có chút tự tin thái quá không? Có những kẻ luôn cảm thấy mình đặc biệt nhất nhầm tưởng rằng mình khác người nên vô thức coi thường người khác vậy thôi đúng không? Nói xong hắn ta tung phép thuật dằn mặt Matt may có mặt thầy giám thị không thì toang mà ai toang thì chưa biết. Sau đó hắn tỏ ra vẻ mặt chế nhạo Matt rồi đi vào trong khu rừng. Lance đặt tay lên cản Matt nói rằng cậu ta đừng để ý tới hắn. Matt thì vẫn lo cho cái bánh kem của mình hóa ra vẻ mặt khi nãy là do điều này. Cả hai đang cùng nhau vào rừng và bị lạc nhau từ lúc nào không hay. Lance vừa đi vừa nói một mình còn Matt tỏ vẻ đần ra rằng mình đã bị bỏ rơi. Bỗng Dot đi ngang qua chỗ Matt làm cậu ta hết hồn và bị Matt cho ăn một tát vì Dot mà Matt vừa mới phí mất calo. Dot tính đánh Matt thì thấy bên kia có một cô gái nhỏ đang la lên thì ra là một thanh niên đang ăn hiếp nữ sinh nên Dot quyết định ra tay cứu giúp. Nhìn thấy cô ấy thì cậu ta đã bị u mê và tìm mọi cách giữ bình tĩnh nhưng lại méo được. Ở giữa rừng tên nhà Lang đã hạ được bò cạp mạnh nhất và lấy được xu bạc trên đầu nó. Vì bị bà cô này quyến rũ nãy giờ nên Dot không thể kìm hãm được nên tìm mọi cách đau đớn để vượt qua. Con nhỏ thấy Dot tỏ ra như vậy thật là tởm lợm. Con nhỏ tiếp tục khen Dot đẹp trai khiến thằng cha vui mừng đến dập đầu như chết đi sống lại. Phép thuật của mụ là ai cũng yêu say đắm như bị bỏ bùa khi bị quyến rũ. Tiếp đến là thanh niên Matt nhưng quyến rũ kiểu éo gì mà cậu không có chút cảm xúc gì cả khiến bà cô sang chấn tâm lý nặng. Cô ta tiếp tục thử thêm đủ kiểu đều méo được thế nên đã bỏ cuộc. Rồi kể lể bị một đứa con trai năm 2 tên là Sinva, cậu ta khét tiếng bad boy. Cậu ta chỉ muốn lợi dụng một loại phép thuật chỉ mình tôi biết nên cứ bá theo tôi mà bú liếm. Điều đó khiến Dot nghe xong thì bệnh mê gái nổi lên nói rằng sẽ đập cho tên đó một trận. Ai ngờ hắn ta tai thính như chó vừa nhắc nhỏ đã tới. Cậu bảo sẽ dạy dỗ ai tử tế. Dot đưa con nhỏ sang một bên và điên tiết lên dồn một đống củi lửa bắn về phía Sinva sau đó bồi thêm cục khổng lồ cho chắc. Lúc này ở diễn biến khác thì bé Tranh và thằng Phiên đang ôm chân Lance run rẩy cầu xin Len đừng thấy chết mà không cứu. Lance nghĩ rằng không biết Matt sẽ suôn sẻ không vì bị tên năm 2 đưa vào tầm ngắm. Quay lại trận chiến thì hắn ta không hề hấn gì vì tên đó đã dùng phép thuật cao cấp phòng thủ nên không bị tổn thương gì. Sinva dùng một chiêu đánh Dot hộc máu và rớt luôn cái bánh su kem của Matt.
Sau đó hắn cười to. Sau đó Silva chấp đót với điều kiện là đỡ được 5 chiêu của hắn thì chuyện này coi như xí xóa và cho bọn họ một mảnh xu bạc. Silva nói rằng cả tên đầu nấm kia cũng phải đỡ 5 đòn của hắn nữa, nhưng Dot kêu cậu ấy không liên quan tới chuyện này, cậu ta sẽ giúp Matt đỡ 5 đòn đó nữa, vậy là 10 đòn. Khi Dot ăn một đòn đầu tiên thì cậu đã biết mình toi rồi, sau đó cậu liên tiếp ăn các đòn, đến đòn thứ 10 cậu vẫn đứng dậy được khiến Silva ngạc nhiên vãi hỏng. Nhưng sau đó đã ngục ngã và nói Matt đưa cô gái kia chạy khỏi đây. Cô gái đến bên cạnh Silva và nói Dot thật ngu ngốc, đâu cần dính phép thuật của mình mà liều mạng đến vậy chứ. Không ngờ Dot lại tự chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình. Silva đang chiếu nhạo Dot đột nhiên có chiếc bánh su kem bay vào chật mồm hắn. Thì ra Matt đã ném nó vào miệng hắn và nói rằng vào hết luôn đi, giờ tới tao đỡ 10 chiêu của mày, một mình anh chấp hết. Tiếp tục diễn biến trận chiến, Silva nắm đầu Dot đang định đánh cậu thì Matt đã dùng tốc độ bàn thờ của mình đấm hắn, nhưng hắn cũng rất tỉnh và đẹp trai nên đã đỡ chặn được cú đấm của Matt. Hắn rất tự tin và khoác lác rằng tao đã lụng được 2 xu vàng trong năm nhất. Liên tục kêu Matt hãy xông lên thử đi, đừng thấy Matt né là tưởng xuân về. Lúc này anh Matt mới nghiêm túc thôi, cậu bóp chặt làm tảng đá phép thuật vỡ vụn, anh bắt đầu khởi động phép thuật cơ tay. Silva thấy nực cười coi thường Matt không cùng đẳng cấp với mình. Chưa để nói dứt lời, Matt đã đấm cái phép thuật của hắn ra bã và bồi thêm một cú đấm vào mặt hắn. Một cú đấm cũng đủ làm Silva bay rất xa và làm cô gái kia rất ngạc nhiên. Hắn ta vẫn đang luyên thuyên là năm nhất mình đã giành được 2 xu vàng, phép thuật của anh cũng thuộc dạng mạnh nhất năm 2, đừng đùa. Hắn bắt đầu tấn công Matt, những với một cú đấm của Matt mạnh tới mức đã xuyên thủng phép thuật của hắn và trúng bụng hắn. Một cú đấm cũng làm Silva không đứng lên được, hắn không chấp nhận mình thua cuộc nhưng lại không đứng lên được, vì đã mất hết sức cũng không thể chịu thêm một cú đấm nào nữa. Matt lẳng lặng cuôn ngầu đến chỗ gốc cây ngồi chờ. Cậu bảo nãy giờ chỉ mới 2 cú thôi đấy, nãy anh định chơi 10 cú mà nhỉ, hãy cho tôi thấy cái tốt hơn đi, còn 8 cú nữa đấy. Matt tiến đến hỏi, thanh niên đã chuẩn bị xong lần thứ 3 nữa chưa? Nội tâm của tên này lúc này sắp toang đến nơi rồi, ăn thêm một cú nữa là chầu ông bà luôn. Đúng lúc này thì con bọ cạp trên trán có hình ngôi sao vàng dạng mạnh nhất xuất hiện. Silva cười như được mùa, không ngờ trong khu rừng này lại có cao cấp hơn một bậc. Khi con này và đầu nấm dính lấy nhau thì anh sẽ cao chạy xa bay. Matt không cho bất cứ ai chen ngang cuộc đấu của mình, một tay đã làm văng con quái đi thật xa. Ngôi sao trên trán nó làm 3 người ngạc nhiên, sức mạnh cơ bắp gì thật đáng sợ thế này. Một công đôi chuyện, Matt thấy thanh niên có vẻ tội nên sẽ kết thúc tại đây. Silva không nói gì, anh chỉ lẳng lặng gật gù đồng ý. Matt quay 180 độ sang cô gái. Lúc này, cô hoàn toàn không ngờ Silva sẽ thua. Cô lại dùng chưa rơi nước mắt, bảo rằng mình phải nghe theo Silva, vì sợ cô cảm thấy mình quá tệ. Matt đến vòng qua eo làm cô cứ nghĩ Matt đã dính chưa rồi. Nhưng không ngờ Matt đã sử dụng một chiêu móc ngược đằng sau đầy uy lực. Đối với tên cơ bắp này thì nam nữ bình đẳng không có khái niệm nhường. Phin cảm thấy ngưỡng mộ khi Matt có thể hạ được bọ cạp đính đá ngôi sao. Vậy rồi Lemon nói Matt mau đến phòng y tế đi. Lúc này Dot nhớ lại lời cô gái bảo mình là thằng ngốc và thật kinh tởm. Lemon cũng đến bên đó, bảo cậu cũng bị thương nặng lắm, anh tỏ vẻ không sao. Rồi cậu lại dính con quỷ tình yêu rồi, mỗi lần dính thì cậu kích động cả lên làm Lemon cực kỳ sợ hãi. Lance đến bảo Matt đã bị cho vào tầm ngắm, học sinh nhà Lang đang nhắm vào nhà Adler để thực hiện kế hoạch cướp su tín chỉ. Silva tiếp cận Matt cũng vì lý do này, nói với Matt thì phải giải thích cặn kẽ mới được. Hầu hết đều là con nhà quý tộc được gọi là lũ tàn bạo. Họ cực kỳ coi trọng huyết thống, bọn họ sẽ làm tất cả để ngăn những kẻ vô danh như chúng ta bước chân vào bộ phép thuật. Có lẽ trận chiến này đã bắt đầu rồi, cuộc chiến giành xu chống lại đồng minh của Lang, ma giá Lubus. Bỗng dưng từ túi Matt có thứ ánh sáng hào quang kỳ lạ phát ra, làm chói mắt nguyên nhóm bạn. Thì ra là Matt đã lấy được 1 xu từ tên sỏ khuyên và 2 xu từ con bọ cạp khổng lồ, gộp 5 xu bạc lại thì ra được xu vàng với hào quang rực rỡ. Matt và nhóm bạn vẫn chưa biết nghi thức chia học sinh mới vào các nhà ký túc xá của nhà trường. Các học sinh mới chỉ cần chạm tay của mình vào bộ xương khô ở trên để nó có thể đọc được các suy nghĩ và chia học sinh vào các nhà tương ứng. Đến bên chính của chúng ta thì ông ta chỉ đọc được Matt đang nằm trong đống bánh su kem phát sáng. Sau khi thử lại lần nữa thì vẫn chỉ thấy Matt nằm trong chốn cực lạc của bánh su kem. Cuối cùng ông ta quyết định phân tích và đọc ra cách thức làm bánh su kem để so sánh với con người của Matt, khiến cả lớp ngạc nhiên vì tự dưng ông ta nói nhiều vừa lờ. Sau khi giải thích xong một lùi chả ai hiểu thì ông ta quyết định cho Matt về nhà Adler. Cuối cùng nguyên một đoạn trên là Matt đang lùa gà lũ bạn về lý do mình vào nhà Adler, làm tụi bạn trở nên thất thần vì biết mình đang bị lùa. Lance ho lên và nói nòng cốt của Lang tức là ma giá Lubus là nhóm 7 người, tên sỏ khuyên chỉ là tép riêu để thao túng người chọn làm thần giác đang thu thập các xu tín chỉ. Vì Matt có 1 xu nên Lance khuyên Matt hãy tránh nhà Lang và đồng hành cùng các bạn trong ký túc. Thế nhưng lời cảnh báo của Lance không có tác dụng gì. Với sự vô tri của mình, Matt đã lạc lối trong trường. Matt lạc đến trước cửa nhà Lang và không biết nên đẩy hay kéo cửa để vào. Chuyển cảnh vào trong nhà Lang thì Silva đang cúi đầu vì sự thất bại của mình để người của Adler cướp mất xu tín chỉ. Vì do sự yếu kém của Silva nên nhà Lang quyết định trừng phạt Silva. Vì sự vô tri cộng sự phá hoại của mình, Matt đã không biết mở cửa nhà mà bế luôn cánh cửa và đi thẳng vào bên trong nhà Lang. Tên thủ lĩnh hết nhịn nổi nói rằng sẽ để Matt đi với điều kiện là cậu ta phải để lại cái xu vàng kia. Lập tức tên thủ lĩnh điều khiển con rối vừa bị biến từ tên sỏ khuyên lao vào đánh Matt và kêu cậu ta chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại xu vàng. Matt bất ngờ vì tên thủ lĩnh có khả năng điều khiển rối. Với hào quang nhân vật chính, Matt đã né được hết các đòn của con rối và lấy chân mình kẹp vào cổ con rối và vật xuống đất một cái, làm cho con rối phải đầu thai lại kiếp, biến đổi thành tên Silva. Ngay lập tức tên thủ lĩnh điều khiển con rối bay từ đằng sau Matt, khóa chặt lấy chân tay của cậu ta.
Sau đó Matt bị con rối lấy mất xu vàng của Matt. Con rối quay Matt và ném cậu ta bay ra xa. Tên thủ lĩnh hứa sẽ giữ dùng Matt xu vàng này. Bỗng ở dưới chân Matt có cái gì cấn cấn, thì ra là đầu của tên Silva đang nằm ở dưới chân. Matt vẫn chú trọng việc cứu tên Silva hơn nên Matt gáy lại kêu tao là nhân vật chính, dù mi có mạnh đến mô cuối cùng thua anh thôi. Sau khi ra khỏi nhà lang với cục nợ Silva trên tay, Matt thở phào nhẹ nhõm, xém nữa thì toang. Nhưng Matt vẫn không hiểu sao tên Silva nằm dưới sàn, quyết định đưa tên đó tới phòng y tế trước đã. Tên sỏ khuyên giật mình tỉnh dậy trong phòng y tế và không hiểu tại sao mình trở về làm con người được, ký ức của hắn bị bay hết đi từ khi trở thành rối. Bỗng đột nhiên hắn quay sang và thấy Matt đang gập bụng với tốc độ chóng mặt. Silva với gương mặt mắt chữ O mồn chữ O, cái méo gì vậy? Matt nói bố mày đang luyện tập các cơ bụng xiên ngoài. Matt nhếch mép ra rẻ, khi chúng ta gặp rắc rối phải giúp đỡ lẫn nhau, với sự ra rẻ của mình thì Matt đã cắn mẹ vào lưỡi lúc nào không biết. Matt chào tạm biệt Silva rồi lượn đi, chuyển vào trong căn phòng 302 nhà Adler. Thì Lance và Dot đang cãi nhau vì muốn thay đổi mái tóc đôn chề mới cho Lemon thích mình. Nhưng Lance lại không muốn Dot thay đổi kiểu tóc. Finn thì ngồi la hét trong bất lực, phòng này là phòng bố mà đờ mờ. Mọi thứ đang hỗn loạn thì thanh niên đầu nấm lại bế luôn cánh cửa phòng và nói mọi thứ trong phòng sẽ bị phá hết, nên hai cậu có thể ra ngoài mà choảng nhau. Dot đột nhiên giơ tay ra đưa Finn gói trà thảo mộc. Finn ngơ ngác hỏi cái gì vậy? Dot nói loại trà này là hương vị yêu thích của tao, nhập khẩu từ Mỹ mà kết tinh từ rừng Amazon. Finn ngạc nhiên về sở thích trà thảo mộc của Dot. Không khí đột nhiên trở lên im lặng. Đột nhiên Lemon mở cửa la lên, quá đáng, bốn anh dai mà chỉ một mình em, thân em như tấm lụa đào lật qua lật lại phải vào bốn anh, tính bốn anh xăm em hay gì? Finn hét lên, đã ai làm gì mẹ trẻ đâu, rồi mẹ đến đây làm gì? Lemon rủ bốn anh đi đến chỗ này mà chỗ nào thì bố anh cũng chả biết. Tới nơi, trước mặt họ là đồng hồ đo số lượng xu vàng mà các nhà đang nắm giữ. Lemon chỉ tay, nhìn kia đi, đó là hội nhà lang đang độc chiếm hầu hết các xu vàng, tiếp theo là nhà Adler và nhà O Cá đồng thời chỉ có một xu vàng. Thằng Dot lại nổi tính mê gái. Thấy Lemon đang giải thích đúng vừa lờ mà dễ hiểu nữa, đã sinh gái còn được cái tuyệt vời, em đẹp lắm. Lemon bất chợt động viên Matt cố lên, làm anh thanh niên Dot ngơ ngác. Lance bắt đầu hiểu rồi. Lance nói tóm lại là phải loại bỏ những thanh niên láu cá cờ hó nhà lang để bọn chúng không đạt được mục đích. Ai cũng tràn đầy năng lượng háo chiến với tụi nhà lang để tàn sát chúng. Nhân danh hiệp sĩ hòa bình thì đầu nấm bắt đầu đi tập luyện để làm nóng cơ bắp. Ủa rồi thanh niên Matt đi đâu đây? Matt đang than vãn dọn chuồng này đến méo bao giờ mới xong. Chưa làm đã thấy muốn chán rồi. Bỗng Lance mở cửa và nói tao đến để giúp mày đây. Vì hội lang đang nhắm vào Matt để cướp xu vàng nên Lance sẽ ở đây để lập kế hoạch săn mấy con cờ hó. Đột nhiên thì có vòng xoáy nước xuất hiện dưới chân Matt, thì ra là do tên tóc bạc có hai gạch ở trên mắt đang muốn tấn công để lấy xu vàng. Hắn phóng Shuriken vào Lance. Trong khi đó đầu nấm vẫn đang vùng vẫy dưới nước vì méo biết bơi. Cả hai quyết định lấy bằng được xu vàng của Matt. Tên số 6 ra điều kiện, nếu các cậu thua thì phải đưa xu tín chỉ cho chúng tôi. Tên số 6 biến mình thành hình dạng con cá mập, sắc đu đu đu. Hắn ta lập tức chui xuống sàn chỗ đó biến thành nước để làm đối thủ với Matt. Tên số 7 gáy sớm với Len trước một chuyện, nhưng Lance chẳng quan tâm. Hắn ta dùng song đao vào chỗ Lance nhưng vì lũ cú đằng sau, nếu Lance né sẽ trúng lũ cú nên Lance quyết định nhận hết đòn đó. Lance tức giận cầm đũa phép ra vì thấy nó gáy nhiều vừa cờ lờ, nhưng mà sức mạnh này ngộ lắm chỉ làm cho một cái sẻng bị hút xuống đất. Hắn phóng ra tam đao lao về phía Lance. Hắn đột nhiên nhận ra cảm giác lạ, lũ cú đã tập trung hết về đằng sau hắn. Lance dùng trọng lực để hút hắn ta xuống, trở tay méo kịp, lũ cú hết cản đường Lance rồi. Giờ hắn mới nhận ra là vì lũ cú Lance mới không tránh né. Thì ra là Lance cố tình hút cái sẻng rớt xuống để làm rách túi thức ăn cho lũ cú tập trung lại đó. Hắn ta phóng ra Shuriken khổng lồ nhưng đều bị Lance hút hết xuống dưới bằng trọng lực. Rõ ràng mình và hắn đều hai dấu ấn mà thực lực đều khác xa nhau vậy. Lance bắt đầu gáy lại, đối với cậu chiến đấu để ưu việt nhưng đối với tôi thì mèo nhé. Loại chiến đấu vì bản thân như cậu, đối mặt với quyết tâm của em gái tôi thì cậu tuổi lờ sánh vai. Ở dưới đáy sâu của biển sâu, tên số 6 và Matt đang chiến đấu. Đây là vực sâu của tên số 6 nên hắn gáy rằng Matt thế méo nào mà thắng được hắn. Đến giờ hắn đi săn rồi, nhưng mà ngộ lắm săn kiểu éo gì mà có cái gì tạt qua nhanh như lốc xoáy. Bơi qua tốc độ của hắn luôn, chưa dứt câu thì Matt lao vào lướt qua hắn như một cơn lốc. Méo hiểu sao thằng này rơi vào bẫy phép thuật của mình mà vẫn mạnh như vậy được, rõ ràng nó bảo nó éo biết bơi mà, không ngờ là Matt vừa xuống là biết bơi nhanh như vậy. Matt cảm ơn hắn ta vì nhờ hắn mà Matt đã biết bơi thêm. Matt bơi với tốc độ chóng mặt làm hắn ta tưởng mình đang bị săn đuổi. Hắn ta biến dạng tiến hóa nhìn xấu vừa lờ. Giờ thì không ai cản được mình rồi, vừa gáy xong Matt lao thẳng vào đấm hắn, thở méo nổi như muốn đầu thai kiếp mới. Đấm đến khi bay thẳng lên trên nhanh gọn lẹ vừa lờ, thế là cả hai đã lấy thêm một xu vàng nữa về nhà Adler. Đột nhiên tên nào đó từ đằng sau xuất hiện với bộ dạng như Shino trong Naruto. Hắn ta đeo mặt nạ và lập tức lướt qua Matt và Lance như một cơn gió vì coi thường sức mạnh của nhà lang. Có phải là các cậu vui mừng quá sớm không? Lance lập tức quay sang dùng trọng lực, nhưng lại không có tác dụng gì. Matt vứt luôn áo choàng vào tư thế marathon. Hắn ta nói không có ý muốn chiến đấu, chỉ đến thu gom đồng đội, nhưng Matt kệ lời nói đó và lao nhanh tới giơ tay ra chuẩn bị đấm. Vì sắc khí hừng hừng đó, Matt đấm một cú nhưng hắn dùng tốc độ nhanh ra xa để né. Hắn dùng dịch chuyển tức thời ra đằng sau và thu gom đồng đội vào trong cái bình trên tay. Sau khi ra ngoài, mặt nạ của hắn ta bỗng nứt ra một vết. Lance tính rủ Matt đi lùa gà thì đột nhiên con nhỏ Lemon xuất hiện kêu to, Matt gặp rắc rối lớn rồi, là thằng đầu bòi Tom đó. Lance và Matt vẫn méo hiểu gì thì con nhỏ Lemon dẫn cả hai đến bệnh xá. Tên Tom tỏ ra nghiêm trọng. Tom tiếp tục nói, từ khi tỉnh dậy thì méo hiểu sao mình đã ở đây rồi.
Tớ mơ thấy mình bị mắc kẹt trong cái éo gì như một cái hộp đen kín kịt. Tớ hoàn toàn tỉnh táo được một lúc nhưng thế éo nào lại không gọi ai được. Cứ như vậy suốt mấy tiếng, như một cơn ác mộng kinh hoàng. Lúc này tớ không thể niệm chú được nữa, thậm chí còn chẳng cảm nhận được dòng ma lực của bản thân. Lance hiểu ra rồi và hỏi thêm câu này méo liên quan vì éo hiểu thế nào mà bệnh xá mà tụi nó vào nằm mà đông như đi nghỉ dưỡng. Tom trả lời vì họ đều bị triệu chứng giống như mình. Đến 11 giờ đêm, sau giờ tắt đèn cả khu ký túc tối như trái tim em vì anh méo biết đường nào để đến. Lance chắc rằng đám ma giá Lubus là thủ phạm vụ này. Lance bắt đầu cảm thấy sai sai thế éo nào đấy. Đột nhiên thanh niên đó thấy cái bóng đen xa xa nên hơi rén. Khi cậu ta nhìn rõ thì là bé Tranh. Cái dáng của em kìa nhìn ngon chưa? Lance cảm thấy có gì đó sai sai, bịt miệng thằng Dot lại. Đột nhiên Lemon quay lại thì ra đó là hình nhân. Phiên trở nên hốt hoảng. Dot tỏ ra tức giận thật không công bằng. Sao mà nhìn em ấy vô hồn như chưa chơi đồ mà thế éo nào vẫn ngon được chứ? Phiên bỗng phát hiện ra điều gì đó. Thấy Lemon đang đi đâu, thấy điều gì đó khả nghi, Matt kêu mọi người đuổi theo. Mặc dù Phiên chỉ đường nhiệt tình vừa lờ, cậu ấy rẽ góc này góc kia đồ, thế méo nào mà cả bốn anh đuổi theo xong mất dấu luôn cơ chứ? Lan suy nghĩ nhà Lang đã chọn nơi này làm cứ điểm thì chắc chắn chúng sẽ có lợi thế sân nhà ở đây. Đó thấy trước mắt mình là đấu trường to vãi ỏ. Đột nhiên có giọng ai đó vang lên, nói không sai, đây là một sân đấu trường cổ đại, ngay cả các giáo sư trong trường cũng chẳng biết về nơi này đâu. Lance quyết định chơi, nhưng đâu ra thanh niên đó chen ngang. Đợi đã để tôi, tên này là của tôi, bởi trên đời này tao ghét nhất mấy thằng đẹp trai hơn tao. Đót bực tức vì nó dám đẹp trai hơn mình còn số hưởng nữa, đời mày gặp tao là lên hương rồi, chết hộ bố cái. Ba thằng bạn méo hiểu gì hết, cứ tưởng thanh niên đót hết trẻ trâu rồi. Quay trở lại trận chiến, đót rút đũa phép phóng ra quả cầu lửa, nhưng chỉ một chiêu thì quả cầu bị phá vỡ. Đót chưa hết ngạc nhiên thì đâu ra cái dễ đâm trúng người mình. Sau đó đót phóng ra 8 vòng ma thuật quanh tên đẹp trai, nhưng hắn méo hiểu cái thằng đót triệu hồi cái éo gì dưới đất nữa. Chưa gì Dot đã tự khai ra. Cẩn thận cái đó nha, mấy bé cưng xung quanh mày ấy đều có sức mạnh nổ gấp 5 lần bình thường và có thể kích hoạt nó vô điều kiện. Tên đẹp trai đang nghĩ Dot thật ngớ ngẩn, hắn muốn mình dẫm lên dấu ấn đó sao, tính ép mình di chuyển ư? Tao đẹp trai chứ éo có dễ dụ vậy đâu. Hắn ta điều khiển mấy cái cây tấn công vào người Dot, sau đó cuốn chặt Dot không thể nhúc nhích được. Bỗng nhiên cây đũa phép trên tay Dot rơi xuống đất, càng lúc cái cây càng cuốn chặt vào người Dot đến nỗi Dot phải thét lên, má nó đau vãi. Đột nhiên ma pháp dưới chân cờ giúp của các chị em tạo ra một cú nổ lớn. Dot thoát khỏi được những cái cây và gáy to, ma thuật của anh ấy là hàng VIP rồ Tây Hồ đấy, nó là hàng hẹn giờ. Chú nghĩ anh ngáo ngáo tới mức éo nào mà quăng bừa bãi bom như thế còn nói cho chú hướng dẫn sử dụng của đám bom ấy chứ. Banh xác con miệng mày đê, đột nhiên cờ rút của các chị em đứng hình ếch cun mất 5 giây suy nghĩ. Thế éo nào mà mình bị nó bịp. Sau đám nổ đấy tên đẹp trai vẫn ngồi dậy và tỏ ra như chưa có gì được. Dot hoảng hốt vì thế méo nào mà hắn bị đánh bại vẫn tạo dáng được, vẫn tỏ ra ngầu lòi đến phút cuối. Đột nhiên dưới chân Lance, Matt, Finn, Dot xuất hiện vũng lầy kéo cả bốn xuống. Cả bốn đều bị hút xuống mỗi người một nơi khác nhau. Trước mặt Lance là Earth Mado, nanh thứ ba, chưa gì hắn ta đã gáy. Nếu Lance làm mất thời gian hắn thì liệu mạng đấy. Vừa gáy xong hắn ta đã bị Lance dùng trọng lực cho cắm mỏ xuống đất. Hắn hóa lỏng cơ thể đứng ra sau Lance. Hắn ta chia ra làm mấy bản phân thân chi thuật trong Naruto, từ từ hắn lao vào tấn công Lance. Tất cả đều bị Lance dùng trọng lực hút xuống, nhưng ma thuật của Lance đều vô dụng với hắn, vì chúng đều bị hóa lỏng thành bùn và không thể tấn công hắn được. Lance nghĩ hắn ta là hình nhân bùn, nếu như không hạ được bản thể thì mình sẽ không thể rời khỏi đây được. Cậu ta nghĩ rằng mình sẽ sử dụng trọng lực diện rộng vào hắn dù hắn chạy đi đâu, kiểu gì trả chúng. Mọi cố gắng của Lance đều vô vọng, ngay lập tức hắn trồi lên ở đằng sau Lance. Kèm qua đây hắn dùng một chiêu vào Lance, nhưng Lance nghĩ sao đòn tấn công của hắn không có sát thương, thì đột nhiên có hai đám bùn dính lấy chân cậu ta làm cậu ta không thể di chuyển được. Lance không biết từ khi nào mà nó bám vào chân mình nữa, hắn ta sử dụng đạn bùn bắn tới vào người Lance. Vì bị bùn dính chặt chân nên cậu ta cũng không thể né tránh. Hắn ta ngạc nhiên từ lúc nào mà Lance đã thay đổi hết trọng lực căn phòng để ném mình đi như vậy. Nhưng mọi thứ đều vô dụng vì hắn ta có thể chuyển về thể bùn thì xung quanh không thể tác động được vào hắn. Ma thuật của Lance thì chưa có thể tác dụng được mặt rắn nên dạng lỏng không thể có tác dụng được. Nhưng đột nhiên với cách sử dụng trọng lực thông minh của Lance, cậu ta dùng đạn đá ném vào vũng bùn và đã nhìn thấu được hết cách phòng thủ của hắn. Đây là lọ đồ chơi đã được chiết xuất từ ma thuật của các thằng học viên khác, nó có tên là tinh chất ma thuật cô đặc. Chỉ có những đứa trong ma giá Lubus bọn tao mới có đồ chơi hàng chất lượng thôi. Cơ thể hắn phút chốc tỏa ra sức mạnh như hóa Super Saiyan. Hắn lập tức triệu hồi con quái vật khổng lồ bằng bùn. Lan sử dụng ma pháp của mình triệu hồi những cây trụ trọng lực để hút con quái vật to xác xuống đất. Hắn ngạc nhiên vì Melo Devins của mình dừng lại rồi sao và éo hiểu mấy cái trụ này từ đâu xuất hiện. Lan giải thích rằng mấy cái trụ này tạo ra trọng lực riêng nó hướng vào nhau và thế là con quái vật bị bao quanh bởi những cây trụ, trọng lực được hút từ bốn phía và sau đó xé toạc con quái vật ra trong tích tắc. Hắn ngạc nhiên vì phép thuật vĩ đại nhất của mình bị đánh bại rồi. Tao đây đã bị đánh bại rồi sao, thật không thể nào. Chuyển sang nơi khác trong địa bàn, nhà Lang Max đã thay đổi bộ đồ tập gym bó sát cơ người của mình. Đầu nấm khởi động cơ chân lao tới đá móc hắn, nhưng đã bị hắn dùng kiếm đỡ được và lui ra xa. Những dấu mũi tên hiện ra sau lưng hắn. Hắn ta vung kiếm ra lướt qua Max và tấn công liên tục bằng những mũi tên dưới chân một cái vèo với tốc độ nhanh chóng. Cơ thể Matt bắt đầu hiện vết cắt chảy ra máu. Hắn tiếp tục lao qua Matt, một vết đứt hiện ra trên cơ thể Matt. Bộ dạng bây giờ có lẽ Matt không thể đứng vững nổi, máu của Matt đang chảy xuống dưới sàn.
Hắn ta khiêu khích Matt bằng cách nói cho Matt biết Lemon đang bị treo lên thiết bị hút đi ma lực của mình. Matt kêu hắn ta lo giữ cái mặt đấy, kẹo tới cháo cũng chẳng thể mà húp nổi. Hắn ta cho Matt là ngông cuồng chưa gì đã gáy khét. Hắn dùng tốc độ của mình tấn công Matt liên tục. Hắn ta đâm một phát xuyên qua người Matt. Đột nhiên hắn nhận ra rằng thanh kiếm xuyên qua người Matt không thể rút ra được. Matt ngả người ra lấy đầu húc thật mạnh vào đầu hắn. Chiếc mặt lạ đang đeo phút chốc vỡ ra từng mảnh. Nhưng khi hắn ngẩn lên, Matt tỏ vẻ nghiêm trọng vãi ỏ. Con mắt đó không lẽ là ông bị đau mắt đỏ hả? Tôi méo hiểu được thằng Matt, mặt tỏ ra căng căng mà cuối cùng nói ra câu sàm hơn tôi review. Hắn bắt đầu lẩm bẩm trong miệng biến, tất cả chiến trường xung quanh đều giảm tốc độ nhưng hắn thì tăng lên. Một mũi tên xuất hiện giữa người Matt. Hắn lao tới nhanh chém Matt ra nhiều nhát. Matt cảm nhận bản thân mình bị chậm đi và không thể né tránh. Vừa dứt lời hắn lao vào, đừng hòng bắt được ta thêm một lần. Bởi đây là kết thúc của ngươi rồi, Mên Chính. Đột nhiên hắn thấy Matt đưa tay lên với tốc độ chậm, hắn ta vẫn chưa biết Matt chuẩn bị làm gì. Cậu ta đập một cú thật mạnh xuống sàn, phút chốc sàn đấu đã bị vỡ tung. Hắn vẫn chưa hiểu sao Matt di chuyển vậy mà sức đánh vẫn mạnh như thế, nhưng mà Matt đập vậy thì sao mà đỡ nổi. Hắn rơi xuống lỗ lớn sàn nhà cùng Matt, hắn ta chợt nhận ra Matt phá tung sàn nhà sẽ khiến hắn ta không thể sử dụng sức mạnh được nữa. Matt đạp lấy chân của hắn giữ hắn chặt như hình nhân, thế éo nào mà thoát được nữa. Matt đã tóm hắn được thêm lần nữa, cậu ta bắt đầu chuyển qua thanh gươm diệt quỷ, nói đây là ma thuật cơ bắp, tức thứ nhất cùng phong quyền, sao mà đỡ nổi. Matt lẩm bẩm trong miệng câu thần chú để bịp hắn là mình có ma thuật, phun mút cột Huzi Kansas, đấm hắn một cú bay dính lên tường. Hắn không hiểu sao seconds của mình trước sức mạnh này lại không sử dụng được. Matt lập tức lao ra đằng sau với tốc độ nhanh vãi ỏ, sút hắn một cú cứ gọi là thốn tận ái. Hắn ta bắt đầu hiểu ra sự khác biệt sức mạnh của Mên Chính và Mên Phụ. Nếu mình thua ở đây thì mình sẽ mất đi lý tưởng của mình. Hắn dùng kiếm đâm thẳng tới Matt, chỉ với một tay Matt đã bắt lấy và bóp nát cây kiếm. Hắn ngạc nhiên vì kiếm của hắn dễ dàng bóp nát như vậy. Matt vung tay đấm đá các kiểu, vừa đấm đá vừa giả bộ niệm chú để bịp bộng. Bây giờ hắn không khác gì trái bóng cho Matt đấm đá qua lại, bị nhét hành vào mồm như muốn đầu thai chết lại. Sau khi bị Matt cho nằm bẹt xuống sàn, quay trở lại trận chiến, Dot cùng với Finn đang chiến đấu đối mặt với hai tên hai vạch ma giá Lubus. Đột nhiên anh thứ tư rời đi mà méo biết chuyện gì nữa. Love Chan khoe rằng mình là nanh thứ 5 của nhà ma giá Lubus, thì các anh có yêu em ham, có muốn về chung giường với em không? Dot và Finn tỏ ra vẻ mặt đần đần, chẳng hiểu con nhỏ nó đang nói cái quái gì. Anh đã siêu lòng trước người con gái khác ư? Nếu vậy thì chết mẹ mày đi, đỡ hộ bố mày cái. Dot lập tức rút đũa phép bắn ra quả cầu lửa đỡ đòn của ả. Cô ta trở lên tức giận vì khi sinh ra đã là công chúa trong chuyện cổ tích thì các ngươi cũng phải thấy ta dễ thương. Vừa dứt câu, Dot ăn nguyên cái lốc xoáy vào người, cậu ta cảm thấy đau đấy. Cậu ta phóng ra quả cầu lửa tấn công Love. Cô ta cũng chẳng chịu thua mà ăn đòn của Dot, anh đã yếu mà còn hay ra rẻ quá. Lập tức đòn của Dot chạm vào nhau tạo ra vụ nổ lớn. Love chẳng hiểu sao nó không trúng mình một phát nào, có lẽ đó chỉ là hỏa mù thôi sao. Lập tức Dot từ đám khói đó lao ra tính giật lấy đũa phép của con nhỏ. Nhưng sự cảnh giác của cô ta rất cao nên Dot đã bị lốc xoáy cuốn bay ra. Để em nói cho tụi anh biết, ma pháp của nanh thứ tư sẽ khiến đối phương hóa đá, mục tiêu ở đây chính là tên đã mở cửa hầm này. Có lẽ hiệu ứng sẽ bộc phát sau khi cậu ta tích ma lực khoảng 2 tiếng. Tức là nếu anh không vượt qua được em và tới nanh thứ tư thì trong vòng nửa tiếng nữa bạn đầu nấm đó sẽ hóa thành tượng đá. Dot vẫn đang bị cuốn vào trong lốc xoáy, còn thằng Finn thì méo thấy đâu chả có tác dụng gì. Love Cute bước về phía Finn, nơi mà Finn đi thỉnh kinh. Love Chan chuẩn bị vĩnh biệt anh yêu thì cơn lốc đã bị Dot phá hủy. Vì ta là Mên Chính nên chưa xong với ta đâu. Bây giờ trong đầu Dot cứ văng vẳng câu nói từ anh giai một gạch với mái tóc 73 quyền lực nhất. Ai cho mày xúc phạm bạn anh hả? Con nhỏ Love Cute thấy vậy liền đưa cái đũa phép ra hô to, biến mày anh đi, tôi thấy phiền nhiễu quá. Dot bắn ra quả cầu lửa to hơn lúc nãy đỡ lấy đòn của cô ta. À tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đầu thấy ma thuật của cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Cô ta thấy được dấu ấn trên trán Dot và nhận ra rằng cái dấu ấn đó mình đã từng nghe nói rồi. Về những đứa trẻ đã sinh ra với dấu ấn chữ thập có sẵn ở trên trán, Dot gần như đã hóa thành Super Saiyan. Đối với những người như vậy, khi cảm xúc của họ vượt quá giới hạn thì sức mạnh sẽ được giải phóng ra ngoài và trở thành ác quỷ. Dot đưa đũa phép ra và chỉ lên trước Irakaru. Dot lẩm bẩm trong miệng Machine Gun Explode. Nguyên sàn ở đâu cũng thấy bom của Dot đặt hết. Gương mặt Love giờ không còn cute nữa mà đã thành Love vã mồ hôi hột. Cậu ta lập tức cho nổ các quả bom của mình, bây giờ hãy tan xác 100 lần đi. Tất cả quả bom đều phát nổ ngay, nó tạo nên sương khói mù mịt. Không một ai bị trúng cả. Cô ta nghĩ Dot cố ý đánh trượt ư. Nhưng thật ra là vì cô ta cũng là người thứ ba trong cuộc tình này nên anh đây không lỡ đánh. Cụ thể là không lỡ đánh phụ nữ. Đột nhiên cái đầu bằng đá chui lên tính nút chưởng lấy Finn. Love, Dot, Finn cả ba thấy vậy đều ngạc nhiên vì nó là cái méo gì vậy. Để cứu Finn, Dot đã lao tới đẩy cậu ta ra để cho con quái vật ngoạm mình. Gương mặt của Finn lúc này lo cho Dot. Finn xin lỗi Dot, tất cả là lỗi tại mình. Nanh thứ tư Milo Genius bước ra. Milo ra rẻ khinh thường thấy gương mặt Dot cứ tỏ ra đần đần sao ấy. Có lẽ ta sẽ sơi tái mi trong vài nốt nhạc. Hắn triệu hồi các bàn tay bằng đá lao đến tấn công Dot. Đột nhiên nanh thứ tư bị tấn công một cú bất ngờ vừa cờ lờ. Méo thể nào mà đỡ nổi. Hắn ăn xong một đòn thì hộc cả máu ra ngoài. Hắn ta nằm đo sàn mà tỏ ra đau quá. Chuyện éo gì thế này, thằng ôn nào đánh bố thế, bước ra cho bố xem mắt nào các con dài. Trước mặt hắn thì thêm một tên bước tới xuất hiện. Hắn ngẩng đầu lên mà không thể nào tin nổi là anh ta lại ở đây. Dot tỏ ra ngạc nhiên vì thánh nhân Jay Ahmed là pháp sư bá nhất của nhà Adler. Nhìn mặt thằng này cũng hơi rén vãi ỏ, nhưng với gương mặt gian xảo không chút uy tín thì hắn đã triệu hồi cái mặt bằng đá tính nút chưởng đây.
Nhưng với trình độ này thì tuổi lờ mà so đo dây triệu hồi ra thanh kiếm khổng lồ bổ đôi ma thuật của hắn ra bã. Dây triệu hồi hàng trăm cây kiếm lập tức hàng trăm cây kiếm lao tới tấn công vào hắn. Điều đó khiến Dot cũng ngạc nhiên vì đây là sức mạnh của một thánh nhân à. Trong lúc đồng đội bị nhét hành vào mồm thì Love Cute đã có màn quay xe. Về phía Milo thì méo thể tin được con nhỏ Love nó lại quay xe nhanh như vậy. Ray đến trước mặt Milo. Hắn ta mặc dù miệng đầy máu nhưng vì muốn sống nên cúi đầu van xin cậu ta. Ray đá vào hắn hối lỗi ư, sống ở đời muốn ra rẻ cho người ta thấy thành ý ấy thì phải dùng hành động chứ không phải lời nói. Ray vẫn dạy dỗ hắn kêu Dot và Finn đi về đi còn tên này để cậu ta tra khảo. Dot vẫn chưa hiểu tại sao tự nhiên thánh nhân lại xuất hiện ở đây nhỉ. Đột nhiên thanh niên đầu nấm từ đâu đến, cậu ta vừa đi vừa ngân nga câu hát tan nát cõi lòng, bánh su kem ngon ngon tràn đầy dinh dưỡng. Ray quay sang cái đó không phải ma lực nhưng thứ áp lực khủng khiếp đó là gì. Ray kêu Matt và hỏi cậu ta vài câu. Nhưng mà vài câu này ngộ lắm, thanh niên thánh nhân đã tưởng Matt là kẻ khả nghi. Cậu ta đưa ra một con sinh vật kỳ lạ, đột nhiên cây kiếm khổng lồ của Ray lao tới chỗ Matt. Cậu ta chỉ dùng hai ngón tay là bắt được thanh kiếm, cái trò chơi này hơi nguy hiểm nha ông anh. Con sinh vật toát mồ hôi hột run rẩy vãi ỏ. Không, không hề có ma thuật. À mà không, không phải, chắc là tôi bị nhầm lẫn xíu. Cậu ta dùng 3% thần khí lao vào Matt. Với độ lầy lội tấu hài của mình thì Matt đã gom hết đống thần khí lại thành cái ghế ngồi. Để cho chắc thì Ray quyết phải thử thêm phát nữa cho chắc. Thần binh 10%, con nhện há hốc mồm vì Ray chơi hẳn 10% sức mạnh lên học viện thế này thì chịu thế éo nào được. Chỉ có lên bảng đếm số thôi, nhưng Matt bắt lấy hai cây kiếm vung vẩy qua lại. Matt xoay ngang cây kiếm lấy làm lá chắn, cậu ta đứng chắn hết số lượng kiếm mà Ray phóng ra. Matt tỏ ra méo hiểu nổi ông anh giai cây khế của mình sao chơi lớn vậy, nhỡ tôi đỡ không hết rồi có ai đó bị thương sao. Ray hỏi tên cậu ta và nhớ lại vài ngày trước Ray có gặp ông hiệu trưởng. Ông ta nói rằng năm nay chúng ta có một học viên rất chi là đặc biệt. Sau khi Ray ngẫm nghĩ ra xong liền cúi đầu tạ lỗi Matt. Nhưng mà với khuôn mặt ngây thơ của Matt thì đang éo hiểu chuyện gì tự nhiên tấn công người ta xong xin lỗi là sao ba. Để tạ lỗi với Matt thì Ray rút ra chiếc khăn ma thuật coi như là món quà ra mắt. Thanh niên đầu nấm nhìn xong chiếc khăn cảm thấy ông anh cây khế này lạ quá, sở thích đam mê mấy bé thỏ này à. Gương mặt Ray lúc này kiểu bố mày nhịn hết nổi rồi cho thì nhận đi còn thắc mắc. Nhìn nó mà tao tức á. Sau khi Matt thấy được khuôn mặt đó thì cũng biết được luôn câu trả lời rồi thôi thì cảm ơn đi cho lành. Cậu ta tính rời đi nhưng Ray hỏi Matt về việc truy lùng Aben đúng không? Nếu cậu muốn nhắm tới vị trí thánh nhân thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối đầu với Aben. Hắn chắc chắn là một trong những ứng cử viên sáng giá năm nay. Tóm gọn lại, kẻ nắm giữ nhiều xu nhất trường là hắn, hạ được Aben thì số xu đó sẽ là của cậu. Ray rời đi vì còn có việc khác phải làm. Matt cảm ơn anh ta vì lời nhắc nhở dài dòng vừa cờ lờ. Matt đi đến trước căn phòng bí mật nhà ma giá Lubus, Matt đấm một cái văng mạnh cánh cửa vào trong. Aben tỏ ra ngạc nhiên thế éo nào mà lần nào nó bước vào nó cũng phá cửa dị. Aben triệu hồi ra một đống rối lao từ trên xuống dưới tấn công Matt. Quay trở lại với nhỏ Love Cute đang đi về hướng văn phòng hành chính nhà ma giá Lubus. Love đột nhận ra, ủa sao nay khứa Aben làm gì mà cánh cửa bị bung ra như thế này. Cô ta lại bất ngờ thêm lần nữa Akun đứng hình mất 5 giây nhìn Matt đấm vài cú khiến mấy con rối ăn hành ở nơi đây. Cậu ta chỉ cần dùng một đấm là con rối lập tức bốc hơi, nước văng ra tung tóe ngay sau đó nó sẽ phát nổ. Điều đó làm Matt trở nên ngạc nhiên. Aben nói rằng những bé búp bê đó chứa đầy axit cố mà cẩn thận đó. Sau đó cậu ta cầm đầu con rối chuẩn bị tư thế ném bowling. Matt cầm quả bowling đưa nhẹ lên trước, hơi thở sương mù thứ nhất sau đó cậu đưa quả bóng ra sau ném một cú trong sự ngỡ ngàng của nhỏ Love. Tên đó đang làm méo gì vậy, nó ao trình quá, hắn tính hạ luôn tất cả một lượt mà éo chạm chúng sao. Chỉ một cú ném đã khiến nhỏ Love há miệng chữ A mắt chữ O, chúng văng hết luôn kìa, hắn ta ném spell chỉ trong một frame thôi sao. Hắn triệu hồi mấy con rối tây hồ VIP rồi lao tới tấn công Matt, Matt đấm tụi rối như con đẻ. Sức lực của Matt làm cho chúng văng về phía hắn. Đột nhiên tay của Matt tự đấm vào mặt mình mà không thể kiềm chế lại. Sau đó là những cú đấm liên hoàn cước. Méo hiểu từ lúc nào mà hắn ta đã gắn mấy dây điều khiển rối vào người Matt. Sau đó hắn điều khiển hai tay cậu ta đưa lên bóp chặt vào cổ. Nhưng ngay lập tức hai tay Matt buông ra, điều đó khiến cậu ta cũng ngạc nhiên. Hắn cảm thấy chơi vậy thì không công bằng với main chính. Hắn điều khiển con rối giống hệt Finn, một tay cầm rìu một tay cầm chùy. Trong Finn lúc này chiến hẳn ra. Matt quay sang ngạc nhiên khi thấy đó chính là Finn. Luật lệ ở đây là ngươi méo được tự vệ, một là đấm nó ra bã, hai là ngậm hành vào mồm. Matt tỏ ra hơi ổn hiểu rồi. Đây là sân nhà chú, luật chơi do chú ban ra thì anh đây cũng đành tuân theo. Hắn ta điều khiển Finn lao vào tấn công Matt, nhưng vì luật lệ hắn đưa ra nên cậu ta đành đứng yên không đỡ đòn của Finn. Aben điều khiển Finn cầm cây rìu bổ người Matt nhưng mà cây rìu lại nát ra trước khi bổ gãy được Matt. Matt rút đồng xu ra trước mặt, với độ tự tin của ngươi thì ta thấy nó là âm 10. Nhưng nếu chú đã muốn nó đến thế thì tới đây mà húp. Matt bắn ra đồng xu từ tay mình với sức lực và tốc độ nhanh chóng. Đồng xu bẻ một đường cong như đường cong ba vòng của bé tranh. Hắn ta đã cắt phăng dây đám rối rồi sao? Ngay lập tức con rối rớt xuống sàn, Finn thoát được khỏi bộ dạng con rối. Matt giẫm chặt chân ghì xuống đất, lao tới trước, cơ thể cậu ta bây giờ cứng như bê tông cốt thép. Hắn cố lấy bàn tay ra để điều khiển Matt, lập tức ngón tay bị bẻ ngược vào trong. Với sức kéo tiếp tục của Matt thì tiếp theo là ngón tay thứ hai của hắn cũng bị bẻ. Matt lao tới một cú phi long cước như thế thì Aben lại xéo mẹ quai hàm. Mặc dù cú này bố mày đau đấy nhưng vẫn kích hoạt được ma thuật nha con dai. Matt vẫn méo hiểu nó ăn hành vậy rồi còn gáy được nữa. Đột nhiên mọi thứ xung quanh Matt trở lên biến đổi, bàn tay cậu ta dần dần hóa thành rối. Hắn ta bắt đầu cảm thấy ấn tượng với Matt, cơ thể Matt dần dần biến hoàn toàn thành một con rối. Hắn bước từng bước lại phía Matt, ngay bây giờ thì đồng xu này nó sẽ thuộc về ta.
Hắn nhìn chằm chằm vào nó và cũng méo biết nó là cái khỉ gì, lập tức hắn bị Mát cho ăn nguyên một đấm là xe đám luôn. Aben sau khi bị đấm văng ra thì hắn liền đứng dậy tò mò. Tại sao khứa đó biến thành rối rồi cơ mà hắn lại cử động được, không lẽ nào hắn có phản xạ tự nhiên, đừng nói là cái bánh su kem đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn nhá. Hắn nghĩ có vẻ như việc cơ thể Mát đã như vậy là do cái bánh đó quan trọng đối với cậu ta, hắn ta lẩm bẩm câu ma thuật. Mary Once All Time Puppet lập tức lũ rối gộp lại thành con pet khổng lồ của hắn, chưa gì hắn đã gáy là chú thuật này của ta sẽ biến mọi thứ trong bán kính 100 mét quanh ta trở thành rối. Đang gáy khét, Aben đột nhiên tỉnh hẳn người ra khi thấy con rối của mình nó bị cụt hết chân tay. Nhỏ Love bắt đầu tường thuật lại trận đấu. Trong lúc thằng Aben mải gáy khét thì nhỏ Love đã quan sát hết hành động của Mát. Để Mị nói cho mà nghe, tất cả những gì xảy ra đều bị Mị thấy nhá. Ngay lúc ngài Aben Sama kích hoạt ma pháp thì tên nhóc đó đã lập tức cúi xuống xoay mình Santo. Nhờ thế mà những sợi dây rối còn lại sẽ không kịp bám chặt vào Mát. Và ngay khi hắn cảm thấy phía bên trái mình bị hóa rối, cậu ta sẽ lập tức giật đứt đống dây đó ra trước khi bên phải bị biến đổi thành rối. Lập tức con rối khổng lồ bay ra tấn công Mát. Chỉ một đấm cậu ta đã làm bốc hơi con rối khổng lồ. Cậu hóa thân thành Jolly chạy nhanh ra đằng sau hắn và nói rằng đây là sức mạnh cơ bắp thức thứ hai thiên địa nghịch đảo. Mát ôm nhẹ lấy vòng hai Aben sau đó quay một vòng vật mạnh đầu hắn xuống đất. Vì ở giai cấp nào cũng có kẻ xấu, đại đa số bọn chúng đều nằm dưới đáy xã hội. Nhưng mà ông muốn làm gì thì kệ mẹ ông. Ta đấy chỉ quan tâm đến mình bé Tranh thôi. Ông có thể nào mà cho tôi biết bé Tranh ở mô được không, bởi vì ông anh thua rồi. Vì Aben đã thua nên sẽ thả hết số học sinh hóa rối theo đúng thỏa thuận. Mát nghe xong cảm thấy kèo này hơi ngon, nhưng mà tôi thấy ông anh đã đi tới mức này vì mẹ mình, nên có lẽ ông anh cũng không xấu tính lắm đâu. Tôi cảm thấy an tâm hơn rồi. Ngay lập tức Aben đọc ma thuật Marionette Liberation, bé Tranh lập tức được thả ra nằm gọn trên tay Mát và Hứa Phin cũng đã tỉnh dậy để ăn mừng. Tụi Mát hô reo vì được tụ họp. Hứa Mát rút ra một đống đồng xu thể hiện trò tung hứng như dạp xiếc. Tất cả chỗ xu này bây giờ là của bố mày. Phía bên Mát đang ăn mừng đột nhiên thấy hơi thiếu, thì ra là thiếu ông nội Lance. Cả bốn méo biết thằng này nó đi mua nữa. Ở một nơi khác, thanh niên Lance đang đi lòng vòng, đột nhiên có giọng nói của Hứa nào vang lên kêu cậu ta đứng lại. Lance quay sang méo hiểu ông nội này nói gì lạ vậy, lập tức một thanh kiếm phóng tới trước mặt Lance. Lance không biết làm thế nào mà anh dai tìm được tôi, nhưng trong trò chơi này thì dây đã đoán được ra kẻ tội đồ đóng giả những người vô tội thì làm sao qua được mắt dây. Với trình độ cải trang thật giả lẫn lộn như này mà dây cũng đoán ra, nên hắn cởi bỏ mẹ lớp mặt nạ cho xong. Hắn uốn éo tỏ ra e ngại, thôi thì chưa phải lúc tụi mình gặp nhau, Hứa Aben ta phải đến đó xử lý, nên là bây giờ bye bye see you again. Nhưng làm méo gì có chuyện dây để hắn rời đi như vậy được. Dây chuẩn bị tấn công thì đột nhiên thằng Hứa để hắn xuất hiện, một tay cầm dao một tay cầm dĩa tên là John Pierre. Hắn nói rằng mình sẽ là đối thủ của dây, sau đó sẽ bế mi làm món ăn chính và ăn thịt ngươi. Trong khi đó ở phía bên kia tụi Mát vẫn đang giơ tay ăn mừng mà méo biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra. Bốn Hứa, Mát, Findot và bé Tranh vẫn đang tiếp tục rượt nhau chơi đuổi bắt. Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em đấy, a hi hi. Đột nhiên Hứa Mát khựng lại bởi vì ăn nhiều bánh su kem hàng hết hạn nên hơi đau bụng một xíu. Nếu anh em đã ổn cả rồi thì cho phép tôi đi nhà xí một tí. Cả ba thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên vãi ỏ. Đột nhiên Hứa Seo bước đến hướng ba người họ, chỉ một câu phắn của hắn thì lập tức đã khiến Findot Mondo sàn ngay tại chỗ. Đót tỏ ra vẻ hơi cáu rồi đó, cậu ta quát lên thằng khỉ kia, mày làm cái méo gì ở đây vậy, bọn bố chưa có đụng chạm gì tới mi nhá. Nhưng lời nói ấy của Đót làm hắn chẳng một chút bận tâm vì Đót quá non nên hắn chỉ để ý đến Hứa Aben. Hắn đến trước mặt Aben nói rằng ở đây là địa bàn mà trông bi hơi tạ rồi đó, kẻ thua cuộc. Ngay lập tức Aben tự động đưa tay bóp cổ chính mình. Aben cảm nhận được bàn tay của mình nó đang tự chuyển động trong vô thức. Dù ngươi vẫn chưa tìm được cái thứ mà ta muốn có như tờ xanh lục tờ xanh dương, nhưng cũng không sao bởi vì bọn ta cũng chẳng cần một cục tạ như ngươi. Đột nhiên giọng đầu nấm vang lên, điều đó làm Khứa Xeo Gua tỏ ra méo hiểu vì nó dám nhảy vào họng mình đang nói mà nó tính cướp luôn vai nhân vật phụ hay gì ba. Tôi lại méo hiểu thằng Mát kêu đi nhà xí mà lại ôm về một đống bánh su kem, nhưng mà tình hình căng như dây đàn 12 cung thì thế méo nào mà quẩy nổi. Vì một con ruồi bay vào mũi cậu ta chọc chọc làm cho Mát hát xì một cú văng hết chỗ bánh su kem sang một bên, nhưng lại phóng mẹ vào đầu hắn ta. Seo Gua tỏ ra tức giận ném đống bánh su kem dính trên mặt mình xuống dưới sàn. Thế méo nào mà bọn mi nhậu thiếu ta được, tên khốn này vô lễ thật. Đột nhiên đầu hắn cảm thấy mình đang bị đau đầu dữ dội. Trước giờ đầu mình chưa khi nào đau tới vậy cả, ngay khi bước vào Tây các em cũng phải nép vào anh thở ra mấy câu lấy giấy mà chép vào. Nhưng mà Khứa đó nó lại bước vào đây thì lại vậy, không thể nào là tên đần đó được. Thôi mà kệ mẹ nó đê, trước mắt thì việc cần làm vẫn là phải giết Khứa Aben. Chết mẹ mi đê. Ngay lập tức cơ thể Aben giang hai tay sang ngang bay lơ lửng lên trên. Hắn dùng phép thuật triệu hồi ra những cục đá nhọn lao tới phía Aben. Mắt tính lao tới ngăn cản phá thì lại không kịp. Cứ tưởng là Aben sẽ xanh cỏ thì nanh số 2 đã xuất hiện và đỡ một đòn chí mạng cho Aben. Về phía Seo Gua, hắn nghĩ là đòn đó phải được cộng thêm sát thương chí mạng chứ sao nó còn ngồi chân chối được. Hắn nhớ lại lúc tung chưa thì tên đầu nấm đó đã dùng đá tấn công ta vào phút bù giờ thứ 90 làm trạch hướng đòn tấn công. Lúc này sự tức giận của Mát đã đến đỉnh điểm. Cậu giọng chân một cú xuống dưới sàn trong sự ngạc nhiên của hắn. Các viên đá vụn vỡ từ sàn nhà văng lên. Mát dùng chân đá một cú mạnh vào viên đá làm văng mẹ vào mặt hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy thú vị gồi, hình như là có kẻ chán sống muốn được xanh cỏ. Vậy thì ta sẽ xử nốt cả mi luôn. Lập tức hắn sử dụng phép thuật triệu hồi ra các cục đá nhọn tấn công về phía đầu nấm, tất cả đòn đó đều đánh trúng Mát. Hắn tỏ vẻ coi thường Mát, nãy giờ chỉ gáy to thôi hả, chớ ta đang thấy ngươi ăn hành kìa. Hắn lập tức chuyển hướng tấn công Aben.
mém nữa thì cậu ta xanh cỏ may mà nhờ có đầu nấm. Cậu ta lao tới lấy tay của mình đỡ lấy những cục đá nhọn đang hướng về phía Aben. Tôi lại chịu, thanh niên Aben người ta đang cố gắng cứu lấy mình còn méo tham gia chiến đấu cùng mà khuyên đầu nấm từ bỏ đi, có đánh nữa cũng thế không thể thắng mồ. Mắt kể rằng vì Aben đã mang lại hạnh phúc cho cậu ta mà trước giờ không ai làm được. Bởi cậu ta vốn dĩ là kẻ cô độc, cậu ta chẳng có ai như mấy ông FA ngồi nghe review xàm xí. Cuộc sống này vốn dĩ đã không còn ý nghĩa với cậu ấy, và khi ông anh nói rằng mình cần cậu ấy thì tôi nghĩ đó là lúc cậu ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. Điều đó tôi có thể hiểu thấu được, bởi vì sau cùng thì tôi và cậu ấy chả khác nhau là mấy. Thế nên là chúng ta sẽ cứu được cậu ấy và mang cho cậu ấy thật nhiều hạnh phúc mà cậu ấy muốn. Về phía đầu nấm thì cậu ta đấm hết bao nhiêu cục đá nhọn mà Selwood bắn ra. Selwood cười to gáy khét khi thấy tội nghiệp quá, sắp hết thời gian rồi mà hai khứa kia vẫn ngồi tâm sự mà chả giúp mẹ gì cho ngươi. Thanh niên đó thì đứng một bên theo dõi như bình luận viên. Cậu ta thấy thật là chết tiệt, mấy cục đá đó khung chỉ to tổ chảng đã thế nó lại còn nhiều nữa chứ. Khứa mắt thì vẫn đang chậm rãi tiến lên, nhưng như thế thì còn lâu mới nhét nổi hành vào mồm hắn ta, trong khi đó thì lại méo còn nhiều thời gian nữa. Lúc này càng nhiều cục đá nhọn rớt xuống làm mát trở tay không kịp thì đột nhiên xuất hiện con rối bự đỡ đòn thay cậu ta. Và đó chính là Aben Men xém chính của chúng ta. Cậu ta đã tham gia vào trận chiến, nhìn hơi ngầu một xíu. Với ma pháp của mình cậu đã triệu hồi con run xéo quẩn quại để đỡ đòn. Hắn ta tỏ ra thú vị hơn rồi đó. À thế à. Thế thì lên hết một lượt đê. Lập tức con run khổng lồ lao lên, chỉ một chiêu thì nó đã nằm đo sàn. Nhưng mà vừa gáy xong thì từ trong miệng con run bằng rối có thứ gì lao ra. Thì ra là thanh niên Mát. Cậu ta lao tới với giọng điệu eku thì hắn đã quay mặt sang ăn ngay một đấm. Nhưng có điều gì đó khiến Mát méo hiểu, bởi vì khứa này có luôn skill phòng thủ tuyệt đối của Gaza bão cát, nên việc Mát đấm xéo quay hàm hắn cũng là một chuyện khó khăn. Thứ ma pháp khi nãy ngươi đấm ta là gì thế? Nó là ma pháp độc nhất có một khung hay à? Mát vẫn chưa biết nên trả lời sao. Thôi thì nó là cơ bắp đó thì sao nào? Hắn tỏ ra bực tức vì khứa Mát dám giấu nghề nó, nói cơ bắp là thứ éo gì thế. Nếu mèo muốn nói thì nói thẳng dỡn dỡn cái đờ bờ. Mà sao cũng được, muốn trả lời hay không thì tùy, kiểu gì cũng ôm câu trả lời đi tây chúc thùi. Hắn lấy ra một thứ gì đó trông ngộ nghĩ ghê khiến Đót cảm thấy khứa Mát trả lời thì méo trả lời đi, để giờ anh giai này tính lóng như kem rút mẹ cái gì đó ra rồi. Để review xàm xí xin phép giải thích cho anh em một lần nữa, đây là gương phản phép. Nó là một loại ma cụ bá đạo dùng phản lại toàn bộ ma pháp khi đánh vào nó. Ma thuật càng mạnh thì phản lại càng thốn. Nhưng mà tôi lại méo hiểu, khứa Mát có sử dụng ma thuật đâu, trời, nó sử dụng công cơ học mà. Đót nghe xong giải thích của review xàm xí thấy rén ngang. Đót gào thét trong vô vọng kêu Mát đừng im đừng manh động. Pháp sư như chúng ta méo phải đối thủ của hắn mô, nó sẽ phản lại ma thuật của cậu về chính cậu. Sai một ly là thành ngay chim cút, nhưng mà cũng không hẳn là khung có cách, chỉ cần sử dụng đòn tấn công không phải ma thuật. Vì méo biết Mát khung sử dụng được ma thuật nên Selwood đưa tấm gương lên che mặt trong sự vô tri, mà gương mặt nhìn lại rất chi là tự tin. Bố mày thách mày xông lên tấn công đó con dai, thế méo nào mi cũng ăn đủ thôi. Nhưng mà Mát là men chính, là méo gì phải rén. Cậu ta sút một cái mạnh làm cho tấm gương phản mẹ một đòn, nhưng mà là phản vô mặt hắn. Một phát hắn cảm thấy bất tỉnh nhân sự luôn. Trời ơi cứu tôi cứu tôi. Trong khi đó thì cả bốn khứa bên kia xem movie tỏ ra ngạc nhiên vãi hỏ. Bốn khứa đó nhớ lại những màn trào sân của Mát mà tỉnh hẳn người ra. Uầy 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 uầy. Đừng có nói là từ trước đến giờ khứa Mát méo dùng ma thuật mà chỉ dùng đúng mỗi cơ bắp thôi nhé. Cái đó rõ ràng là méo thể đúng được rồi. Nghe sao mà giống mấy thứ chuyện ảo tưởng sức mạnh vậy trời. Kiểu như y hệt mấy chuyện thanh niên chơi game quá 180 phút khung ấy. Sau đó Đót tỏ ra ngạc nhiên về Selwood, nhưng mà thế méo nào mà nó lại đứng dậy được hay vậy, đánh như thế mà méo ăn thua. Về phía Selwood, hắn ta cảm thấy lạ thường khi tay mình xuất hiện một dấu ấn. Là do tên nhóc đó chạm vào mình nó xuất hiện ư? Bảo sao nãy giờ đầu mình cứ nhức hoài vậy, là do thằng khứa này. Hôm nay tuy là vậy nhưng ta vẫn có chút việc cần làm nên là kết thúc tại đây thôi. Nhưng mà thế éo nào kiểu gì hai ta cũng sẽ hội ngộ sớm thôi tại season 2 của kênh Review Xàm Xí. Nhớ lấy nhé, say goodbye and see you again. Mắt cũng tỏ ra méo hiểu nó nói gì nữa. Bây giờ phải mau chóng bế mặt nạ đi viện cái. Bởi vì ở đây đã có bảo bối thần kỳ của Doraemon, chiếc khăn ma thuật cậu đưa có hình họa tiết con thỏ Loli. Mọi chuyện cứ để tôi lo, cảm ơn cậu Mát Bernadette. Cậu hãy ở lại đây mà tổ chức party một ngày nào đó không xa, tại season 2 chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn tôi sẽ trả lại món nợ ân huệ này. Mát thở phào nhẹ nhõm, thôi thì mọi chuyện đã ổn rồi, còn season 2 có ổn nữa khung là do kênh review xàm xí. Sự ngầu lòi của Mát làm ba khứa Findot Lemon cũng phải hoảng hốt. Đót toát mồ hôi hột, hãy giải thích trước đã, trước giờ cậu méo biết dùng ma thuật sao? Nhưng mà má Lemon mặc kệ là biết dùng hay khung, vì là chồng yêu nên chỉ có ấn tượng 100%. Khứa Phin thì cứ hốt hoảng thế này thì toang rồi, bạn tôi ơi tôi cũng chịu bạn luôn đấy, bị phát hiện là sẽ bị đầy đi mất, khéo còn bay đầu luôn ấy, thế này thì tính sao đây? Nhưng mà Mát lại méo hiểu, bọn này nói gì thì nó là vậy đấy. Mát trả lời hơi run, nên vậy thôi chớ, tớ có thể dùng được ma thuật cơ mà. Nghe xong câu trả lời mà ba khứa lại méo hiểu, kiểu gì lúc nãy nó trả lời là cơ bắp luôn á. Thôi thì cậu cũng đã gánh ba cục tạ nên tạm bỏ qua, dù sao thì cũng có lý do riêng của mình. Đó cho rằng tụi mình là hội anh em cây khế phải bảo vệ nhau, chớ bọn mình phải giữ bí mật để nó còn được gánh tim, ít nhất là tới khi nghĩ ra được cách xử lý chuyện này đã. Đột nhiên có giọng thằng khứa nào vang lên, à bố mày biết hết rồi nhá. Điều đó làm Đốt tóc mồ hôi hột. Thằng khứa kia nó biết nữa rồi kìa, bây giờ thì phiền phức lắm rồi đó, nếu nó mà để bung bét hết ra thì anh em cây khế này cũng bị nhắm tới. Thằng khứa trẻ tóc hai mái méo chịu bỏ qua, vì nãy giờ mắt bố mày thấy hết rồi. Một học viên không dùng được ma thuật còn ở dưới đáy xã hội mà dám vào học viện ma thuật, à đúng là báng bổ mà.
Bố mày đếch sợ chúng mày bố hóa chim cút về mách lại ông hiệu trưởng đây. Thôi thì kiểu méo gì cũng biết mắt cũng chả để tâm kệ mẹ nó đi, cuối cùng thì cũng bị lộ thôi. Mà nhìn cái mặt của Mark khiến ba khứa Dudley Monfi ngạc nhiên vì cậu ta tỉnh bơ luôn còn méo thèm lo nữa kìa. Sau khi trở về căn cứ Innocent Zero, Selwood đã xin lỗi cha mình vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đi chơi về muộn nữa. Nhưng có một điều khá thú vị là hắn ta đã tìm thấy nó. Chính là thứ mà cha để thất lạc, tên thủ lĩnh hiểu rồi sau khi tìm nó về đây thì chúng ta có thể hoàn thành được game này, hãy đem khứa đó về đây cho ta. Tại thế giới phép thuật, đây là lực lượng được tập hợp các pháp sư tài ba nhất thế giới. Hội thánh nhân này còn có một vai trò khác là trở thành lực lượng tiên phong bảo vệ cái xã hội này khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Để chứng minh bản thân có thể là thành viên của hội thì họ sẽ được ban huy hiệu đũa thần tượng trưng của hội. Hiện tại với kèo solo 1-1 của Ran thì hàng chục cây thần kiếm đã cắm xuống làm cho thằng đệ của Selwood mất hình. Sau khi kết thúc trận chiến với Aben bằng đòn Konoha làng lá của Mark, cùng lúc đó thì số xu mà nhà Adler lấy được từ hội nhà lang đã giúp cho Mark và đồng bọn sắp chạm với được danh hiệu thánh nhân của mình. Cộng thêm cú phi long cước vào mặt khứa Selwood thì vụ đờ ra ma mát méo biết phép thuật đã nổi lên như cồn ở trong trường. Nhưng tại hành lang khứa Mark này vẫn kệ mẹ sự đời và cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên từ xa vang vọng ra gọi tên Mark. Khứa đầu súp lơ đi lại hỏi cậu ta là có thật mày méo biết sử dụng ma thuật khung. Bố mày dùng được mà, tôi dùng được đó, có tin là tôi trưởng gồng cho bạn chim cút khung. Mặc kệ sự đời phim kéo mát đi trong lời khiêu khích của hắn, hắn thét lên thôi thôi hai ông đừng có bốc phét mà mùng điêu nữa. Nghĩ kỹ đi hai thằng phế phẩm, liệu mi có đáng bị trục xuất cùng nó khung. Phi nghe xong mấy lời nói đạo lý như cờ của hắn, câm mồm cút con miệng mi đi, bố mày chơi với ai méo cần mày quản lý, mày bố tao à. Vừa dứt lời xong Phi tỏ ra ngạc nhiên tại sao nó bị cắm đầu xuống đất hay vậy. Lúc này Lan xuất hiện với hình ảnh cuôn ngầu chuẩn cờ giúp các chị em nhưng mà vẫn cuồng em gái như idol nha. Khứa tóc xoăn quay lại với gương mặt cọc cằn, hắn tỏ ra vẻ hơi cay rồi đó. Lance với bộ mặt điển trai cho rằng mày làm tao cảm thấy hơi khó chịu rồi đó, ngon thì bá vào mà húp. Tên đầu súp lơ tỏ ra cọc cằn muốn đọ kèo 1-1 nhưng ở phía xa có cục nước miếng thổi hẳn vào mặt hắn. Đột nhiên Finn và Matt giật hẳn mình khi thấy kia là bé Tranh. Còn thằng khứa băng bó ngồi xe lăn là ai dị. Bé Tranh khóc lóc chảy nước mắt nhập tâm vào vai diễn xuất với khứa Dot. Sau giờ học tại phòng 302 khu ký túc xá nhà Adler, nguyên nhóm tổ chức party để ăn mừng, còn khứa Dot này thì lạ lắm, cứ băng như vậy thì làm méo gì ăn được. Mắt tuyên bố đống xu của hội nhà lang đã rơi vào hội anh em cây khế thì coi như từ hôm nay tới lúc tuyển chọn thánh nhân thì sẽ dễ thở. Điều đó làm Finn suy nghĩ rằng bọn mình vừa mới giải quyết một mớ hỗn loạn siêu to khổng lồ của nhà lang Velox. Nhưng mà sao tiệc ăn mừng lại có hai khứa Aben với Abyser ở đây ba? Nhìn thằng khứa Aben kìa, cái tay nó cứ ôm khăng khăng con búp bê như thế này thì chơi bời gì được chứ? Đột nhiên Aben rút bộ bài ra hỏi ai muốn chơi sát phạt trong cái party này khung. Aben khẳng định mình không có ý định đến đây chơi thân nhưng vì đây là bữa tiệc ăn mừng Abyser hồi phục nên tôi tạm tha mấy người. AB tỏ vẻ ở đây mà chơi sát phạt thì anh giai Aben đây là nhất làm méo gì có cửa mà chui vào, mà lỡ có khứa nào thắng nổi anh ta là tôi bế ra nghĩa địa ngồi luôn đấy. Bé Tranh cầm bình trà đá làm méo gì cục xúc vậy, mấy anh giai bình tĩnh uống trà xem nào. Nhưng đột nhiên AB sơ tỏ ra méo được ổn cho lắm khi bé Tranh quay sang rót trà. Điều này khiến Aben không lường trước được và mong bé Tranh đừng để bụng nó hơi nhát gái một xíu, chứ nó ở chung 1-1 với con nhỏ là nó rất liền à. Đến cả từ con gái còn khum thốt được vì nó coi như nóc nhà nên méo dám đụng vào. Quay sang phía nhỏ lớp khi ngồi kế anh yêu đót, về phía bé Tranh thì mãi mãi một mình anh. Với trình độ hút sò như hút nước của mình thì Matt đã hút luôn cái bánh su kem chuẩn bị rơi vào họng. Nhưng mà vẫn có điều làm Finn thắc mắc mà ngay cả tôi cũng vậy, đó là thằng Lance đi méo đâu mà đến giờ nó mới xuất hiện. Lance trả lời rằng khi hạ được tên học viên nhà lang thì cậu ta đã đụng phải một tên nguy hiểm hơn nên xử lý hơi lâu. Đột nhiên Finn quay sang thì thấy khứa Aben và Abyser đang uýnh bài nhưng mà lại méo hiểu bộ bài này lại do nhà lang sản xuất. Đột nhiên Abyser cảm ơn Matt vì cậu ta đã mời bọn này tới chung vui, nhưng có điều tôi vẫn muốn cảnh báo cậu về bọn Innocent Zero đã để mắt đến cậu. Chúng cũng đang kiếm những học viên có tài năng và để có được sự giúp đỡ của ngài Aben-sama thì chúng đã cho anh ấy sức mạnh. Vạch thứ ba của ngài ấy thực chất là do bọn chúng vẽ lên thôi chứ nhìn vậy vốn dĩ không phải vậy. Nhưng thực tế một pháp sư có ba vạch sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vậy mà Aben muốn có thêm xu nên ngài ấy đã vay mượn sức mạnh từ bọn chúng. Nhưng có vẻ như mối liên kết giữa cậu với ai đó mới là thứ chúng đang nhắm tới. Nhưng sau cùng thì mục đích của Aben cũng là xây dựng lên một thế giới mà những người như mẹ cậu ấy có thể sống bình yên. Tôi đã hiểu rõ điều đó nhưng mà cảm ơn vì cậu đã ngăn ngài ấy lại. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ là người xây dựng lại thế giới đó vì ông tác giả đã viết vậy. Tôi rất mong được thấy thế giới đó của cậu. Matt nghe xong lời giải thích dài dòng vãi ỏ của Abyser thì cậu ta chỉ đáp lại một câu ừm, đúng thật là vô nghĩa. Ở phía bên ngoài bữa tiệc, khứa tóc xoăn hóa thân thành Kudo Shinichi nép sau cánh cửa tìm kiếm manh mối xem khứa Matt có biết dùng phép thuật khung. Nhưng mà khi khứa đầu xoăn mở cửa ra thì lạ lắm, sao lại có nanh thứ hai của hội lang uống trà với khứa Matt ở đây. Đột nhiên phía sau hắn là Aben, chú có vấn đề gì với bọn anh đang sát phạt nhau sao? Ngay lập tức thì hắn bốc hơi với vài nốt nhạc để lại Aben và Finn. Bên trong bé Tranh liên tục áp sát Abyser làm cho cậu ta run lên như cầy sấy. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có con chim cú gửi thư tình yêu cho thanh niên Matt. Khi cậu ra mở ra đọc thì đã làm cho nanh thứ hai và bé Tranh hốt hoảng vì đó là thư triệu tập cậu ta lên hội đồng phép thuật để uống trà. Tại tòa án hành chính ngày hôm nay cả hội sẽ hội đồng trường hợp của học viên Matt Bernadette với cáo buộc liên quan đến ma thuật. Hiện tại phó chủ tịch Brest Minister đang cho rằng việc cậu che giấu bản thân không sử dụng được phép thuật là tội rất nghiêm trọng. Ông ta hỏi Matt một câu về người tạo ra thế giới này. Thế giới này Chúa đã tạo nên, nó là tạo vật của Chúa bao gồm những thứ đẹp đẽ vô cùng. Ma thuật cũng như vậy, nó là quà tặng cuộc sống mà Chúa đã ban cho nhân loại. Nhưng giờ lại xuất hiện một kẻ chối bỏ phép thuật thần kỳ, người đó chính là cậu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi mọi chuyện diễn ra không hoàn hảo? Câu nói đó khiến ông ta tức giận và yêu cầu cậu nghe cho rõ. Đó không phải việc mà cậu muốn là được. Cái cậu cần không phải là tự tin khoe cá tính mà là niềm tin vào bản thân.
Đây là Rio Grande, đội trưởng đội bảo an phép thuật. Cậu ta đột nhiên xuất hiện nói rằng Matt có đầy tiềm năng để trở thành người đàn ông đích thực. Nó chính là cốt lõi bọc lót cái xã hội này theo số đông. Đương nhiên nếu chúng ta muốn tất cả thay đổi y hệt nhau thì sự ổn định sẽ không bao giờ được tồn tại. Vậy nếu cậu không đi theo số đông thì ngay lập tức sẽ bị sa thải. Dù cậu có là người đúng thì họ cũng chẳng quan tâm đến một người như này. Đó chính là điều ông ta đang muốn nói cho cậu. Matt đứng đối mặt trước một cây nến và không biết nó có ý nghĩa gì. Rio yêu cầu Matt hãy thắp sáng ngọn nến trước mặt mà không được chạm vào. Vì trong thế giới này ma thuật là tất cả. Để sống được tại nơi đây thì cậu phải chứng minh được điều đó. Đột nhiên Matt rút ra cây đũa phép, nhưng Matt lại đặt đầu cây đũa phép xuống sàn kế bên cây nến rồi di cây đũa phép. Đột nhiên có khói bốc lên mù mịt. Đột nhiên ngọn nến cháy bừng sáng. Cậu ta bắt đầu hiểu ra giá trị của bản thân sẽ thay đổi cách nhìn của thế giới bằng chính cú đấm này. Điều này làm Rio bắt đầu cảm thấy thích thú bởi sự thú vị của Matt. Ở bên ngoài, hội thánh nhân đang bước vào bên trong khu xét xử. Bên trong Matt vẫn tỏ ra gương mặt như chưa có gì xảy ra vì bản thân đã chứng minh được điều đó và cậu ta chỉ muốn đi về nhà. Sau đó đột nhiên ai đó dùng cát của Gara trói chân lấy Matt. Phía bên kia cát đã biến thành mũi nhọn để lao tới tấn công cậu ta. Với tư thế này Matt chỉ có thể đứng im một chỗ mà không thể né tránh. Nhưng nhờ sức mạnh làm nên thì cậu ta đã đỡ được nó. Đột nhiên một nhóm thánh nhân xuất hiện. Cho vừa rồi tấn công Matt là do nhóm thánh nhân này. Người có vết ma thuật hình chữ thập là Renatus Revo, trưởng ban phép thuật. Nhỏ bị một bên mắt là Surara Halestone, trưởng ban nghiên cứu ma thuật. Người có vết ma thuật hình chữ 10 là Kando Gehenna, trưởng ban tìm kiếm tài năng ma pháp. Còn người có con thú đằng sau là Agito Tyrone, trưởng ban quản lý ma vật. Con nhỏ có bông hồng trên tóc là Sofina Biblia, trưởng ban quản lý cấm thư. Cuối cùng là thanh niên đeo mắt kính với bộ mặt cuôn ngầu boy tên là Otter Mado, trưởng ban năng lượng ma pháp. Cậu ta cho rằng mấy cái quy tắc đó sinh ra ngăn chặn những kẻ đi ngược lại chúng. Nếu chúng đặt ra một ngoại lệ thì hệ thống các quy tắc sẽ bị sụp đổ. Hơn nữa cứ lờ đi ý kiến của bọn tôi mà tự quyết thì điều đó là méo được mồm. Nếu đối phương đã có khả năng đặc biệt thì bọn này sẽ xem xét lại và nhận luôn cậu ta vào nhóm. Nhưng hắn không chỉ che giấu chuyện bản thân không dùng được ma thuật mà còn cả gan dám tới nhập học ở học viện Easton thì tử hình theo như quy định, đúng người đúng tội. Điều này làm Matt nghe xong sốc tâm lý dạng nặng. Đột nhiên phó chủ tịch Brest Minister đứng kế Matt tỏ ra bất động, cúi gằm mặt xuống. Ông ta nói rằng bọn ta chính là Innocent Zero. Ông ta quyết định sẽ bắt Matt. Điều này làm cho hội thánh nhân ngạc nhiên. Tụi tao xin trân trọng thông báo rằng trên người khứa này đang có ma vật ký sinh do bọn ta cấy vào. Nó là một loài ma pháp thuộc loại Limited cực kỳ nguy hiểm, sống dựa vào việc đi hút ma lực của vật chủ và đồng thời sử dụng thân xác vật chủ như cái kén ủ ấu trùng trong từng giai đoạn. Nếu nó bị ép gỡ ra ngoài thì chúng sẽ bám vào xâm nhập của kẻ gỡ chúng. Hắn khẳng định đây sẽ là lời tuyên bố mà bọn ta sẽ dành cho các ngươi. Sự khẳng định ấy đã làm Rio cảm thấy hắn ta đang quyết chiến với hội đồng. Để chấm dứt luôn cuộc chiến âm ỉ kéo dài suốt bao nhiêu năm và con ma vật đó, cậu ta sẽ cần hết. Điều này làm cho Nere lo lắng cho sự mạo hiểm của Rio. Với pháp sư có ma lực càng mạnh thì rủi ro càng lớn, nhưng nếu cậu ta không làm thì chả có ai dám làm. Đột nhiên đầu nấm sách Bress lên lôi cái gì đó từ đầu ông ta ra làm cho Rio cảm thấy ngạc nhiên. Bỗng con ma vật chui vào miệng cậu ta để ký sinh thì đã ngay lập tức bị cậu ta nôn ra ngoài. Điều này làm cho Nere đứng hình vì khứa đó nôn con ma vật ra thành con chó luôn. Nhưng gương mặt Matt lúc này tỏ ra chả biết gì cả, bản thân chỉ mới đá lưỡi nó một xíu thôi. Rio cũng méo hiểu nói đang nói cái quái gì thôi, thì một pha đá lưỡi cũng tạm gọi là hơi bá đạo. Nhưng đâu có vụ mà Otter dễ dàng cho cậu ta về như vậy được. Luật là luật, bản án của cậu bây giờ vẫn giữ nguyên, bọn ta sẽ đưa cậu đi xa. Hai chân Matt lúc này dính kẹt như keo 502 vào sàn nhà. Otter cảm thấy khứa này hơi phiền rồi đấy. Ngay lập tức thì chỗ Otter đứng đã hóa thành cát. Cậu ta đã đứng ngay đằng sau của Matt với cây đũa phép chỉa vào người cậu ta. Đột nhiên các tấn công gần lại chỗ Matt thì có tiếng ai đó kêu Otter dừng tay lại. Rio cho rằng tất cả những lời của Otter nói tất cả đều đồng thuận, nhưng lời của cậu ta thì Otter vẫn đang bỏ sót. Nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Đột nhiên có một thanh kiếm thần khí bắn lại phía Otter. Điều này làm cho cả hội thánh nhân ngạc nhiên vì trước mắt bọn họ là Gian và ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng này vốn dĩ là một thánh nhân, hồi còn trẻ một mình ông ấy đã cân nguyên hội Innocent Zero luôn. Ông ấy chính là một huyền thoại sống và đó cũng là lý do mà Rio cố gắng trở thành pháp sư mạnh nhất. Thật ra tất cả người của hội thánh nhân có mặt ở đây là do ông khầy hiệu trưởng triệu tập đến. Điều này làm Otter cũng thắc mắc về việc ông ta che giấu Matt không sử dụng được phép thuật. Sau đó cậu ta tuyên bố rằng chúng ta phải đưa ra án tử hình cho Matt, nhưng ông hiệu trưởng lại cho rằng án phạt của Matt mong mọi người có thể tạm hoãn nó lại. Bởi vì đây là lần đầu tiên Innocent Zero gửi chiến thư cho chúng ta, vậy nên khả năng cao thì cậu ấy sẽ là chìa khóa dẫn chúng ta đến hang ổ của chúng. Vì thế không thể bất cẩn mà để mất đi một đầu mối quan trọng như này được. Nhưng Otter lại cho rằng điều này là không thể chấp nhận được, bởi theo lẽ thường đúng với quy luật thì hắn phải bị loại bỏ, không có bất kỳ ngoại lệ nào ở đây. Trật tự bắt buộc phải được giữ vững và những kẻ không dùng được ma pháp đều bị thanh trừng. Ông hiệu trưởng nghe xong tháo mũ cúi đầu trước Otter làm cho tất cả đều ngạc nhiên. Sofina thấy vậy tỏ vẻ hoảng hốt, xin ông ta hãy ngẩng đầu lên vì chúng tôi không đáng để ông cúi đầu như vậy. Nhưng ông ta lại nói rằng việc Matt không có ma pháp là việc không thể phủ nhận được, bởi vì cậu ấy vốn dĩ không hề hoàn hảo và cũng chẳng đủ điều kiện làm học viên của trường. Cậu nhóc đó đã có một món quà đặc biệt với sức mạnh làm xoay chuyển trái tim, bởi những lẽ đó mà ông ta buộc phải chấp nhận nằm ngoài luân ý thông thường đã đặt ra. Cũng có thể nói là người thay đổi thì cuộc sống sẽ thay đổi. Những điều ông hiệu trưởng nói thì thật sự Otter không dám coi thường, nhưng không một ai có thể làm trái lại với luật lệ đã đưa ra. Bỗng Gian tiến lên quỳ trước mặt Otter, cậu ta cho rằng lời của ông ấy cũng chính là điều bản thân cậu ta đang vướng mắc, và cậu hoàn toàn đồng ý với cách cư xử của hiệu trưởng. Điều này làm Matt cảm động trước lời nói của Gian và nhớ lại chiếc khăn con thỏ Loli mà anh Gai cây khế đã tặng mình. Bỗng Kando nghe xong cho rằng Gian đứng ra bảo vệ tên nhóc đó thật đáng ngưỡng mộ, nhưng lời nói thì cũng là gió bay luật sẽ là luật. Tuy là vậy nhưng Sofina lại cho rằng chuyện này công chúng cũng khó lòng chấp nhận, còn Otter mặc kệ những chuyện ấy, không cần phải bàn gì hết. Cậu sẽ ra tay thanh trừng Matt như ban đầu. Ông nội Brett xuống đồng tình với ý kiến của Otter, bởi vì chúng không được phép đối xử ngang hàng với chúng ta, nhưng mới ban nãy một trong số họ đã ra tay cứu mạng tôi.
Vậy nên bản thân là người phán xét theo đúng luật lệ, và nếu chuyện này có khiến ông ta đi ngược lại với trách nhiệm thì cũng mặc kệ. Ông ta cúi đầu xuống xin Otter hãy tha cho Matt con đường sống. Mọi tội lỗi thì ông ta xin gánh tội cho Matt, nhưng ông ấy sẽ không báo oán với ân nhân mình. Tất cả mọi người nghe xong đều nhìn lại hướng Otter. Cậu ta cũng tạm chấp nhận, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Cậu ta bắt buộc Matt phải nằm dưới sự quản lý của Hội Thánh Nhân như một công cụ để chống lại Innocent Zero. Và Matt cũng phải chứng minh mình đủ mạnh, ít nhất là cũng phải trở thành ứng cử viên Thánh Nhân của năm nay. Điều này khiến tất cả mọi người đứng hình khi nghe xong. Nhưng nếu Matt thất bại thì án tử hình sẽ được thi hành lập tức. Cậu ta chấp nhận luôn cái kèo này với Otter. Đột nhiên cậu ta đấm mạnh xuống dưới sàn làm mọi người hú hồn chim én, mà cái hồn vẫn còn nguyên. Bởi vậy cậu ta sẽ khô máu với đám Innocent Zero bằng nắm đấm này. Ở một nơi khác, cụ thể là căn cứ của Innocent Zero, tên cầm đầu đã phải dùng mình khi coi movie trực tuyến từ xa với tuyên thệ xử hắn bằng chính nắm đấm của mình từ Matt. Tóm lại thì tất cả chuyện xét xử của Matt thì đều là cậu ta đang kể lại để lùa tụi bạn. Với tình hình hiện tại thì Finn lại cho rằng cậu ta đang bị ép để chơi chung với mấy thím bên Hội Thánh Nhân. Nhưng mà Khứa Lance tuy đẹp trai mà lão vẫn đang loát chưa kịp. Sau khi bị Matt bịp thì nó lại hỏi Matt một câu là cậu không biết dùng ma thuật à? Còn Khứa Dot thì cậu ta cảm thấy tốn thời gian khi nghe đầu nấm bịp bợm nãy giờ nghe xàm xí đú đủ rồi, bây giờ mị phải lên đồ đi chơi. Tại trung tâm thành phố Mac ST, cả nhóm quyết định ra ngoài dạo phố cùng nhau. Finn cảm thấy chờ đợi hơi lâu, không biết lúc ra ngoài mọi người sẽ thay đổi skin gì tới đây. Finn quay qua thấy thằng Khứa nào đây lên phun đồ giáp. Với trang bị phun giáp chỉ lòi ra đôi mắt thì đây là Dot. Cậu ta cho rằng chơi gì thì chơi, bố mày vẫn lên phun trang bị bảo hộ. Nghe xong Finn méo biết đầu óc nó có bình thường không. Finn quay sang bên phải thì thanh niên Matt với bộ skin tập gym thì lại méo hiểu lần hai là nó đi chơi với mị hay là đi tập tạ vậy cha. Nhìn cái tướng nó kìa cứ uốn éo như con run đất. Bởi vì trước giờ Matt méo đi chơi với ai nên cũng chả biết mặc gì cho hợp hết. Tôi lại méo hiểu hai thằng Khứa này bị cái chi nữa, phải tôi đấm bỏ mẹ hai Khứa này. Đột nhiên Lan xuất hiện, Finn cảm thấy may mắn khi Khứa này mặc đồ bình thường như mọi người, nhưng mà đến khi Khứa Lan kéo áo ra thì đâu ra con mẹ em gái Lan vậy cha. Vậy là bình thường dữ chưa, tôi cũng đến lại mấy ông thần, cả ba ông méo ai chịu ai mỗi người một kiểu tạo dáng luôn mới cay chớ. Sau đó Dot nghe nói dạo này ở khu phố Mac ST có mấy trò con bò nghe nói khá hot trend, bởi vì đam mê test hàng thử nên Dot rủ anh em vô làm tí. Trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần lấy cái que chọc chọc vào mũi con gấu cho nó ắt xì hơi bay lại phía cái bảng. Nó cũng giống như là trò phi tiêu nước mũi koala. Nước mũi của koala sẽ đông lại như mũi tiêu khi nó ắt xì hơi ra. Thế nên trò này cần chọc cho con koala hắt hơi trúng bia là được. Nghe thấy hơi thú vị nên Finn đồng ý chơi luôn, thì đâu ra Khứa Matt đã cầm sẵn cây kim còn muốn chọc lỗ trước. Nhưng Khứa Dot nghe xong liền tỏ vẻ khinh bỉ vì thằng đầu nấm này hơi gà mờ thì còn lâu mới bắn trúng được bia. Đột nhiên thì nước mũi con koala bắn thẳng vào đầu Dot học máu ra ngoài, nhưng Matt chỉ cho cái này là lỗi kỹ thuật thôi nên Hứa sẽ thử lại. Nghe xong Khứa Dot cay cú thì làm méo gì chịu được mà bước lên thị phạm cho mấy Khứa kia coi. Nhưng thị phạm này ngộ lắm, thế méo nào mà trúng luôn vào đầu Matt. Điều này làm cho đầu nấm hơi cay cú phi một cái lên kẹp cổ Khứa Dot. Đúng là đầu nấm tính lóng như kem. Lance thấy hai thằng Khứa kia láo nháo quá nên rủ Finn đi luôn, chứ khu người ta lại tưởng mình quen biết hai Khứa đấy. Sau đó Lance nói về việc mình sẽ mua gậy phép mới cho đợt dạo chơi lần này, bởi vì cậu ta nghe nói khu này có cửa hàng bán đũa phép nổi tiếng, với lại họ cũng đang đồn rằng kỳ thi tuyển ứng viên Thánh Nhân sắp bắt đầu. Nhờ có đống xu mà anh em ta kiếm được trong học viện thì chắc chắn cả lũ sẽ vào được vòng thi tuyển. Đối với việc Matt có phép thuật hay không thì Lance không quan tâm, nhưng vì tính mạng của Anna nên không có chuyện Lance sẽ nhường tay. Hiện tại cả bốn đang đứng trước cửa tiệm bán dụng cụ phép thuật, cả bốn bước vào trong cửa tiệm và phía trước là ông lão bán đồ. Vừa nhìn qua là ông chủ đã biết ngay cả bốn là học sinh của học viện Easton. Đột nhiên Finn lại nghĩ rằng bản thân cũng nên sắm một cây đũa mới. Cậu ta vừa đưa tay ra thì cây đũa phép lập tức tiến lại phía cậu. Cây đũa phép ở đây sẽ được triệu hồi tương ứng với ma lực của người sở hữu. Lance cũng chọn cho mình một cây đũa phép nhưng nó lại phát sáng khi gặp Lance. Điều này làm ông chủ ngạc nhiên vì cậu ta có hai vạch. Ông lão tiến đến hỏi Matt có muốn thử cây đũa phép không, để cho bằng bạn bằng bè Matt cũng tiến lên thử một chút cho ra rẻ. Cậu ta nhìn thấy cái đũa ở dưới vết nứt trên sàn nhà mà méo hiểu nó là gì, chỉ thấy ghê vãi hỏ. Ông chủ liền giải thích đó là cây đũa hàng lâu đời trong cửa hàng, bởi vì nó quá nặng thành ra chẳng có ai nhấc lên được. Họ nói rằng ẩn bên dưới nó là dòng suối nước nóng của tộc Elf, bởi cả ngàn năm nay vẫn chưa hề có bất kỳ ai có đủ sức mạnh hay ma lực để có thể nhấc được nó lên cả. Nghe xong Dot và Finn há hốc mồm kêu ông già đừng có coi thường người khác, vì Khứa Matt là men chứ éo phải người bình thường mô. Nghe xong ông già vẫn chưa loát kịp thì Khứa Matt đã nhấc nhẹ cây đũa phép trên tay làm nước bắn tùm lum. Matt quyết định sẽ lấy cây thiết bản này. Sau một hồi lựa chọn thì Lance vẫn chưa chọn được chiếc đũa phép nào, cuối cùng cả bốn cũng đã mua xong rồi sẽ đi quầy tiếp. Đột nhiên Khứa đội trưởng Tom và bé Tranh cũng đã tới nên rủ cả đám đi ăn đã đời. Cả sáu đi chơi khắp nơi nhưng mà chơi xong thì bốn Khứa kia mệt như tắc thở. Cả bốn cảm thấy đời học sinh là phải chơi như thế này thì nó mới lóng. Matt nghe xong cảm thấy vui lắm vì trước giờ cậu chưa từng được ra ngoài chơi với bạn bè bao giờ cả. Vậy nên bữa sau cả nhóm lại ra ngoài tiếp nhé, lần sau nhất định sẽ rủ thêm Anna cho vui. Quay lại với học viện ma pháp Easton, Matt đang đếm lại số lượng xu vàng đã kiếm được, hiện tại là 7. Lance cho rằng như vậy là đủ cho chúng ta tham gia vào kỳ thi tuyển chọn thánh nhân. Thời gian bây giờ cũng sắp tới nên trước hết Matt muốn về nhà gặp lại ông già. Cậu ta hỏi ý kiến Gian nhưng anh ấy lại cho rằng đây là trò đùa hay gì mà sau bao rắc rối do cậu bày ra mà muốn về nhà. Matt nghe xong cảm thấy hơi rén nên xin lỗi vội và đổi ý là định ở lại, chắc anh nghe hơi nhầm. Trên bàn nhậu Otter cho rằng một kẻ không có phép thuật mà đòi nhắm tới vị trí thánh nhân thì nó là điều không tưởng. Hiệu trưởng Warbox xem chừng đã lên kế hoạch cho chuyện này từ trước. Tên đối diện Otter cũng đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt cậu ta vào tay mình. Tên này nhìn hơi bê đê là hội trưởng của hội Oka, tên là Margaret Macaron. Bởi vì chuyện này rất quan trọng nên hắn cho rằng Otter mới đến tìm mình. Để giải thích cho hắn ta hiểu thì Otter đã khẳng định chuyện Matt đánh bại hội trưởng nhà lang là sự thật chứ méo phải đồn đoán. Nhưng chuyện đó thì Margaret thấy kế hoạch thu thập xu của Matt từ tay Aben hơi hoành tráng và hắn cũng không ngờ lại có một tài năng trẻ như thế xuất hiện khi hắn vắng nhà.
Thứ bây giờ Arthur cần ở Margaret là chơi kiểu hoang dại với Matt, còn việc hậu sự thì cậu sẽ lo cho hắn. Tại căn nhà đơn côi của Matt thì cậu ta đã quay về nhà. Ông già thấy vậy liền ôm chầm lấy cậu ta mà khóc. Ông cảnh sát trưởng thấy vậy liền hỏi về tình hình ở đó. Bởi vì là mê nên Matt cũng méo thấy gì làm khó được mình. Đột nhiên bốn khứa kia bước vào nhà Matt và chào ông già. Điều này làm ông ta xúc động nói không nên lời vì mấy đứa này là bạn của Matt và cuối cùng thì thằng quý tử này cũng đã kết bạn được rồi. Bởi vì trước giờ ông ta không để nó ra ngoài nên việc kết bạn là không có. Bây giờ thì nó cũng có bạn bè, đúng là tuyệt vời. Ông mặt rời, Lót nghe xong tỏ vẻ hơi gian nói rằng mối quan hệ này cực kỳ phức tạp còn hơn cả bạn bè bình thường. Đến lượt nhỏ Lemon với trình độ rất niêm sỉ của mình thì con nhỏ tự nhận ông già là bố chồng vì hôm nay đã được ra mắt. Nghe xong ông già cũng méo ngờ tới là nó còn cả vị hôn thê. Để cho ông già Matt yên tâm khi hai khứa kia nói vậy thì Phi nói rằng Matt rất ngoan khi ở trường. Dot lại rút ra món trà thảo mộc làm quà lấy thảo tặng ông già Matt, nhưng mà Lance thấy khứa Dot này tặng quà kiểu méo gì đấy. Sau đó cậu ta rút quà ra đưa cho ông già Matt. Đó là chiếc áo lolicon phiên bản limited là em gái Lance. Ông già thấy vậy liền cho rằng mấy thằng này không phải là tầm thường nên Finn hơi vất vả khi chăm trẻ. Nhưng mà ông già Matt vẫn cảm thấy còn một điều, trước giờ ông ta chẳng thể nào cho Matt bay nhảy được bên ngoài. Thế nên ông chưa từng dám mơ một ngày nào đó sẽ được thấy nó quây quần xung quanh những người bạn. Ông ta cũng mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Ở bên trong khu rừng nhà Matt một chút, hắn cho rằng để dễ dàng đánh bại được Aben mà không cần một chút ma thuật nào thì nghe cũng hơi lỏ. Hắn vừa gáy xong thì mấy thanh thần khí của Ran phóng tới phía đó như mưa thần khí làm hắn tắt gáy ngay lập tức. Margaret thấy vậy cũng méo ngờ là hôm nay Ran đã chuyển sang làm vệ sĩ cho tên Matt. Nhưng Ran thì lại méo cho rằng là thế cậu chỉ là hiệp sĩ mặt nạ qua đường và vô tình ở gần đây thì bỗng nghe thấy hắn gáy khét. Nghe xong điều này làm hắn ta chỉ muốn rơi tái luôn Ran mà thôi, quay ngược dòng trở về quá khứ. Trong mùa giải đấu năm ấy, một cậu nhóc đã quét sạch toàn bộ đối thủ của mình chỉ trong một đòn. Sau đó vào năm thì một giải đấu đã được tổ chức dành cho các khóa sinh và học viên trong trường với mục đích tìm ra pháp sư trẻ tài năng trong khoảng 13 đến 15 tuổi. Một cậu nhóc đã khai gian tuổi của mình và bị ban tổ chức phát hiện. Đây là Margaret Macaron, lúc đó cậu ta chỉ có 9 tuổi và đã được xác định là hội trưởng tương lai của nhà Oka. Quay trở lại trận chiến với thánh nhân gian thì hắn ta méo ngờ tới được chuyện ngày hôm nay hắn không chỉ được đọ sức với đầu nấm mà còn solo coco với cả một thánh nhân trong trường. Hắn lôi luôn cây đàn piano ra trước mặt để đánh Lofichiu. Tiếp tục với gương mặt hề của mình thì Margaret chỉ cho rằng gian là một thứ yếu ớt. Với trình độ gáy khét của mình thì Margaret cho rằng méo phải thánh nhân nào cũng là pháp sư hùng mạnh, vì thế nên bố mày đích sợ ai gắn với cái mác thánh nhân. Sau cùng nó cũng chỉ là cái thứ hư danh hão huyền. Vừa dứt lời thì lập tức thành thần khí của Ran và phím âm thanh của Margaret va vào nhau tạo nên vụ nổ lớn trong khu rừng. Mặc dù là nổ to vãi ỏ nhưng ở phía bên kia trong nhà thằng Matt được cách âm nên tụi nó đang chơi trò ném bi quay sổ số lô tô hội chợ nên méo biết gì ở bên ngoài. Khứa Dot số nhỏ nên ném ngay vào ô mất tiền. Điều này làm cho Dot phải gào thét lên là game này như cờ bay thẳng cánh. Tiếp theo là đến lượt bé tranh. U mé nó lại ném một lần ra luôn con số 25 ngay lập tức thì phải đứng trước vạch móng ngựa, nhưng mà méo thể nào có thể phản kháng được tội trạng nên vô tù luôn. Điều này làm con nhỏ phải ngồi bóc thêm 320 cuốn lịch nữa thì mới được ra trại. Sau đó là tới lượt Lance. Cậu ta thấy game này hơi dễ vãi ỏ, vừa dứt lời xong thì Lance đã quay vào ngoại ô em gái dắt bạn trai về nhà chơi nhún nhảy nên quay về vạch xuất phát. Nghe xong điều này làm Lance méo trở tay kịp nên đã bắn ngoại người ra xa. Sau đó là lượt Finn chơi game thì cậu ta lại được thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin mình là công dân tốt. Tiếp đến là lượt khứa Matt thì nó vừa ném xúc sắc vừa lẩm bẩm thần chú phép thuật, thế méo nào lại ra con đề số 98, thế là cậu bay vào ngoại ô bị phát hiện ra bản thân éo dùng được ma thuật thế nên là game over. Điều này khiến cả Dot và Lemon đều thấy nó vô lý vãi ỏ, phải chơi lại game đó cho bằng được. Còn Finn thấy vậy liền ách cun đứng hình luôn tâm trí. Quay trở lại trận chiến thì Ran đang bị cái gì đó giống trọng lực hút xuống. Sau đó những nốt nhạc đã dần xuất hiện xung quanh Ran. Nhưng mà chưa gì hết Margaret đã gáy khét rằng nếu hắn ta là Ran thì hắn sẽ không động thủ, bởi vì chỉ cần Ran niệm phép thì những nốt nhạc đó sẽ tặng cho cậu ta một vé quay về với đất mẹ ngay lập tức. Sau đó đột nhiên hắn chơi đòn tâm lý qua Ran. Hắn ta cho rằng cậu ta là một kẻ đơn giản tới đáng sợ và lúc nào cũng chõ mũi vào chuyện của người khác. Điều này nghe thật nhàm chán. Ran nghe xong một tràng đạo lý của hắn và cậu chỉ thấy tên nhóc Matt cũng chỉ là đứa vô liêm sỉ chưa chẽn tới mức dám nói thẳng với ta rằng hắn ta sẽ thay đổi nhận thức của cả thế giới này. Đột nhiên Margaret cảm thấy có điều gì đó khác lạ, khí tiết của Ran đã thay đổi hẳn. Trong học viện Easton là ngôi trường hàng trăm năm tuổi, từ chính giảng đường nơi mà ông hiệu trưởng đã huấn luyện và đào tạo ra không ít pháp sư có hai vạch, nhưng đào tạo ra pháp sư ba vạch lại là chuyện vô cùng hiếm. Ông hiệu trưởng cho rằng nếu những người hai vạch là thần đồng thì những người sở hữu ba vạch có thể gọi là được chúa ân sủng, và lứa học trò trẻ nhất được sở hữu ba vạch xăm của trường chính là Ran Ahmed. Quay trở lại trận chiến thì Margaret cũng đã nhận ra Ran chính là ân khúc Ryan. Vạch thứ ba này bắt đầu xuất hiện trên mặt Ran. Quay trở lại ngôi nhà Matt, cậu ta vẫn chằm chằm chú ý đến việc chơi game mà bị phát hiện ra bản thân không dùng được ma thuật và game over. Thấy vậy khứa Dot tỏ ra ngạc nhiên vãi ỏ con bò, không những một mà tận tới hai lần đều bị như vậy. Mặc dù là thế nhưng bé tranh vẫn đứng đó và cổ vũ cho Matt. Mặt khác thì Finn cảm thấy cái trò chơi này có cái kết như ngoài đời thật 100%, luôn thấy chân thật vãi ỏ. Nghe xong những lời từ anh em cây khế, Matt trở overthinking dạng nặng. Bây giờ cậu ta chỉ muốn đi ra ngoài hít thở một chút gió trời hơn là gió điều hòa. Thấy Matt nói vậy nên cả nhóm cũng đành chịu thôi. Ở phía bên kia Matt chạy một mạch với tốc độ bàn thờ ra một nơi hoang vắng không có ai thấy được mình. Sau đó thế éo nào cậu lại rút đâu ra cái bánh su kem khổng lồ và cho rằng anh sẽ mờ lem em bánh su kem cực phẩm ơi. Trở lại với trận đấu giữa Ran và Margaret, hắn ta bắt đầu trầm tư suy nghĩ, ba vạch này cũng mạnh nhưng vẫn cho là gà ác. Bây giờ Ran đã rơi vào bẫy phép thuật của tao thì hắn chỉ cần một lời niệm chú phát ra từ miệng thì những nốt nhạc kia sẽ cho hắn một vé đi du lịch Tây Tạng. Kết quả trận đấu này đã được xác định khi tao sử dụng những nốt nhạc vui vẻ đó gọi. Sau một hồi thì Ran hỏi rằng Arthur đã kéo mi vào việc này đúng chứ?
Đột nhiên Matt nghe thấy tiếng nói phát ra nên ngó vào xem thử thì thấy Gian đang cho rằng hắn tới đây để truy lùng Matt không thể dùng được ma thuật, bởi vì nó không hề có quyền công dân nào hết, nhưng liệu ai có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng, với những sự hối hận hay ghen ghét khi bản thân sinh ra không sử dụng được ma thuật hay thù hận với xã hội. Nhưng Matt thì lại không như thế, cậu ta đã đứng lên và chống lại chính số phận của bản thân mình. Sau khi Margaret nghe xong, hắn cảm thấy đạo lý này nghe cũng thuyết phục. Tuy là 10 điểm nhưng mà không có chuyện bố mi bỏ qua cho thằng khứa đó mô. Thằng khứa đệ tử phía sau nghe xong cảm thấy Margaret vẫn đang bình tâm khi đối mặt với thánh nhân ba vạch. Méo phải, tự dưng mà hội trưởng nhà tao gáy to như vậy được mô. Để nà được gáy thì Margaret đã đóng góp toàn bộ số xu cho hội Opga. Bởi bản thân hắn éo muốn cái ghế thánh nhân nhưng toàn bộ 10 xu vàng của hội đều do một mình hắn ta đoạt được từ các anh giai khóa trên. Ngoài ra thì trong trận chiến này thì mấy thằng đệ của Margaret cũng chắc ăn rằng Gian đang nằm kèo dưới. Bởi vì sức mạnh ma thuật ở đây là thắng bại tại kỹ năng, còn ông nội hội trưởng này cầm trong tay sức mạnh bá đạo con miệng nó rồi phải nói là đứng hàng top. Quay lại với Margaret đang cảm nhận mình đứng trên sân khấu lớn, sau đi hắn kết hợp đòn hòa âm phối khí với mấy thằng đệ và tấn công Ran. Margaret bây giờ chỉ mong Ran niệm phép kháng lại là chiếu tướng luôn. Trong lúc này tại hội trường, ông hiệu trưởng nói về sức mạnh thật sự của pháp sư ba vạch là học có khả năng triệu hồi được hình thái thật sự của đũa phép, và đó cũng chính là món quà của Chúa ban tặng cho họ. Đúng như lời ông hiệu trưởng nói thì Ran đã triệu hồi ra một cây đũa phép. Với sức mạnh bá đạo của mình thì cậu đã quét sạch hết ma thuật của Margaret mà méo cần niệm phép. Ran ngay lập tức triệu hồi luôn ra thần chiến tranh bên trong cây đũa phép của mình. Với sức mạnh hiện tại thì Ran chiếu tướng luôn, khỏi phải bàn cãi. Sau đó cậu phóng ra luồng sức mạnh ma thuật đen khổng lồ bay thẳng về phía Margaret. Thấy sắp bị chim cút thì hắn ta gồng móc cơ mông triệu hồi ra nốt nhạc khổng lồ để đỡ đòn, nhưng méo đỡ được bao nhiêu thì phép thuật của Ran đã cắt đôi khu rừng thành một lỗ khổng lồ. Thấy vậy Matt liền đi ra để cảm ơn lấy anh giai cây khế nhà mình. Sau đó Ran nhắc nhẹ Matt về kỳ thi tuyển chọn sắp tới rồi, với tỷ lệ 50-50 thì đó là một thách thức và thất bại của Matt sẽ phải đối mặt với nhiều thứ kinh khủng hơn địa ngục, vậy nên hãy quên chiến thắng và cho tất cả những điều cậu làm hôm nay không phải là vô nghĩa. Về phía Margaret thì hắn ta hiện giờ đang vác thẳng đệ trên vai. Bây giờ Margaret đang suy tính về sức mạnh ba gạch của Ran. Hắn cho rằng cây đũa phép khổng lồ đã giúp Ran kích hoạt tầng ma thuật thứ hai, và hắn cũng méo ngại khi gặp lại lần hai thì hắn sẽ chơi tất tay với ma thuật cấp hai của mình luôn, bởi vì hắn méo thể bỏ mặc mấy đứa nhỏ mà hắn mang theo, vì thế hắn có thêm một bản năng làm mẹ. Tên đệ tử cảm thấy mình hơi vô dụng, nếu mà méo bú liếm đi theo hội trưởng hít kinh nghiệm thì có lẽ Margaret đã sử dụng ma thuật cấp 2 để solo một lại thánh nhân kia rồi. Sau buổi hôm đó, nhóm Matt đã dành khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ giữa học kỳ để làm những gì họ muốn. Phi nhớ lại lúc 3 đồng xu mà cậu ta được Matt phát sau khi kiếm được từ hội nhà lang. Về phía Lance thì cậu ta ngồi trước bếp lửa mở lại hình em gái Anna lên, và hiện tại cậu chỉ muốn mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng. Còn khứa đó thì gương mặt nó như xác sống, cậu ta cảm thấy hồi hộp vì ngày mai quá nên méo ngủ nổi, tranh thủ kiểm tra lại hành lý xem dễ ngủ hơn khung. Ở bên kia Matt với ông già đang đàm đạo lại với nhau. Ông ta hỏi Matt về việc cậu không dùng được ma thuật và đã bị lộ ra ngoài. Sau đó là chuyện cậu ta sẽ bị đưa ra tòa và xét xử theo pháp luật nếu cậu không chấp nhận làm theo yêu cầu của họ. Ông ta nói xong và cảm thấy có lỗi với Matt vì không thể cho cậu một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng mặc kệ những lời đó, cậu chỉ cần ông già quan tâm đến mình là vui rồi. Theo như review sàm xí biết được thì con đường để Matt trở thành thánh nhân được chia làm 3 chặng. Chặng đầu là thu thập xu, chặng 2 là kỳ thi tuyển chọn ứng viên, và chặng cuối cùng là bài thi đặc biệt dành cho các ứng viên thánh nhân sót lại. Để có thể tham gia được kỳ thi ở chặng 2 thì tất cả thí sinh phải sở hữu được 5 xu vàng trở lên. Tuy nhiên do Innocent Zero đã vượt ngục nên tất cả thí sinh chỉ cần 3 xu vàng trở lên là đủ tư cách dự thi. Người có 3 xu vàng vừa đủ tư cách thi gồm có 3 người hội lang, 1 người Opga và 4 người hội Adler, trong đó có khứa Finn và Dot. Tiếp đến người có 4 xu vàng chỉ có 1 khứa nhà Opga. Người có 5 xu vàng gồm có Lance và Margaret. Cuối cùng người có nhiều xu vàng nhất là Men chính của chúng ta với 7 xu vàng. Ông thầy hiệu trưởng thấy Margaret quyết định tham gia trong kỳ này thì hơi khó thở cho Matt. Sau đó một mình Matt tiến vào bên trong đấu trường với bộ skin cool ngầu của mình. Đột nhiên cậu bị Otter chặn lại để nhắc nhở về kết quả, nếu cậu không trở thành nổi thánh nhân thì chắc chắn cậu sẽ chim cút luôn khỏi server này, và Otter cũng méo muốn thế giới này thừa nhận giá trị tồn tại của cậu. Nghe xong điều này thì Matt làm méo gì phải rén, xong thằng khứa Matt còn tấu hài hỏi cơ bên trái cơ bên phải ổn khu Men ổng nói vậy chứ trong lòng khu nghĩ vậy mô. Sau khi làm xong thủ tục cầu lại mặc lại chiếc áo choàng và lướt qua Otter để đi vào bên trong đấu trường. Cuối cùng thì cuộc thi cũng bắt đầu với 12 thí sinh đã có mặt. Bài thi năm nay sẽ là bài thi loại trừ, nó không chỉ mang ý nghĩa là sinh tồn mà còn là loại trừ số lượng thí sinh. Finn đang nghĩ về luật chơi của nó và chỉ cần tìm được chìa khóa giấu trong đó và thoát ra ngoài. Chìa khóa được nằm trong cái túi làm từ Chogo Sephis và cách duy nhất để lấy được nó là làm nổ chiếc túi bằng ma thuật. Finn nghe xong cảm thấy nó dễ vãi ỏ và méo có gì làm khó được cậu, nhưng vậy thì dễ quá nên các bạn sẽ bị dí như review sàm xí dí deadline bởi 3 con dead van trong lúc tìm chìa khóa. Nghe xong Finn chỉ muốn khóc thét và chim cút về nhà. Cuối cùng thì cuộc thi cũng bắt đầu, trận chiến sẽ được phát trực tiếp thông qua gương chiếu hình. Để tham gia được vào bài thi thì cần phải vượt qua được những phần thi này. Sau đó tất cả mọi người đi vào cánh cổng và hiện giờ họ đã bị chia ra ở nhiều nơi khác nhau trong khu rừng. Thằng khứa LeBlanc của hội nhà lang khi mới bắt đầu game thì nó đã gặp phải con Dideovan. Con quái giơ cái rìu lên để đăng xuất thằng khứa này khỏi game luôn, thì nó cũng rút cây đũa phép ra để phản kháng, nhưng thế éo nào lại méo si nhê với con quái vật. Để review sàm xí giải thích thì lũ Dideovan sẽ kháng ma thuật hoàn toàn. Nếu mà bị nó toán thì các bạn sẽ loại và được chuyển trở ra đấu trường, sau đó thì mọi thương tích trên cơ thể sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe thấy vậy thì Finn liền trở nên khóc thét. Còn khứa Dot vẫn đang ngẫm nghĩ xem là những gì phải làm là tránh xa lũ Dideovan. Về phía Lance, cậu ta cũng chẳng có bất kỳ manh mối gì. Ở trong khu rừng mặc dù là vậy thì Margaret vẫn tự tin khoe cá tính mà méo sợ bố con thằng nào. Còn thằng Marklen của hội Adler thì đã nhận ra được vấn đề ở đây là họ muốn thử xem chúng ta sẽ dùng ma thuật của bản thân mình như nào để thoát thân khỏi lũ quái. Bởi vì những con quái vật Dideovan là bất khả chiến bại rồi thì thế méo nào mà gây sát thương được vào nó bằng ma thuật.
Nghe xong điều đó thì Khứa Đót đã tỏ ra cay cú mà vãi cả linh hồn, còn Khứa Phin cũng chỉ biết khóc thét. Ở ngoài sân đấu mấy khứa méo đủ điều kiện tham gia cũng sồn sồn lên, là mới có phút đầu thôi thì đã có thằng sủi nhanh rồi thì xem chừng mấy ứng viên năm nay hơi non. Giờ thì quay trở lại vòng thi chạy deadline của các thí sinh. Khứa Mát với sức mạnh công cơ học của mình thì chỉ cần một đấm là con Đi Đơ Văn đã phải ư hự mà gục ngã. Điều này cũng làm cho cả khán đài lại xôn xao thêm một lần nữa. Nhưng sau đó thì con Đi Đơ Văn lại đứng dậy được nữa, bởi vì nó còn có khả năng hồi phục ngay lập tức khi bị dính sát thương, thế nên đừng có tưởng bờ cứ giỏi thì bá vào mà húp. Nghe đến đây thì Mát cũng chỉ thấy phiền vãi ỏ, khum đánh được nó thì phải sủi gấp thôi. Với tốc độ của mình thì cậu đã chim cút một cách nhanh chóng khỏi con quái. Đột nhiên thì Mát nghe được tiếng thằng Khứa Mát len nên cậu chui vô núp chung cho vui. Sau đó con Đi Đơ Văn rời đi thì Mát len cũng khẳng định rằng lũ quái này rất nhạy với âm thanh nhưng mà thị giác lại cực kỳ yếu kém. Cậu ta nghĩ rằng nếu chúng ta cứ giữ im lặng ở đây thì sẽ ổn thôi. Nhưng bởi vì Mát nhà chúng ta thì éo bao giờ nói chuyện bằng não thế nên cũng méo hiểu được cậu ta đang nói gì. Mặc dù là đối thủ nhưng cậu ta đã cứu Mát một mạng thế nên Mát cũng cảm ơn luôn. Nhưng Mát len lại tỏ vẻ không có gì mô, bởi vì một cây làm chẳng nên non, hai cây trụng lại nên hòn núi cao, thế nên là tôi với ông lập team úp đê. Mặc dù là trung hội nhưng Mát cũng chưa gặp bao giờ nên chỉ là đôi người xa lạ thôi. Mà cũng bởi vì ông anh đã cứu tôi lúc hoạn nạn nên mình team úp với nhau luôn đê. Thứ bây giờ cậu ta quan tâm nhất là vị trí của mấy cái chìa khóa, để biết được nó thì chỉ cần quan sát hướng di chuyển của lũ Đi Đơ Văn là rõ luôn. Nghe xong Mát cũng méo hiểu là rõ cái gì luôn. Mát len nói rằng quên gì thì quên, chớ đừng có quên luôn bài thi. Nhưng nói theo cách logic thì bài thi này chắc chắn sẽ có một lối mở ra để ta tìm. Nghe xong Mát cảm thấy nó dài dòng vãi ỏn, điều này khiến Mát len méo hiểu nó ngất luôn hay gì. Nhưng mà Mát lại bảo đó là biểu cảm của bị ngô chữ xíu. Nghe xong Mát len cũng tóm lại ngắn gọn, cứ đi theo bọn Tech Vô Ven của Woody là thoát thôi. Phía bên kia Finn đang bị rén khi con Đi Đơ Văn dí ở bên ngoài. Còn Khứa Đót cậu ta đang méo biết cái chìa khóa ở đâu thì đột nhiên bị con Đi Đơ Văn dí sấp mặt. Ở phía Lance thì cậu ta vẫn chưa cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Quay lại với Mát len và Mát thì hai thằng Khứa này đang đi gióm rén nhẹ nhàng, nói khẽ và phải cười thật duyên. Đột nhiên Khứa Mát đá mạnh vào hòn đá thì hai chân nó dính luôn xuống đất. Mặc dù là vậy nhưng con Đi Đơ Văn vẫn méo biết gì nên Mát len ra luôn tín hiệu an toàn. Cuối cùng thì cả hai đã phát hiện ra trái bóng có chứa chìa khóa. Mát len cũng đã nhận ra là bọn chúng sẽ tập trung canh gác gần chỗ chìa khóa. Cậu phân tích phía bên dưới quả bóng là bơm hơi. Đang phân tích thì thằng Khứa Mát máu liều nhiều hơn máu não bước lên phía trước và chỉ cần bóp thật mạnh để làm căng hơi vỡ bóng là quá đơn giản. Việc như vậy thì chú cứ để anh. Thấy vậy Mát len ngăn cản méo nổi thì Khứa Mát đã bóp luôn cái đó. Con Đi Đơ Văn cũng ngay lập tức xuất hiện mà dí theo. Đến chỗ an toàn thì Mát cũng chỉ cho đó là lỡ tay vô ý mà đạp chúng bẫy hôi chứ không có gì mô. Nhưng mà Mát len lại suy nghĩ nếu động tới cái bơm hơi kia thì sẽ tạo ra âm thanh đánh động lũ Đi Đơ Văn quanh đó, và ma thuật cá nhân của cậu là có thể thay đổi kích thước vật thể, thế nên sẽ chẳng hữu dụng mấy trong việc bơm khí vào bên trong bóng. Cuối cùng thì Mát nghe xong cũng hiểu ra được đó chính là lý do mà mình hóa nhỏ như này. Nghe xong Mát len méo quan tâm đến lời Mát và chỉ nghĩ đến việc làm sao để bơm khí vào bên trong bóng bay, nhưng đầu nấm lại cho rằng nếu không bơm được thì đập bể bóng luôn anh dài. Thấy kế hoạch cũng hay nên Mát len cũng triển luôn kế hoạch với đồng chí đầu nấm. Mát vừa leo lên trên quả bóng thì đã phát ra tiếng động và lại bị con Đi Đơ Văn dí thêm lần hai. Đột nhiên Mát len lại nghĩ ra ý tưởng mới, đó là nếu phá bỏ cái bơm ở phía dưới thì liệu có rơi ra chìa khóa. Sau đó cả hai lại tiếp tục đến triển khai thêm lần nữa. Khi đập bể thì lại méo có chìa khóa rơi xuống và bóng cũng chẳng thoát luôn. Thế nên Mát len lại cho rằng có thể bọn họ dùng ma thuật để giữ cái chìa khóa nằm ở lại luôn bên trong quả bóng. Tức là ta không có lựa chọn nào khác ngoài dùng ma thuật để phá bóng. Sau đó thì con Đi Đơ Văn lại lượn qua một lần nữa. Cả hai cũng sẵn sàng triển luôn. Đột nhiên quả bóng càng lúc càng to hơn. Đột nhiên Khứa Mát nhảy hip hop luôn chống đầu các kiểu làm tí Innova đê mấy anh dài. Sau cú lộn Santo với tốc độ nhanh chóng thì Mát đã tạo ra cơn lốc xoáy bơm thẳng khí vào bên trong cái quả bóng. Theo như suy đoán của Mát len thì chỉ cần nghĩ đơn giản thôi. Cậu ta dùng ma thuật để phóng to của bóng, còn đầu nấm chỉ cần tạo lốc bơm thật nhiều khí vào bên trong thông qua cái ống hơi mà ban nãy hai thằng đạp bể ở dưới. Ngay lập tức thì quả bóng đã phình to và bể luôn trong tức khắc. Thế là cuối cùng thì cả hai đã lấy xong một chiếc chìa nhưng lại bị con Đi Đơ Văn dí sấp mặt lần nữa. Ở phía bên kia Lan sử dụng ma thuật trọng lực của mình để hút trái bóng xuống một cách dễ dàng và đã lấy được một cái chìa khóa. Mặc dù là hơi ra rẻ nhưng Đót cũng không chịu thua để rớt top mà làm nổ luôn của bóng để lấy được thành công cái chìa khóa. Và thằng Khứa Margaret cũng dễ dàng lấy được luôn cái chìa khóa mà méo cần phải tốn sức. Và những thành viên còn lại cũng đã lấy được gần hết chìa khóa. Còn Khứa Phin vẫn run rén và không đủ can đảm để di chuyển đi kiếm chìa khóa. Đột nhiên Phin đang rén thì Đót xuất hiện ở ngay phía sau như ông bụt. Điều này làm cho Khứa Phin rén thêm lần hai vì méo biết Khứa nào đằng sau mình. Khi Phin quay lại thì Khứa Đót nói rằng chìa khóa cứ để anh lo. Quay lại với Khứa Mát thì cả hai thằng này đang ăn mừng chiến thắng. Khứa Mát len cứ tưởng là sẽ toang thêm lần nữa thì đột nhiên Mát rút lấy cái chìa khóa và đưa luôn cho cậu ta. Bởi vì nhờ công của Mát len mới lấy được cái chìa khóa này nên đầu nấm sẽ đưa cho anh ấy dùng để thoát ra trước. Nghe xong Mát len trở nên rung động nhưng cậu ta từ chối nhận và nhường lại luôn cho bên chính. Sau đó Mát len cũng chỉ lối ra luôn cho đầu nấm. Nghe xong Mát cũng cảm thấy e ngại thì Mát len nói tiếp là Ran cũng đã từng kể cho mình nghe về đầu nấm. Lúc đó cậu cứ tưởng là câu chuyện đùa thôi, nên là cậu ta quyết định nhường lại cho đầu nấm và tự mình bước đi trên con đường này. Nghe xong Mát cũng chắc lấy chiến thắng trong tay rồi rời đi. Lúc này Mát len ở lại và cậu có cảm tính có một cái gì đó đang tới gần. Khi quay lại thì cậu ta cũng bị tấn công ở một bên mắt và người xuất hiện với tư thế ngầu lòi này là Capaccio của hội Oka. Cậu ta đang muốn đối mặt với Mát len, bởi vì là hậu bối của mình nên Mát len cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu với hắn ta. Cuối cùng thì đầu nấm cũng bước qua khỏi cánh cửa đó. Sau đó thì Đót và Finn cũng cõng nhau đi ra ngoài thì gặp đầu nấm ở đây. Lan sau đó cũng bước ra mà không ngờ là đầu nấm cũng vượt qua được màn này. Mát cũng kể lại là mình được một anh giai cây khế 53 giúp đỡ, nhưng anh ta lại bảo cậu ra trước và hình như có chuyện gì buộc anh ta phải ở lại bên trong.
Đột nhiên thì ban giám khảo thông báo thì chỉ có 9 thí sinh sẽ vượt qua được vòng này. Người cuối cùng bước ra là học viên nhà Oka và Matt cũng thấy được Maclen đang nằm gục xuống đất. Điều này làm mọi người ngồi trên khán đài tỏ vẻ bất đồng vì hắn dám ra tay tàn độc với Maclen. Chưa gì hắn ta đã gáy ghét là bố đếch cần lũ yếu đuối bởi những thằng khứa đó là biểu hiện của sự ăn hại. Thấy vậy đầu nấm cũng vội lên tiếng nhẹ. Anh gì ơi, anh vừa làm cái méo gì đấy anh mà chơi cục xúc nữa là ăn đấm vô mặt. Còn về phía Finn vừa nhìn đã nhận ra là Capasio là một trong những học viên đứng top đầu trending của kỳ thi năm nay và là tinh túy trong làng hạt giống của giải cũng giống như Lance. Sau đó hắn ta và Matt cũng đối đầu với nhau, nhân tiện con nhỏ mới luôn ly nước, nhưng hắn ta lại lấy ly nước đổ về phía đầu nấm. Thấy vậy Matt liền hướng sang ly nước trên tay mình và đổi nghề sang làm bartender. Sau đó đầu nấm cho rằng mình không cố ý, mình chỉ cố tình ngắt lời mấy thằng mên phụ thôi. Đột nhiên nói xong thì Matt cũng căng và nhận ra là nãy mi nói ai yếu người vậy. Với cả về định nghĩa từ mạnh là như thế nào thì cho tao đây hỏi xíu. Đột nhiên thì ban tổ chức thông báo tất cả hãy cục cái pha xuống, nếu muốn choảng nhau thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thi tiếp theo. Sau đó tất cả áo choàng của mọi người đều đổi màu hết, bởi vì nó được chia làm 3 màu khác nhau nữa. Vòng tiếp theo là vòng sinh mệnh tinh thể. Đây là phần thi đồng đội, với mỗi đội sẽ có 3 người và do chỉ có 9 thí sinh còn lại nên chia luôn đủ 3 đội. Đúng theo chủ đề bài thi thì mỗi thành viên của các đội sẽ có một viên pha lê và mục tiêu chính là phá hủy pha lê của đội đối phương. Nếu đội nào mất sạch pha lê thì sẽ bị loại. Nhưng những lời đó dài dòng quá khiến cho đầu nấm đếch hiểu gì hết mà ngơ ra luôn. Khứa đó thấy vậy liền trở nên cục xúc, yêu cầu ban tổ chức tóm tắt ngắn gọn xúc tích dễ hiểu cho khứa đội trưởng tôi biết nữa. Để mà nói ngắn gọn thì các đội hãy hỗn chiến với nhau để phá hủy hết pha lê của đối phương. Nghe xong đó tỏ ra cục xúc cứ nói đơn giản miệng vậy đi, và bây giờ Matt chỉ cần đập sạch pha lê là win game. Thấy vậy Finn cũng trở nên thẫn thờ vì giờ Lance gánh luôn bên đội bạn mất rồi, phải làm sao. Sau đó Finn quay sang thì thấy thằng khứa Matt đập luôn viên pha lê của đội mình, chưa gì mà nói đã trở thành báo thủ. Finn vừa quay sang thì thằng khứa này lại báo luôn lần hai. Chưa gì hết thì Finn đã thấy toang thật rồi, giờ cái của mình mà vỡ nữa thì tim bốc hơi trong một nốt nhạc. Với sự lo lắng của Finn thì Dot và Matt hứa sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ con hàng cuối cùng của Finn. Sau đó tất cả thí sinh đều được dịch chuyển vào trong và tất cả đều xuất phát ở một điểm ngẫu nhiên trên bản đồ. Ngoài lề một xíu thì từ thời xa xưa cổ chí kim đã tồn tại 13 chiếc đũa phép huyền thoại nằm rải rác tại thế giới này. Chỉ có kẻ tài năng xuất chúng mới có thể được chọn làm chủ nhân của một trong số đó. Cây đũa phép cũng ban phước lành cho những pháp sư sở hữu và nó cũng được gọi là đũa thánh. Quay trở lại hiện tại thì Finn cảm giác được lần này thì mình toang thật rồi. Sau khi cả nhóm bị tách ra thì ở phía bên kia đầu nấm cũng cảm thấy hoang mang và có lẽ phải nhanh chóng đi tìm Finn để bảo vệ viên đá. Còn về khứa đó thì bây giờ chỉ cảm thấy run sợ vì game này sắp bay màu rồi. Ở bên kia mặc dù là bị tách đội nhưng Lance vẫn luôn nghĩ về đồng đội anh em cây khế của mình. Quay lại với Finn thì cậu cũng đang mải đi tìm kiếm Matt và Dot với quyết tâm còn thở còn chơi. Nhưng đang đi kiếm thì đột nhiên cậu lại nghe thấy giọng ai đó đang van xin. Thấy vậy Finn liền nép sau bức tường và thấy đó chính là thằng khứa Capasio. Và từ đâu đó tới thì hắn cũng đã bị một con dao găm ghim trúng vai của mình. Hắn cho rằng tài năng chính là thứ không phải ai cũng có thế nên hắn xử đẹp luôn Pontoru một cách nhanh gọn lẹ. Thấy vậy Finn cảm thấy hắn còn nguy hiểm hơn cả những gì người ta đã đồn. Nếu bây giờ cậu mà bị hắn phát hiện thì coi như endgame luôn cả đám. Vì thế nên Finn chỉ dám nép sau bức tường và cậu vẫn đang phân vân là nên chạy đi hay tiếp tục đứng đó ẩn thân chi thuật. Sau đó một lúc thì Finn quay qua kiểm tra thử thì hắn ta cũng đi ra chỗ khác rồi. Cứ tưởng nước đi này là hợp lý nhưng mà chỗ đằng sau Finn thì nó lại ngộ lắm nha, lạnh cả sống lưng luôn. Sau đó thì Capasio cũng thốt lên là ở phía sau này thì Finn đã rén mà toát mồ hôi hột. Bây giờ Finn chỉ biết van xin hắn nhưng mà làm đếch gì mà hắn chịu bỏ qua, bởi vì con mồi ngồi ngay ở trước mắt để chờ thịt. Thấy vậy Finn cũng khóc thét. Ở phía bên kia thì Matt đang tăng tốc độ để đi tìm Finn. Quay trở lại thì hắn đang hỏi tên Finn Ames, nhưng mà điều này cũng làm Finn bất ngờ bởi vì tại sao hắn biết được tên mình. Nhưng mà đang trong mộng thì hắn cũng nói luôn là tên học viên có thành tích đứng chót bảng của trường. Và ta cũng biết ngươi từ sâu thẳm trong tâm can và tự hỏi là làm cái éo gì mà ngươi có thể vào được trường Easton còn nằm trong top của kỳ thi tuyển thánh nhân. Sau đó Capasio cũng cho rằng Finn muốn vào được đến đây thì cũng nhờ tí quan hệ của ông anh trai để được vào đây, chứ với trình độ của mi thì đã làm ta cảm thấy kinh tởm. Nhưng nếu biết điều thì mau giao ra viên pha lê của mi đưa cho ta, nếu không muốn bị đăng xuất. Nhưng viên pha lê này chính là tương lai của Matt nên Finn quyết định dành cả mạng sống để bảo vệ nó đến cùng. Với trình độ vua lì đòn của Finn thì Capasio đã ngay lập tức tấn công cậu ta khuỵu xuống dưới sàn mà không biết là mới bị xiên bao giờ. Sau đó hắn lại đếch hiểu tại sao lũ rác rưởi còn yếu đuối như Finn mà cứ tỏ ra bản tính anh hùng dơm. Mặc dù là vậy nhưng Finn vẫn gắng gượng đối mặt với hắn ta mà tay nắm chặt viên pha lê. Capasio cũng chắc rằng Finn cũng cảm nhận được sức mạnh của cả hai là khác biệt quá lớn. Bởi vì đằng nào mà ngươi cũng đau nên đau một lần rồi thôi chứ đừng đau dai dẳng. Cứ nhìn tên Toru mà xem, nếu ngươi không muốn mình bị như hắn thì hãy từ bỏ ngay cái ý định đó đi. Mặc dù là vậy nhưng Finn vẫn muốn bảo vệ nó cho đến cùng. Còn về phía đầu nấm thì cậu bức tốc đi tìm Finn. Ở phía bên kia thì Margaret chỉ thành thơi đi dạo một vòng. Theo như hắn phân tích là đợt thi này thì có sự góp mặt của 3 tên quái vật. Đó chính là Matt Bernadette kẻ méo biết chơi hệ ma thuật, tiếp theo là Lance Crow thí sinh đạt thành tích vàng trong làng hạng nhất đối với tất cả các học viên mới. Kẻ cuối cùng cũng là khứa trung hội Oka với mình là kẻ đạt thành tích đứng trên đầu trên cổ đối với các học viên bậc đàn anh của trường là Capasio. Đối với trường hợp của Capasio thì Margaret vẫn chưa thể nghĩ ra, bởi vì hắn ta cứ ngỡ là Capasio sẽ giống như mình nên không hề có hứng thú với vị trí thánh nhân này. Với việc hắn ta có mặt ở đây thì chắc cũng do một phần là Otter can thiệp vào. Theo như Margaret nói thì Capasio được cho là một thần đồng được lựa chọn bởi cây đũa phép thuộc hàng hiếm và cũng được coi như là báu vật quốc gia. Sau đó để chúc phúc cho mọi người thì tiện đây Margaret cũng làm luôn bản thánh ca của tuổi trẻ. Quay lại trận chiến thì Capasio vẫn méo hiểu tại sao Finn lại cứng đầu như thế, bởi vì đằng nào tao cũng có được nó. Nhưng bởi vì đây là thứ mà Matt có thể vượt qua bài thi nên chỉ cần bảo vệ được nó thì Matt sẽ qua được bài thi này. Bởi vì từ season 1 đến season 2 Finn cũng chưa có cơ hội thể hiện ma thuật cá nhân nào, mặc dù là một lần. Trong lúc hắn ta coi thường mình thì Finn lập tức rút ra cây đũa phép và hướng lên phía trên.
Điều này cũng làm cho Capaccio cảm thấy tò mò mà nhìn lên phía trên theo, nhưng mà thế éo nào mà thuật kiểu méo gì mà lại không có động tĩnh. Nhân cơ hội dương đông kích tây thì Finn cũng liều ăn nhiều mà cắm đầu cắm cổ chạy đi. Với độ tự tin là 10 thì Capaccio cũng đích sợ, bởi vì làm sao mà có thể chạy thoát nổi bàn tay mình. Đột nhiên thì hắn cũng cảm nhận được đây chính là chỗ phá viên pha lê đầu tiên mà sao tên học viên ban nãy cũng biến mất nữa. Về phía Finn thì cậu cứ tưởng lần này ngon rồi, bởi vì là đã nới rộng được khoảng cách và cũng may là mình tính trước giấu kỹ con bài tủ tới tận bây giờ mới tung ra. Giờ thì đã có thể chạy thoát hắn rồi, nhưng đột nhiên thì chân của Finn bị tấn công và cậu ngã khuỵu xuống sàn. Phía trước Finn là Capaccio, hắn ta gọi đó là nỗ lực trong tuyệt vọng, bởi vì cả hai có sự khác biệt rất lớn về sức mạnh. Đã yếu đuối rồi thì đưa nó đây cho bố và từ bỏ đi. Lúc này Capaccio đâm nhiều nhát vào người mình từ con dao trên tay hắn cầm, nhưng tất cả sát thương đó thì Finn phải gánh chịu tất cả. Ở phía bên ngoài trận đấu, điều này cũng khiến cho mọi người cảm thấy tức giận vì thứ ma thuật quái dị vãi ỏ chuyển sát thương mà bản thân chịu đựng lên người đối thủ. Mặc dù là bị đâm nhiều nhát nhưng Finn vẫn không bỏ cuộc, bởi vì cậu nhớ lại khi Matt nói rằng cảm thấy thật may mắn khi có được người bạn như Finn, và cũng vì thế mà cậu ta không muốn rời bỏ bạn bè của mình. Sau đó Finn quay sang dùng ma thuật của mình, bởi vì đó là ma thuật rẻ rách nên chỉ làm hắn ta cảm thấy ngứa mắt thôi. Sau đó Capaccio đưa con dao lên cổ và hắn từ từ cứa con dao vào cổ, và Finn cũng bắt đầu chảy máu. Điều này đã làm cho mọi người cảm thấy hoảng loạn vì Finn sẽ chết mất. Đột nhiên từ phía xa thì Matt lao tới nói méo và ấn chặt đầu Capaccio vào tường. Matt cho rằng mình sẽ không để cho mọi cố gắng của Finn là vô dụng đâu. Quay lại trận chiến thì Matt cũng nhận ra là khi tấn công vào hắn ta thì tự nhiên mình bị thương. Còn Capaccio vẫn không hề hấn gì và hắn cho rằng bản thân mình từ lâu đã miễn nhiễm với vết thương mà chẳng hề thấy đau chút nào. Thấy vậy đầu nấm cũng méo hiểu nó đang nói gì nữa, bởi vì cây đũa phép của Capaccio là độc nhất. Hắn chưa dứt lời xong thì đã bị Matt phi long cước vào mặt, bởi vì Matt cũng méo hiểu ý nên phải vội làm liền một tí Innova. Đột nhiên thì Matt nhận luôn sát thương từ cú vừa rồi. Thấy vậy Finn cũng cảm nhận được là Matt đang tự nhận đòn tấn công của chính bản thân mình, bởi vì ma thuật của hắn là cho phép mình chuyển toàn bộ sát thương của bản thân nhận vào lên người của đối phương. Vậy nên hắn rút ra test thử luôn cho Matt thấy thì chân cậu ta lại bị nhận sát thương khi hắn đâm vô. Còn chân của hắn thì ngay lập tức liền lại sau đó. Capaccio nói rằng toàn bộ cảm giác đau đớn mà hắn vốn phải chịu sẽ được hấp thụ hết qua cây đũa phép một cái automatic, nói chung là tự động. Vì vậy mà khả năng miễn nhiễm thương tích của hắn cũng chính là phước lành của cây đũa thánh, và nó đã luôn được hắn kích hoạt từ lúc cây đũa chọn mình. Bởi vậy mà ngay từ khi sinh ra hắn đã không còn biết tới nỗi đau là gì nữa. Từ bên ngoài ông hiệu trưởng cũng đã cảm nhận được đây là học viên tiềm năng, bởi vì cậu ta được công nhận bởi cả tạo vật cổ xưa nhất. Quay lại với trận chiến lúc này thì hắn chỉ muốn bản thân mình bị đau, nhưng mà thứ rác rưởi thì làm sao có thể khiến tao thỏa mãn được nhu cầu cơ chứ. Vậy nên là ăn luôn nhiều phát đê. Lúc này thì đầu nấm cũng nhận hết tất cả sát thương của hắn ta, kể cả khi cậu phản kháng một đấm thì cũng ăn luôn đấm của mình. Kể cả là liên hoàn cước của Matt thì cơ thể hắn cũng hồi phục một cách nhanh chóng, và người tổn thương cũng chính là Matt. Sau đó Capaccio cũng gáy ghét là đừng có nhờn. Số phận con người vốn dĩ đã được định đoạt sẵn bởi chính tài năng thiên bẩm của kẻ đó, vậy nên dù người có là mên bá cỡ nào mà gắng đi ngược lại thì chỉ có vô dụng mà chim cút. Cách vô dụng cũng như tên Finn kia kìa, bởi vì hắn ta đã là kẻ thất bại ngay từ khi còn học trung học và luôn luôn gục ngã trái ngược với anh trai hắn. Ngay cả viên pha lê của bản thân còn không tự bảo vệ được thì một kẻ yếu đuối và luôn cần có kẻ khác nâng đỡ thì Finn như một nỗi nhục của giới pháp sư. Nghe xong Finn cũng cảm thấy thất vọng về mình. Còn khứa đầu nấm cũng khẳng định điều đó là không sai, bởi vì kẻ khôn ngoan sẽ biết từ bỏ những điều quá sức với mình và cả việc tự biết lượng sức cũng như biết chỗ đứng của mình. Từ góc nhìn của ngươi thì thấy Finn là kẻ bất tài vô dụng và nỗ lực của cậu ta cũng chẳng khác nào mà vùng vẫy trong vô vọng. Nghe có vẻ là thương hại, nhưng cho dù bản thân có sợ hãi đến đâu hay như nào thì cậu vẫn đứng lên mà chống lại đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều lần, và không ai được phép cười nhạo nỗ lực của Finn như thế. Xong lời nói đó thì Matt lập tức dùng liên hoàn đấm tấn công về phía hắn ta. Còn Capaccio thì cảm thấy cậu ta tính đấm liên tiếp để vượt qua giới hạn khả năng hồi phục của mình. Nếu chỉ đơn giản như vậy mà thắng được tao thì có cái nịt. Và ta cũng cảm thấy khá thất vọng khi đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi Matt. Đột nhiên thì Capaccio cũng cảm thấy được tượng nữ thần của mình xuất hiện một vết nứt, và hắn cũng chưa từng nghĩ là tượng của mình lại có giới hạn. Điều đó là méo thể nào xảy ra. Chỉ một đấm của Matt thì hắn đã bay thẳng vào tường. Đầu nấm cho rằng so về sức mạnh thì mình vừa là mên còn vừa mạnh gấp cả triệu lần. Liệu mi có dám dũng cảm mà đứng lên chống lại cú đấm sấm sét này như cách Finn đã đứng lên chống lại ngươi không? Nghe xong Capaccio cũng méo hiểu tại sao hắn lại được bốc sức mạnh lên tới đỉnh cao như vậy và khiến cả tượng thần phải vượt qua giới hạn. Nghe sao xong thì Matt chỉ biết like thôi chứ 10 điểm không có nhưng rồi. Mặc dù là vậy nhưng Capaccio vẫn không tin được vào mắt mình, vì đây chính là lần đầu tiên cái vết nứt có trên thân thể tượng nữ thần. Nhưng tiếc thay bức tượng đó cũng là ý chí riêng của hắn ta nên vết nứt đó chỉ khiến cho sức phòng thủ của tượng này tăng lên gấp bội. Sau đó những ống tiêm từ bức tượng bắt đầu tấn công về phía của Matt. Cộng thêm nữa là Capaccio cũng đâm chục nhát vào người mình cho đến khi đầu nấm chết mòn thì thôi. Bởi đó cũng là vinh hạnh của hắn khi nhận ra là kẻ mạnh vẫn còn tồn tại ở đây. Trước giờ cũng không ai ngang trình độ của hắn nên hắn ta cũng coi mọi thứ trong mắt mình chỉ là sương mờ ảo. Đột nhiên Matt cũng rút ra một cây đũa sắt. Điều này làm cho hắn ta cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì nghe đồn cậu không biết sử dụng sức mạnh ma thuật. Sau đó đầu nấm bắt đầu uống cong cả thanh sắt, mà tôi cũng lại méo hiểu khứa đầu nấm. Nó uốn cái của nợ kia một hồi lại thành luôn cái vợt tennis và làm cái quái gì thì tôi cũng đếch biết. Cũng từ đầu đâu thì đầu nấm cũng lấy ra được luôn quả bóng. Chỉ vài vụt đầu nấm đã đánh liên tiếp quả bóng chuẩn xác vào hướng vết nứt trên bức tượng. Cứ gọi là gen ác, cậu ta solo kill và lấy luôn bức tượng ra làm bức tường để quất bóng. Với cường độ nhanh thì bức tượng đằng sau Capaccio cũng vỡ luôn vì chịu không nổi nhiệt. Điều này làm cho hắn ta cũng không thể tin nổi được là nó có thể vỡ như này luôn. Bởi vì sự uy tín của mình thì bây giờ đầu nấm chắc luôn một điều là sẽ nhét hành vào mồm anh để biết thêm mùi vị nó như nào. Sau đó chỉ cần một bổ như tiểu phu bổ củi thì đầu nấm đã kết liễu luôn hắn ta với mạng sớt đao. Ở bên ngoài khán đài mọi người thấy vậy cũng hò reo cùng nhiệt vì méo biết chuyện gì đang xảy ra.
Bởi vì Hứa Capasio rõ ràng là thánh nhân được đũa thánh chọn mà tên đầu nấm kia lại vô tư đem ra làm bia tập bóng mà gõ chết đũa thánh luôn. Hứa này hách rùi phải tố cáo thôi, còn ông thầy hiệu trưởng cũng thấy tự hào về đầu nấm bởi vì cậu chiến thắng áp đảo luôn đũa thánh. Quay trở lại trận chiến thì Matt đứng trước tên Capasio để kiểm tra nó còn thờ khung. Nhưng đột nhiên hắn cảm nhận luôn được mùi hành và thấy luôn sự đau đớn này. Hắn cảm thấy sợ hãi cái thua cuộc tồi tệ và đáng sợ này. Capasio vẫn méo hiểu là tại sao vẫn có đứa vì tính mạng của người khác mà có thể vượt qua tất cả. Matt và Finn sau đó cũng rời đi. Cuối cùng thì tập phim hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ review xàm xí suốt thời gian qua. Chúc mọi người một năm mới bình an. Ở phía bên kia thì Margaret đang đối mặt với hai Hứa được chia chung tim với Capasio. Sau đó Margaret cảm nhận được luôn sức mạnh của hai Hứa kia chính là âm re. Nốt càng cao thì hắn ta lại càng công nhận năng lực của người cao tương ứng với nốt nhạc. Nhưng mà nốt re ở đây lại chỉ ở sát đáy thì đối với Margaret thì hai Hứa phía trước chẳng đủ để làm hắn giải trí nổi. Thấy vậy hai Hứa kia liền triệu hồi con sói hoang ma thuật lao đến phía Margaret để tấn công. Nhưng chỉ cần một chiêu thanh âm thì sức mạnh của hai Hứa kia đã bốc thành hơi từ một con sói mẹ thành con sói con. Thấy bị bế tắc vào đường cùng nên cả hai liên tiếp triệu hồi bầy sói để tấn công nhưng tất cả các kỹ năng lại bị một chiêu của Margaret phản đòn. Sau đó thì Margaret cũng lại xí lụng luôn viên đá và hắn cũng cho rằng sức mạnh của mình nằm ở nốt đi. Theo thông báo thì một đội đã bị loại khỏi vòng này thế nên bài thi sẽ kết thúc. Sau khi vòng thi kết thúc thì tất cả liền ra bên ngoài đấu trường. Ngay lập tức thì Hứa đầu nấm và Hứa đót làm luôn một tí Innova lên luôn một bài phỏng vấn đã tập duyệt trước. Ông thầy hiệu trưởng cho rằng thử thách đối đầu tiếp theo của Matt sẽ thật sự gian nan. Bây giờ thì Margaret sẽ bắt đầu đi săn rồi đến mùa của trái thơm phải đi gặt hái nó thôi. Lúc này trong lòng hắn ta chỉ muốn nóng lòng để đi đến luôn phần thi tiếp theo. Ở phía bên kia trên khán đài thì Kando đang hỏi ông hiệu trưởng về kèo đấu giữa đầu nấm với Margaret và anh cũng đang không biết là game sau chuỗi thắng của cậu ta có bị chấm dứt không. Sau đó thì Kando cũng cho rằng năm ngoái Gian có thể trở thành thánh nhân là do Margaret quyết định đích có tham dự kỳ thi. Bởi vì hắn ta là người đứng đầu của bộ tài năng ma thuật nên mọi ứng viên được chọn đều được anh ấy kiểm tra trực tiếp. Kando cho rằng thầy hiệu trưởng đã đặt cược khá nhiều kỳ vọng vào đầu nấm nhưng thực lòng thì anh ấy vẫn chưa thấy điều gì có tiềm năng ở cậu ta nổi bật hơn so với những người khác cả. Vì thế mà Kando không nghĩ rằng đầu nấm kia đủ sức mạnh để vượt qua tất cả sóng gió và Margaret. Ở phía bên ngoài phòng chờ thì Hứa LeBlanc chỉ biết núp núp. Và hắn ta nghĩ rằng sẽ đàm phán với Margaret rằng cả hai sẽ hợp tác để đá tên đầu nấm kia thành trò hề trong ngay lượt đấu đầu tiên. Sau đó hắn ta tiến vào bên trong để đàm phán với Margaret. Tên LeBlanc nói rằng sẽ thông báo cho cậu ta tin chuẩn về vụ đầu nấm kia không thể sử dụng được ma thuật. Vừa dứt lời thì chỉ một búng hắn ta đã chim cút luôn khỏi đó. Bởi vì Margaret đủ mạnh để solo cô thế nên Deck cần phải chơi trò tiểu nhân để dằn mặt và cậu ta cũng nhắc nhẹ hắn nếu chơi trò tiểu nhân thì nên coi chừng cái mạng đấy. Sau đó Margaret cũng nhắc nhẹ luôn Otter ở phía đằng sau. Ở phòng chờ bên kia Hứa đầu nấm đang tự đàm đạo một mình với cơ bắp. Nếu ai đó mà muốn hỏi tôi về tại sao lại chọn trò chơi nâng tạ để rèn luyện thì đơn giản là tattoo mà mình thích thì mình chơi thôi. Nghe xong Hứa Dot cũng chỉ biết chơi đàn để cho phần trả lời phỏng vấn của đầu nấm trở nên sống động hơn. Thấy hai Hứa Dot Matt phỏng vấn như tấu hề thế kia thì Finn cũng chỉ biết vãi lúa mà cạn lời. Quay sang hướng bé Tranh cho rằng ngay từ lúc đầu con nhỏ cũng chẳng hề có ý định tiến xa hơn tình bạn mù. Bởi vì đây cũng kiểu trên tình bạn dưới tình yêu nên nhanh dần đều thì đầu nấm đã trở thành cả thế giới đối với mình. Thấy vậy thì Finn chỉ biết đứng hình mà mất thời gian suy nghĩ. Còn Hứa Dot thì quăng luôn miếng tạo luôn một cái tiểu phẩm tại chỗ là em có muốn về chung nhà với anh không. Nhưng trái tim bé Tranh đã đổ mát rồi bây giờ nhìn cậu ta là sụng nụ hôi thế nên chỉ một câu biến dùng đi. Nghe xong Hứa Dot đã như bị bóp nát con tim rồi còn bị trà đạp nữa tổn thương gấp hai. Hứa Dot sau khi bị bé Tranh bóp nát trái tim này chỉ có thể là khóc thét thôi. Đột nhiên thì Kando xuất hiện luôn ở đây. Thấy vậy Finn cảm thấy ngạc nhiên vì từ lúc nào mà anh ta đã xuất hiện tại đây, còn đầu nấm thì thấy chuyện này bình thường. Bởi vì Kando là người chơi hệ thánh nhân hồi trước túm lại bắt nạt mình nên đếch có gì phải lo sợ. Nhưng mà tại sao thánh nhân lại có mặt ở nơi này? Sau đó Kando nói rằng bởi vì trong thời gian chờ đợi cũng hơi rảnh nên muốn đi dạo để kiếm người nào đó chơi với mình một con game. Nghe xong Matt thì Matt kêu éo bởi vì đang giờ nghỉ ngơi nên việc đếch gì phải chơi cho tốn sức ra. Nghe xong thì Kando cũng xưng danh luôn là nói để tụi mi hiểu nôm na là tao đang làm bộ trưởng bộ tài năng ma thuật tức là bất cứ ai mà muốn vào được hội là phải thông qua tay tao. Và nếu cậu có ý kiến luôn với chuyện gì đó khiến ta không hài lòng thì tốt nhất là đi về nhà luôn và nhận một vé chim cút khỏi hội. Cho dù có thi nữa thì cũng không đỗ làm thánh nhân mù. Ta đơn giản chỉ là một bộ trưởng nhỏ nhoi thôi nhưng mà không chơi là chim cút luôn đó nhé. Nghe thấy vậy thì Matt cũng chơi luôn, bởi vì Kando chưa ép ai bao giờ mà đầu nấm cũng tự nguyện thế nên là chơi game phải có thưởng. Nếu đầu nấm chiến thắng thì anh ta sẽ chiếu cố cậu vào vòng trong mà khỏi cần thi luôn. Sau đó thì Kando cũng đưa ra luật cho trò chơi. Anh ấy đưa ngón tay mình lên và nếu đầu nấm nhìn theo là cậu ta sẽ thua. Điều này khiến cho Finn và Dot cũng đếch hiểu vì nó như một trò chơi con nít chính hiệu. Còn đối với Matt thì mấy cái trò con bò đó thì một mình cậu chấp hết mấy ngón tay này thì tủi nhá. Đột nhiên thì Kando tạo luôn một cái vòng tròn ở dưới chân Matt và cậu ta cũng không hiểu nó là cái gì nữa. Chúng ta sẽ không chơi kéo búa bao nữa mà khi ta chỉ ngón tay về hướng nào miễn là cậu tránh nhìn về hướng đó cho tới khi ta đếm đến 3 thì coi như là cậu thắng. Nếu đầu nấm bước ra khỏi vòng tròn đó cũng là bị xử thua luôn. Sau đó Kando chuẩn bị tư thế rồi chỉ thẳng lên phía trên Matt mà nhìn theo là thua luôn này. Nhưng mà chỉ có chỉ thui thì nó lại hơi dễ nên từ phía dưới chân Matt cũng có một đòn tấn công từ dưới lao lên trên. Nhưng với độ dẻo dai của cơ thể mình nên đầu nấm chỉ cần uốn nhẹ cái người mình ra phía sau. Mém tí nữa ăn nguyên đòn là đi luôn chớ trả đùa. Thấy vậy thì Kando cũng cảm thấy không tồi, game một coi như là đầu nấm đã qua. Sang game 2 thì độ khó trở nên gấp đôi yêu thương. Lần này thì hai ngón tay chỉ sang trái sang phải. Cậu cúi mặt xuống dưới và chỉ dùng hai nắm đấm thì đầu nấm đã đấm bay đòn tấn công của Kando. Thấy vậy thì anh ta liền cảm thấy lần hai này vẫn chưa đủ tạo độ khó cho cậu. Bởi vì cũng thấy thú vị với game này nên Kando rút luôn ra thanh kiếm từ tay mình để tăng thêm một chút xíu độ khó thôi nha.
Thanh kiếm này đã được anh ta cường hóa với hắc hỏa, chỉ cần sơ hở mà không may chạm phải lưỡi kiếm thôi thì dù có là một thứ gì đi nữa cũng sẽ bị hắc hỏa thiêu rụi thành tro, và nhận luôn một vé đăng xuất sang server khác để làm lại con game này. Lần này là tấn công từ ba hướng, trái phải và trên. Vừa đếm đến ba, Kando cầm kiếm lao tới chém đầu nấm, nhưng cậu ta chỉ cần uốn người nhẹ là đã né nhẹ được đòn này. Kando tính canh lúc mắt cúi xuống thì chém móc từ dưới lên sao. Thấy cũng khó tránh né nên đầu nấm ghì chặt chân xuống đất, móc luôn cái vòng tròn vạch mức mà Kando tạo ra và bật uốn mình về phía sau. Nhưng vừa đáp đất thì đầu nấm đã bị con cú cướp mất cái bánh su kem từ trong túi áo nên cậu cũng lỡ nhìn sang phải. Nhưng mà Kando lại không cho như thế, bởi vì là con cú nên tính theo như ván này hai ta hòa nhau. Cuối cùng thì Kando rời đi và xin lỗi đã làm phiền trong giờ nghỉ ngơi của mấy ní. Ở phía bên ngoài đấu trường, trận chiến cũng sắp sửa được diễn ra, thế nên là bây giờ sẽ là lúc các thí sinh tiến vào bên trong để thực hiện vòng thi cuối cùng. Cách thức của vòng này là thi đấu tay đôi giống như kiểu solo ra xua 1-1 vậy đó. Mở màn vòng này chính là cặp đấu giữa Matt và Margaret. Margaret cũng khuyên đầu nấm vài điều để chăn chối sau khi trận đấu sắp sửa diễn ra. Nhưng với sức hút của nhân vật chính thì đầu nấm lại rút ra ngay một cái bánh su kem nhìn mờ lem vãi hỏ. Thấy vậy thì Margaret cũng đếch thể nào mà chịu thua để cục cái pha lại phía sau được. Đột nhiên khứa Margaret lại lôi méo đâu ra bát nước chấm mà cứ phẩm phật như thế thì đếch ai lại chịu nổi được. Thấy vậy Matt cũng tỏ vẻ méo hiểu nổi là khứa này có mỗi miếng tôm mà nó lại chấm hết luôn cả bát, thế thì nó lại húp sốt chứ làm éo gì mà còn được miếng gia vị tôm. Nghe xong Margaret liền tỏ ra hơi cay vì khứa đầu nấm lại méo biết thưởng thức mùi vị ẩm thực. Ở phía bên kia khán đài thì Kando cho rằng Otter chọn Margaret là bởi vì cậu ta là kẻ hắn kỳ vọng nhiều nhất. Quay trở lại trận đấu, với sự nóng vội như cồn của mình thì Margaret đã gồng móc cơ đít để mở màn luôn cho nóng, điều này làm cho mấy khứa khán giả chỉ biết toát mồ hôi luôn. Về phía Matt, cậu ta chuẩn bị tư thế tấn công rồi lao tới phía hắn ta. Thấy vậy Margaret cũng đếch chịu thua mà phóng ra luôn quả cầu ma thuật. Thấy vậy Matt liền dùng hai tay mình đỡ luôn quả bóng. Với sức mạnh này thì nó đã đẩy Matt đi thật xa và tạo ra một vụ nổ. Nhưng đột nhiên thì Matt mất tích luôn và cậu ta cũng nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy Margaret và nhảy lên như dốc ly. Rồi lao thẳng một cú xuống dưới phía khán đài. Theo như khả năng quan sát như check va của Finn thì cậu ta phân tích rằng Matt ngược về sau nhanh hơn cả tốc độ của đòn phép mà nhờ thế mới không bị dính tưởng. Từ trong đám khói bốc ra thì Margaret vẫn ngầu lòi mà xuất hiện với trạng thái không hề hấn gì hết. Ở phía bên kia khán đài, theo như suy đoán của Kando thì đã có thể là Margaret tạo ra một nốt nhạc để hấp thụ toàn bộ lực va chạm trước khi bị đòn của đầu nấm làm cho cắm mặt xuống đất. Ở phía bên trên thì Innocent Zero đang theo dõi trận chiến phía dưới của Matt. Quay trở lại trận chiến thì Margaret đang tung quả cầu phép thuật về hướng đầu nấm. Nhưng với sự nhanh nhạy về tốc độ của mình thì cậu ta đã nhanh chóng lao ra áp sát ở phía sau Margaret. Nhưng sau đó thì hắn ta đã lập tức quay lại phía sau và chỉ cây đũa phép thẳng mặt đầu nấm. Nhưng đột nhiên Margaret khựng lại mà không tấn công. Để giải thích cho chuyện này thì Margaret lại cho rằng hắn thấy đầu nấm muốn bảo vệ thứ gì đó nên tò mò khung tấn công mà muốn xem nó là thứ gì thôi chứ không có gì mù. Bởi vì thấy hắn ta cũng thắc mắc nên đầu nấm rút mẹ từ bên trong ra cái bánh su kem với vẻ mặt ngầu lòi. Điều này làm cho Margaret lại méo hiểu tại sao nó lại để thứ quý giá như thế này trong người thì làm sao mà chơi bời toàn lực được chứ. Nên là hắn ta kêu luôn con nhỏ phục vụ bê cái bánh su kem ra ngoài cho nó phê lây. Sau đó thì Margaret tung luôn tuyệt kỹ âm pha tấn công để mở màn cho nó nóng. Thấy vậy đầu nấm cũng dùng luôn cú đấm để đỡ đòn nhưng mà nó lại xuyên qua và làm thủng luôn màng nhĩ cậu ta. Điều này làm cho Margaret cảm thấy khứa này khờ vãi ỏ, bởi vì nó là âm thanh thì làm méo gì có thể mà đỡ được. Mặc dù là hắn nói nhiều nhưng mà bây giờ thì Matt như điếc gồi nên là anh dai hãy nói to thêm một chút để chờ em không tiếp thu được gì thêm. Bởi vì miễn bản nên là Margaret cũng đếch có rảnh để mà giải thích lại nên tấn công luôn cho nóng với tuyệt kỹ âm pha. Lúc này thì Matt cũng chỉ biết lấy tay giáng mà đỡ lấy chiêu này. Thấy được đầu nấm như thế thì Margaret lại cảm thấy thất vọng vì đã quá kỳ vọng vào cậu ta và đầu nấm bây giờ cũng không phải là thứ mà hắn ta muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Nên là hắn ta sử dụng luôn âm điệu của ngàn âm tấn công vào đầu nấm để kết thúc luôn trận chiến vô nghĩa này. Ngay lập tức thì mấy cái kèn tấn công về một phía của đầu nấm. Quay lại trận chiến thì Margaret lại cảm nhận ra một điều gì đó, sau đám khói của vụ nổ thì Matt đã biến mất hoàn toàn. Đột nhiên Margaret bị kéo thẳng xuống dưới sàn, chỉ còn lại mỗi cái đầu và từ dưới đất đầu nấm đã trồi lên trên. Điều này lại làm cho Margaret đếch hiểu được là làm thế éo nào mà nó có thể tránh được âm vang như thế. Theo như cặp mắt như check va của Finn thì cậu ta đã thấy được hết nên đừng có mà bịp. Ngay cái lúc trước khi ma pháp đó lao tới tấn công Matt thì cậu ta đã độn thổ luôn xuống đất. Bởi vì sóng âm di chuyển rất nhanh trong không khí nhưng nó sẽ bị cản lại và yếu dần đi khi di chuyển xuống dưới lòng đất. Vì vậy nên cậu ta mới moi luôn con bài tủ là độn thổ xuống đất để lợi dụng luôn nó như bức tường cách âm. Quay trở lại trận đấu, đầu nấm quyết định sử dụng thức thứ tư ma thuật cơ bắp sút một cái là cút luôn. Với quả ben 11 mét như này thì đầu nấm lại sút luôn đầu Margaret không trượt phát nào mà còn văng đi xa. Ngay lập tức thì Matt lại lao tới phía Margaret mà ngồi lên người hắn ta. Sau đó thì Matt lại giơ tay nên thực hiện liên hoàn đấm tẩn vào mặt Margaret một đòn kết liễu. Bởi vì chưa đã tay nên đầu nấm đã tặng luôn một combo cho đủ bộ. Đột nhiên đầu nấm bị văng ra. Margaret quyết định lần này sẽ dùng hết sức mạnh thật sự của mình để chiến đấu với Matt. Sau đó thì Margaret đứng dậy với sức mạnh của thanh âm và nó đang bao phủ lấy hắn ta. Ma pháp đó cũng được phát động ra với ma lực vô hạn của hắn. Ở phía bên kia hội đồng phép thuật, đột nhiên thì Nere xuất hiện và thông báo cho anh ta biết là chúng ta đang gặp rắc rối lớn. Phía Innocent Zero đã bắt đầu hành động. Điều này làm cho Rio suy đoán ra lần này có thể là tên thủ lĩnh sẽ đến nên chúng ta phải nhanh chóng tăng cường cảnh mật lên cao. Nhưng mà Nere lại nói rằng lần này thì toàn bộ bọn chúng đều đích thân ra mặt, như thế này thì lại bỏ miệng gọi. Quay lại trận chiến thì Margaret đã hòa âm biến hình thành một dạng mới nhưng mà dạng này lại làm cho đầu nấm méo hiểu đó là cái éo gì. Hiện tại thì luồng ma lực đã bao trùm lên tất cả sân đấu. Đột nhiên trong đám khói xuất hiện ra một con nhỏ, sau đó con nhỏ lại chỉ thẳng mặt đầu nấm bởi vì cậu ta mà nó bắt buộc phải biến hình thành trạng thái này, đúng là chữ X gì tin a hi hi. Thấy được sự BD này thì đầu nấm cười mà đếch ngậm được mồm. Sau khi nói xong thì con nhỏ thổi nhẹ vào tai đầu nấm làm cho cậu ta lạnh cả sống lưng mà quỵ luôn xuống sàn.
Quay về với Margaret thì hắn ta cho rằng giải phóng ma lực của ta chính là giúp ta giải phóng được ma thuật mà ta sử dụng. Nhưng mà những lời đó chỉ làm cho Matt cảm thấy hắn ta nói nhiều vãi ỏ thui nên tặng ngay luôn một cú đấm sấm sét. Nhưng mà hắn ta lại biến mất với phép dịch chuyển và hắn đã dịch chuyển lên phía trên của khán đài. Đầu nấm ngước lên mà cũng méo hiểu tại sao hắn lên được tít ở trên đó. Vừa dứt lời thì đầu nấm đã nhận ngay một đòn tấn công của hắn. Bây giờ thì Matt cũng biết là ông anh giai này cũng là dân tổ độ hệ vật lý như mình gọi. Nhưng Margaret lại nói là méo và hắn ta di chuyển với tốc độ quá nhanh xung quanh đầu nấm. Quay lại trận chiến thì Margaret liên tục dụng nhẹ vài đòn vật lý để bón hành đầu nấm. Kết thúc luôn trận đấu này thì Margaret lao tới phía Matt với tốc độ nhanh chóng. Nhưng mà đòn tấn công này lại hụt luôn làm cho Margaret nhận ra là cậu ta không có ở đây. Ngay lập tức thì Matt đã áp sát ra phía sau của Margaret. Theo như phỏng đoán của Kando thì anh ta cho rằng âm thanh di chuyển trong chất lỏng nhanh hơn so với không khí nên đầu nấm đã lợi dụng luôn đặc tính của âm thanh. Bằng việc đó thì cậu ta đã chạm tay lên tường thì đầu nấm đã nhận ra và dự đoán trước được đòn tấn công trước khi nó chạm tới đích. Bằng những phương pháp đó thì cậu ta có thể chọn cách xử lý như vậy để yêu cầu kẻ đó cần phải có phản xạ nhanh nhạy tới mức quái dị, và Margaret cũng cảm nhận ra được bản thân từ khi nào đã không thể tạo ra được âm thanh nữa, cùng với đó là hắn ta ăn chọn luôn một cú vật nhẹ của đầu nấm. Sau đòn đó của Matt thì Margaret vẫn đứng dậy được và cho rằng đòn này không chê vào mồ. Ngay lập tức thì Margaret sử dụng hiếu thứ hai à mà nhầm, bản giao hưởng thứ hai tiếng chuông tử thần. Nghe xong Matt cũng biết hiểu là sao lại có hai thứ hiếu ở đây, nghe mà thốn dùng luôn á anh dài à. Sau đó thì Margaret cho rằng chỉ một vài phút nữa thôi tiếng giao thừa rộn vang khắp nơi. À mà nhầm đó là tiếng chuông má ơi, nó sẽ gây ra bán kính 2 cây số và cách duy nhất để ngừng nó thì tất nhiên là cướp lấy kíp. À lại nhầm là đũa phép của ta a ha ha. Sau đó thì Margaret bắt đầu rượt bắt luôn cho nóng. Hắn ta chạy với tốc độ nhanh khắp sàn, dù cố gắng thế nào thì Matt vẫn không thể tóm được hắn. Bây giờ chỉ còn 30 giây nữa, dù cố quá cũng hóa ra là quá vô dụng thôi, nhưng mà đầu nấm vẫn bình tĩnh để ngồi xuống sàn và kéo lên một bức tường về phía Margaret. Sau đó cậu ta xuyên thủng qua bức tường lao tới tấn công, và đường thoát của Margaret bây giờ đã bị đầu nấm khóa chặt lại rồi. Đối mặt với đầu nấm thì hắn ta bây giờ chỉ còn cách là có thể lách sang trái hoặc phải thôi. Thấy Matt đón đầu sang phía bên phải thì Margaret lại tự tin rằng làm đếch gì có thể bắt kịp với tốc độ của mình nên hắn lách luôn qua trái. Nhưng mà đó chỉ là đòn nhử hắn ta mà thôi nên Matt đã bắt kịp được ngay hắn ta. Đột nhiên thì ngón út của đầu nấm vẫn vươn được ra hết cỡ để móc ngược lại Margaret. Chỉ một đòn công cơ học thì hắn ta đã bay luôn đũa phép trong tay và Matt đã nắm lấy ngay rồi bóp gãy cây đũa. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên và cái chuông cũng biến mất. Mặc dù là bị thua cuộc nhưng Margaret vẫn không ngờ tới là cậu ta có thể làm được tất cả mà không dùng đến ma thuật. Đột nhiên có trọng lực hút từ phía trên xuống dưới làm cho tất cả trở nên hoảng loạn. Nhìn lên phía trên đấu trường thì đột nhiên xuất hiện một vết nứt ma thuật, có một con rồng từ đó chui ra và đám người của Innocent Zero cũng dần lộ diện. Sau đó thì hắn ta sử dụng luôn sức mạnh ngưng động thời gian làm cho tất cả đứng yên một chỗ rồi lập tức dịch chuyển xuống trước mặt Matt. Hắn ta nói rằng đầu nấm chính là con trai tuyệt mỹ nhất của mình. Ngay lúc này thì tên thủ lĩnh của Innocent Zero chỉ muốn hấp thụ luôn đầu nấm ngay tại chỗ để hắn trở lên hoàn thiện bản thân hơn. Đột nhiên thì thầy hiệu trưởng xuất hiện và ngăn cản hành động của hắn. Với sự quyết tâm sẽ không để ai dẫn đầu nấm đi của thầy hiệu trưởng thì ngay lập tức đồng bọn của Innocent Zero cũng xuất hiện. Bọn chúng cho rằng thầy hiệu trưởng trước mắt chỉ là một lão giả tầm thường. Sau đó tên cầm kéo cho rằng những điều này thì bọn chúng cũng đã tính cả rồi. Vừa gáy xong thì ngay lập tức cái rìu bổ xuống cắt đôi người tên cầm kéo. Nếu có một tí đòn cơ bản như vậy mà đã xón ra quần thì tụi bay phắn ra chỗ khác mà chơi nha mấy thằng đầu cắt moi, bởi vì bị ngạn xanh mình anh cân tất ngon thì bá vô đây mà húp. Tên thủ lĩnh liền lấy lại bình tĩnh cho mấy tên đệ bằng cách gáy lại ông hiệu trưởng. Hắn ta cho rằng ông Warbuck đừng có to mồm mà nạt nộ đồng minh quý giá của ta như thế chớ. Ông hiệu trưởng cảm thấy không nên lòng vòng như Hải Phòng nữa mà phải vội như Hà Nội thôi. Bởi vì hắn ta tính hy sinh vô vàn tính mạng chỉ để thực hiện một điều ích kỷ, nhưng mà những điều vừa rồi thì tên thủ lĩnh chỉ cảm thấy bình thường. Và đầu nấm cũng không là trường hợp ngoại lệ của bất kỳ ai, vậy nên hắn ta quyết định sẽ đưa bằng được đầu nấm trở về nhà. Bởi vì cả hai đang có bất đồng quan điểm nên Dex còn gì để nói thêm, nếu ngươi muốn đưa cậu ta đi thì hãy bước qua xác giả này trước đã. Vừa nói dứt lời thì ngay lập tức hai vạch ma thuật đã xuất hiện trên mặt của Warbuck và ông ta cũng triệu hồi ra cây đũa thần. Vậy nên hai vạch ma thuật cũng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của hắn ta. Sức mạnh này của Warbuck sau khi được triệu hồi là Uranus vị thần của bầu trời, còn sức mạnh của tên thủ lĩnh sau khi triệu hồi là Kronos vị thần của thời gian. Sau khi cả hai triệu hồi sức mạnh thần thánh của mình thì tất cả bọn quái vật đã được triệu hồi từ dưới sàn chui lên. Thấy vậy, ông thầy hiệu trưởng sử dụng ngay sức mạnh của mình làm cho Matt, Lance, Margaret, Kando, Otter và Dot thoát khỏi sức mạnh ngưng động thời gian. Ngay lập tức thì Warbuck kêu mấy trò những gì tò mò thì liên hệ lại lần sau đi, còn bây giờ chiến trước đã. Thấy tụi quái vật đông như kiến thì Lance lại đếch hiểu tụi này là cái quái gì vậy, lo tập trung mà chiến đấu đi, hỏi hỏi cái đầu bò với vẩn mà méo, chú ý là bị chúng đánh tiết canh cả đấy. Và đột nhiên thì Kando không để ý có hai con quái vật tấn công Kando từ đằng sau, may mà Otter cũng kịp dùng chiêu để xử lý một cách nhanh gọn. Quay lại với Khứa Đót thì cậu ta lại đếch hiểu đám này ăn gì mà đẻ ra lắm thế, lại còn xuất hiện nhiều vãi ỏ. Nghe xong thì Lance cũng méo hiểu thằng này chiến đấu mà dùng đũa bằng tay hay bằng mõm vậy ní, không chịu thua thì Margaret cũng xử lý gọn lẹ, còn Kando và Otter thì tụi quái này không thành vấn đề mà xử đẹp luôn. Sau đó hiệu trưởng Warbuck sử dụng sức mạnh cho cả hai bay lên trên mây, bởi vì ở đây sẽ không ai có thể làm phiền cuộc chiến của hai ta. Quay lại phía dưới đất thì Khứa Đót lại đếch hiểu cái lũ này đánh quài vẫn không hết. Còn Lance chơi võ mồm nhẹ là viện binh tụi tao sắp tới rồi, cố mà đồ sát tiếp. Đột nhiên thì có một quả cầu gai khổng lồ xuất hiện ở phía bên trên của đấu trường, và Khứa đang thi triển ma thuật ở phía trên kia chính là Selwood. Bây giờ thì Dot cũng đã để ý là lũ quái vật này chỉ nhắm tới mấy anh em mình thôi, còn Matt bị chúng nó cho ra rìa rồi còn đếch thèm tấn công nữa, trông cứ như là cậu ta là gà bị lùa vào trong giỏ ấy. Nghe xong, Margaret cho rằng khả năng cao là chúng đã chuẩn bị sẵn cách khống chế cậu ta rồi. Dot nghe xong cũng đếch hiểu làm sao mà ông biết hay vậy ba, bởi vì là cảm tính của phụ nữ mách bảo nên Margaret đã suy đoán ra vậy. Nghe xong Dot cũng thấy vãi lúa thật.
Hóa ra là trước giờ anh em đã bị lùa bảo sao mà Dot đã thấy nghi nghi từ lâu rồi. Nhưng mà kệ miệng cái chuyện BD của Hứa Margaret đi. Dot quay sang kêu đầu nấm cứ giao chỗ này cho bọn tôi xử lý, bởi vì chúng ta của tương lai sếp sắp ra mắt. Và ông là đứa duy nhất bón hành được tên pháp sư Tít ở trên cái đỉnh tháp đang gồng chịu ác. Vậy nên anh em tin tưởng ông đầu nấm và hãy lên trên bón hành chết miệng nó đi. Nghe xong lời Dot thì đầu nấm phóng một mạch lên trên đấy để đối mặt với tên Selgur, nhưng mà Dot lại cảm nhận được là cái tháp nó tạo ra cao vãi hỏ. Giờ mà mát leo lên thì tới mùa quýt năm sau mới tới nơi. Chưa kể là lúc đang leo thì đầu nấm cũng khác quái gì bia tập bắn cho tụi nó mồ. Nhưng mà mát làm đếch gì rảnh mà leo lên trên thế nên là cậu ta làm luôn một cú phi long cước vào cái tháp, thế là ngay lập tức cái tháp đổ xuống dưới. Thấy vậy thì Dot chỉ biết đổ mồ hôi hột vì khứa này. Sau khi ngọn tháp sụp đổ thì bây giờ Selgur đang đối mặt với đầu nấm. Nhưng Selgur lại chắc rằng lần này gặp lại thì sẽ thú vị hơn lần trước nên là chào nhé mát. Nhưng mà đầu nấm lại nghe xong cũng méo nhớ là có quen biết không nữa mà chào. À mà chắc cũng lâu rồi mới gặp lại ha. Hình như là tớ và cậu có ngồi cạnh nhau trong hôm khai giảng thì phải. Nghe xong Selgur cũng đếch hiểu thằng này bị cái éo gì nữa giỡn mặt tao hả, khai giảng cái đếch gì anh dài. Đột nhiên Dot thấy ở phía kia có một xe đẩy em bé. Thấy thế Dot cũng tập trung xem thử thì cậu nhận ra cái lề gì thốn, Dot đã biến luôn thành thằng oát con. Hiện tại thì cậu đã bị trúng kế rồi và đứa nhóc ở trong xe là hàng giả. Đó chính là một trong lục đại trượng tội Criminal Guns. Mặc dù là cơ thể bị thu nhỏ nhưng mà Dot vẫn cho rằng sức mạnh của mình là không thể teo mồ. Cậu lấy cây đũa phép và sử dụng bom lửa nhưng mà nó lại bị xịt. Ngay lúc này thì Dot chỉ thấy hơi toang rồi và chuồn lẹ, còn cả đống quái vật ở phía trước nữa nên là bây giờ Dot buộc phải đi cầu cứu Lance. Sau đó thì Lance cũng cảm nhận được ra Khứa Dot đang cầu cứu. Nhưng mà thằng Khứa này nó nói cái quái gì toàn ga ga go go review sảm xí. Nghe xong Lance cũng biết hiểu nó nói cái ngữ gì nữa. Bộ lũ quái kia chưa đủ để chơi hay gì mà còn bày trò cho tao chơi chung nữa. Nói cái ngữ gì cho dễ hiểu đi thằng cu. Đột nhiên có luồng ma pháp tấn công về hướng họ. Lúc này thì Lance cũng hiểu ra đây là nguyên do mà Khứa Dot mang cái hình dạng này. Sau khi nhìn kỹ lại khuôn mặt thằng Dot thì Lance lại nhận được thêm một điều nữa là khi hóa thành em bé mà mặt nó vẫn ngu ngu nhỉ. Đã vậy còn hơi đần với trông gợi đòn vãi lúa. Đột nhiên từ đâu có cái bình lăn ra thấy vui vui Khứa Dot lao đến ôm mịt luôn. Thấy hơi thiếu thiếu nên Lance quay sang đằng sau thì thấy ngay Khứa này báo quá. Còn thằng Dot thì méo hiểu luôn là bây giờ nhập vai thành em bé luôn mới hay. Sau đó thì Lance cũng nhận ra là mình bị dính bẫy luôn, thế là cả hai hóa thành dạng em bé. Khứa Dot thấy vậy thì bây giờ cảm thấy toang hơn đợt nãy. Còn Lance thì vẫn méo hiểu nó nói cái quái gì im mẹ miệng đi. Từ đâu ra lại có thêm một cái bình đồ chơi nữa. Thấy hay hay thế nên cả hai đã bỏ tới nghịch. Xong cả hai lại mém bị đăng xuất lần hai. Thấy được điều này bà lão Sister Baby gáy to rằng kết cục của trận chiến này đã được quyết định ngay từ lúc ta phù phép lên các người rồi. Sau đó thì bà ta cho rằng tụi nó cũng chẳng thể phản kháng lại vậy nên bây giờ tấn công là hợp lý, còn chẳng phải chịu một chút thương tổn nào nữa. Sau đó thì bà ta lập tức lao lên, thấy được tình hình này thì Dot cảm thấy hơi toang. Như này thì chỉ có đăng xuất thôi, đỡ thế yếu nào được hết. Cứ tưởng là không thể phản kháng nhưng Lance lại sử dụng được ma thuật vì một phần của cậu ta vẫn còn. Thế nên là tất cả bọn chúng bị hút chặt xuống đất. Sau khi bị hạ thì bà ta vẫn chưa tin được vào mắt mình với thứ sức mạnh nực cười ấy, còn Khứa Dot thì xem xong chỉ biết đứng hình mà hôi. Cậu ta chỉ việc thu hẹp vùng ảnh hưởng của ma thuật là xong, đương nhiên là sẽ có một vài ma thuật phức tạp mà cậu ta cũng không dùng được trong trạng thái này. Nhưng mà Lance cũng gáy khét là nghề bón hành là nghề của tao. Cho dù tình thế có là một chiều thì vẫn có thể nhét được thêm hành đấy mấy thằng cu, lúc này thì Dot chỉ cảm thấy ngầu quá bạn tôi ơi. Trong bạn gái mà tôi chẳng hiểu gì sức, sau khi hạ gục được bà ta thì Lance cũng đã quay về hình dạng ngầu lòi ban đầu. Quay lại phía bên kia thì Selgur vẫn méo thể tin được là Khứa này đã quên mất mình luôn rồi. Mặc dù là nghe hơi cọc nhưng mà bộ này nhiều men phụ quá nên đầu nấm làm đếch gì có thể nhớ hết được ai. Thế là cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi hôi ạ. Ở phía bên kia thì Rio và Nere đang nhanh chóng tiến đến đấu trường. Ngay lập tức thì Rio cũng nói rằng thể chế xã hội mà chúng ta đang sống hiện giờ vốn được dựng lên bởi một pháp sư đại tài. Ngài ấy cũng chính là người đã đặt nền móng cho hội thánh nhân sau này. Có thể nói rằng sức mạnh của ngài ấy là vô địch, tên của ngài ấy chính là Adam. Hiệu trưởng Wobok và Innocent Zero đều là hai đệ tử xuất sắc nhất của ngài ấy. Nhưng nếu mà hiệu trưởng Wobok bị thất thế trong tình hình này thì tất cả sẽ không một ai có thể ngăn cản nổi hắn. Quay trở lại trận chiến bên trên thì tên thủ lĩnh Innocent Zero cảm thấy rất vui khi gặp lại Wobok. Sau đó thì hắn ta cởi mũ choàng xuống, khuôn mặt sau đó của Innocent Zero cũng dần dần được xuất hiện. Điều này làm cho Wobok cảm thấy hắn ta đã vứt bỏ đi nhân tính con người của mình rồi. Nghe xong lời đó thì Innocent Zero lại chắc rằng bản thân mình giống con người hơn cả hiệu trưởng. Vậy nên ngày hôm nay Innocent Zero quyết định sẽ đưa mắt đi bằng được và đồng thời tiện đường tiễn bạn già của mình một đoạn đi về chốn cực lạc luôn cho lóng. Sau đó thì Innocent Zero dùng luôn cấm thuật phép thuật thời gian xác sống. Quay lại với Selgur thì hắn ta lại đếch hiểu cái thằng Khứa đầu nấm não tung còn hay quên nữa vậy ba. Nhưng mà đầu nấm thì lại đếch để ý những gì nó nói, bởi vì hắn hỏi mát đếch trả lời nên hắn quyết định tấn công đầu nấm luôn vì hơi cay. Cũng may là đầu nấm né kịp, vừa dứt lời xong thì Selgur đã dùng chiêu tấn công thẳng vào phía mát. Mặc dù là Selgur chơi hơi nhiều cọc nhưng mà thế éo nào mà đầu nấm lại chơi luôn quả lăng ba vi bộ được mới hay. Sau khi né được thì đầu nấm đã tung ngay một cú làm cho Selgur sấp mặt luôn. Điều này làm cho hắn ta đếch thể nào ngờ tới được. Bởi vì lần trước đầu nấm còn còng lưng đỡ đòn mà lần này làm thế éo nào mà có thể mạnh như thế được. Sau đó thì Matt cũng nói rằng bây giờ cậu đã nhớ ra Selgur là thằng Khứa đầu gai lúc trước rồi, nhưng mà cái trò chọi cọc đó là xưa rồi. Làm đếch gì có ai mà tắm hai lần trên một dòng sông Mô, ngoài lề một tí thì Adam là người từ lúc sinh ra đã có năng lực siêu phàm trời phú. Với sức ảnh hưởng của mình thì ngài ấy đã chạm tới mọi ngóc ngách trong giới pháp sư. Nhưng vào những năm cuối đời thì ngài ấy đã dành phần lớn thời gian của mình để đi giúp đỡ những kẻ không thể sử dụng ma thuật.
Với lý tưởng đầy cao đẹp rằng nghĩa vụ của người mạnh nhất là để bao bọc kẻ yếu thì ngài ấy đã truyền lại lý tưởng của mình cho ba học trò có tài năng nhất của mình. Nhưng hiện tại bây giờ thì Innocent Zero đã sử dụng uế thổ chuyển sinh trong Naruto để triệu hồi ra sư phụ của cả hai. Innocent Zero cho rằng cuối cùng thì hắn ta cũng đã thuần thục được ma pháp cải tử hoàn sinh của mình với một mảng da thịt của người đã khuất. Nhưng tiếc thay thì thứ này chỉ có thể hồi sinh lại cơ thể của kẻ đó, còn ký ức hay lý trí thì hắn cũng bất lực rồi. Vậy nên bây giờ Innocent Zero sẽ nhờ đến thợ rối Mans tiếp quản cái thân xác đó sau khi triệu hồi. Với Mans thì biệt tài múa rối hắn ta lo được tất mà đếch phải sợ bố con thằng nào. Rồi lão sẽ gặp một chàng trai khác, như cách thấy cái xác này chẳng khác gì người còn sống. Thấy được trò mèo này thì Warbuck cảm thấy tức giận hơn khi các ngươi còn muốn tiến xa thêm mức nào nữa. Khi mà sức mạnh của ông ấy vẫn còn đứng trên vạn người thì chẳng nhẽ ngươi không vui khi gặp lại sư phụ mình sao? Những điều vừa rồi Innocent Zero nói thì Warbuck không cho rằng đó là lý tưởng cao đẹp mà là quá mất dạy khi đào mả sư phụ mà gọi dậy bằng được. Quay lại thời còn trẻ thì Warbuck nói rằng với bản thân mình thì chúng chẳng khác gì những lời của đám ăn không ngồi rồi mà tìm cách lợi dụng sự bảo hộ của kẻ khác vậy. Và những điều đó cũng được Adam khẳng định là không sai, nhưng sau cùng thì ý nghĩa của nó vẫn là chúng ta phải hy sinh thân mình vì kẻ khác. Sau đó ông ta liền cảm thấy tức giận vì ngay cả lý tưởng của sư phụ mà cái thằng khứa Warbuck này lại còn dám chê bai nữa. Tưởng rằng bản thân mình giỏi quá rồi nên muốn đá đổ chén cơm của sư phụ mà leo lên đầu ngồi ăn bát cơm đó sao, có cái nịt mà dễ dàng được như thế. Nhưng mà Warbuck lại cho rằng những lời vừa rồi chỉ là giỡn thôi chứ có chi dứa mà căng vậy ní. Nghe xong thì Adam cũng chỉ biết cười lớn vì tuổi trẻ tài cao mà chưa được trải sự đời cứ như là tấm chiếu mới. Quay trở lại trận đấu thì Warbuck nói rằng sư phụ là người vĩ đại nhất mà mình từng biết. Ông ta sẽ chứng minh cho sư phụ thấy là mình mới là kẻ mạnh nhất ở đây, hỡi sư phụ kính yêu. Sau đó thì tên Mans điều khiển Adam dùng rắn đen để tấn công Warbuck. Thứ sức mạnh chính để giúp Adam kiểm soát được thế giới chính là hắc thuật. Nó sẽ đưa tiễn bất kỳ thứ gì hay bất cứ ai nếu chạm vào nó thì sẽ thành chim cút, thậm chí cả ma thuật cũng không là ngoại lệ. Tên Mans bắt đầu cảm thấy món đồ chơi này đúng là hàng VIP rồi. Sau đó thì hắn ta sử dụng hai con rắn đen tấn công về phía Warbuck nhưng lại bị ông ta dễ dàng phá hủy bằng sức mạnh của mình. Bằng sức mạnh đó thì ông ta đã tấn công lại hắn mất luôn một cánh tay. Điều này đã làm cho Mans trở nên hoảng loạn hơn vì còn một cái tay trái thì sao mà quay được nữa. Thấy thế thì Warbuck nói rằng ma thuật của mình cho phép bản thân điều khiển không gian, nên ông ta chỉ tạm gửi một phần cơ thể hắn đi đâu đó quanh đây mà thôi. Nghe xong thì Mans tỏ vẻ ngạc nhiên vì ông ta đã ngăn chặn hắc thuật bằng cách xóa sổ sự tồn tại của nó ra khỏi không gian này. Bởi vì không thể chịu thua nên hắn ta quyết định tấn công Warbuck bằng số lượng lớn hắc thuật, nhưng mà tất cả đều bị hiệu trưởng gửi luôn đi sang không gian khác. Sau đó thì hắn ta dùng quả cầu đen tấn công về phía Warbuck. Sau đó thì Warbuck gồng hết sức mình để ngăn cản quả cầu hắc ám. Lúc này Mans chỉ có đái ra quần mà còn bị bốc hơi theo quả cầu nữa chớ. Còn Innocent Zero thì hắn chắc rằng Warbuck vẫn còn giữ phong độ tốt. Ở phía bên dưới thì Lancelot, Kando và Otter đang ra sức chiến đấu với lũ quái vật mọc lên như nấm. Còn phía bên kia đầu nấm lại đếch hiểu mấy anh giai này làm gì căng mà tự dưng kéo đến đây như đi chảy hội tới đổ sát em làm chi vậy. Nhưng mà muốn biết thì Selwa cũng nói thẳng là về cấm thuật liên quan đến cấu trúc của cơ thể. Đó chính là thư hắc thuật dùng để tạo lên một trái tim bất tử từ 6 trái tim của những kẻ cùng huyết thống. Cha cũng đã chuẩn bị săn 6 đứa trẻ như vậy về để nuôi dạy chúng như đứa con trung thành vì trái tim của chúng có thể làm ra trái tim bất tử. Cha đã tạo ra ngươi để hoàn thiện được chính bản thân mình. Nghe xong thì đầu nấm cũng tỏ ra sốc tinh thần dạng nặng. Sau đó Selwa nói tiếp là ngươi phải nên vui mừng mới phải, bởi vì đây chính là niềm vinh dự chứ không phải ai muốn cũng có thể được. Nghe xong thì đầu nấm cũng chỉ biết ử mà thôi. Nhưng hiện tại thì cuộc sống cậu là ổn rồi nên cũng đích cần trở thành một phần của ai. Nhưng mà đối với hai từ trách nhiệm thì đầu nấm nghe nó nặng nề quá nên là muốn nhường lại cho khứa nào có nhu cầu được không. Khi đối mặt với chuyện này thì đúng là cú sốc tinh thần thật mà. Hôi hôi buồn 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 quá à, mà là buồn ngủ á. Nên là hãy đứng đó đợi một xíu, chợp mắt tí đã thế nên là chúc bé ngủ ngon. Thấy vậy Selwa cũng đích có hiểu cái thằng đần này tao giỡn mặt với mi ở dậy ngay đây. Nghe xong đầu nấm cũng hú hồn chim én mà dậy ngay lập tức. Cậu cũng nhận ra là á đủ đây, hóa ra méo phải là giấc mơ. Nói như thế thì tôi cũng hiểu nôm la ra là tôi với anh giai đây cùng là họ hàng với nhau cũng như mức chung một dàn đấy hồi. Nhưng mà Selwa lại cho rằng bản thân mình chỉ là một kẻ nhân bản được tạo ra khi cha trao máu của mình cho một cái xác mà thôi. Bởi vì hắn tồn tại chỉ vì một mục đích là giúp cha hoàn thành ý nguyện của mình. Chưa kịp dứt lời thì đầu nấm cho hắn ăn luôn cú đấm vào mặt khi chưa kịp gáy xong. Bây giờ thì đầu nấm nói rằng cho dù thân phận của anh trước giờ có điều bí hiểm sâu xa cỡ nào thì hiện tại anh đây vẫn là kẻ bất khả chiến bại, thế nên là chú bớt có gáy nhảm lại mà vào việc chính luôn đây cho nó lóng. Ngay lập tức thì một vạch nữa của hắn ta cũng dần xuất hiện và Selwa cũng đã triệu hồi luôn thần thợ rèn Hephaestus. Sau khi nghe thấy thần thần gì đó thì đầu nấm cũng đích có hiểu anh giai nhì nói cái quái gì thế. Thấy thằng Matt hơi ngơ nên Selwa giải thích luôn, đây chính là đũa phép của ta khi được giải phóng sức mạnh. Nó cũng là hình thái thực sự của đũa phép đấy. Thế nên hắn ta dùng luôn lưỡi cắt kim cương. Cũng may mà đầu nấm nhanh trí né được và thấy cái trò này nguy hiểm vãi ỏ. Sau đó thì Selwa nói rằng những thứ đó đều được hắn chế tác từ kim cương vật chất cứng nhất thế giới, chúng cũng sẽ đuổi cùng tận diệt tới khi ngươi bị cắt vụn. Ngay sau đó thì nó đã quay lại hướng đầu nấm. Thấy vậy thì cậu cũng né và cho rằng sẽ lơ hết đám này rồi tông thẳng về hướng hắn ta, nhưng đột nhiên đầu nấm lại bị một cái phía trước lao tới thẳng hướng cậu. Cũng may là dân tập gym nên độ lách cũng mượt như dancer. Nếu ngươi đem mạng của tất cả lũ học sinh kia ra để đánh đổi thay cho ngươi. Sau đó thì quả cầu gai ở phía trên đã biến đổi thành kim cương thế này thì có mà hốt bạc. Thấy vậy thì đầu nấm cũng chỉ biết chấp nhận thôi chớ chơi gì mà nhiều trò dị ba. Sau đó thì hắn nói rằng ma thuật triệu hồi được giải phóng từ đũa phép này không chỉ được bản thân chiếc đũa phép cường hóa sức mạnh mà mức độ ma thuật của nó còn được giải phóng để đạt tới cảnh giới không thể đo đếm được. Bởi vì tất cả mọi người còn ở trên khán đài và hắn cũng nói rằng sẽ có hàng ngàn mảnh kim cương sẽ được phóng ra toàn bộ ở không gian này. Sau đó thì hắn lập tức tấn công đầu nấm và yêu cầu cậu quy hàng sẽ có khoan dung. Nhưng đột nhiên đầu nấm lại có ý tưởng mới, cậu chạy thẳng một mạch về hướng khu rừng.
Thấy vậy thì Xiao Guo cũng đếch hiểu tại sao cậu ta lại chạy về phía đó chớ. Đột nhiên thì đầu nấm xuất hiện ngay đằng sau Xiao Guo. Sau đó đầu nấm nói rằng em vừa mới chạy một vòng quanh trường để cắt đuôi cái đám kia này. Nghe xong thì hắn cũng rén ngang vì mấy cái đĩa dao kia không đuổi kịp hắn luôn mới hay. Làm thế quái nào mà hắn chạy nhanh hơn cả chúng luôn chớ. Và bây giờ khứa này bám tay dính lấy mình như keo 502 mới hay. Nhưng mọi thứ đã trong tính toán của Xiao Guo gọi nên hắn ta lập tức biến thành kim cương và không có gì có thể xuyên phá lớp da cứng như đá của ta. Giờ thì đang xuất đê, sau đòn đánh chúng thì ngay lập tức mát đã đo sản luôn. Đứng dậy mà gáy nữa đê thằng cu khung tao cho bạn bè mi đang xuất một lần bây giờ. Đột nhiên thì đầu nấm nằm dưới sàn chỉ là cái bánh su kem thế thân chi thuật. Cậu ta cho rằng đây chính là tiệc bánh su kem đó anh dai. Thấy thế thì đầu nấm liên tục nhét bánh su kem vào mồm hắn đến nỗi chết nghẹn luôn mới ác. Mặc dù da thịt là kim cương nhưng đòn gọng kìm của đầu nấm này thì có mà nhịn thở đến đai luôn. Còn về chuyện đầu nấm vẫn còn đứng đây là ngay trước khi lưỡi cắt bay tới thì Matt đã nhận ra một khoảng thời gian còn lại là bất khả thi để đâm xuyên qua lớp da thịt bằng kim cương nên quyết định thay đổi chiến thuật. Cậu ta đã lập tức chuyển sang thế khóa cổ nhắm tạo ra áp lực lên lớp da kim cương của Xiao Guo. Bằng sức mạnh vô đối từ cơ bắp thì cậu đã nhanh chóng bóp nghẹt nguồn dưỡng khí chạy qua khí quản. Và trong vòng một giây thì ngay lập tức Xiao Guo đã bị hạ gục. Lúc này thì ma thuật của Xiao Guo cũng biến mất và Matt làm đếch gì sợ nữa bởi vì nếu cái trường này đi thì anh sẽ cho chú khỏi thở oxy luôn. Ở phía bên kia thì Rio và Nere đang tiến đến hướng của đấu trường của học viện Eastern. Sau đó thì cả hai cũng đã đến nơi. Nhưng khi vượt qua kết giới thì Nere lại bị ngưng động thời gian của Innocent Zero làm dừng lại, còn Rio thì vẫn bình thường nhưng anh ta lại không hiểu tại sao Nere bị đứng im bất động như vậy. Và Rio cũng để ý mấy con chim trên bầu trời cũng dừng chuyển động và tất cả mọi vật xung quanh cũng vậy sau khi bước vào bên trong này. Từ những điều đó thì Rio cũng đã suy đoán được là những người có sức mạnh cấp thấp đều sẽ bị ngưng động khi tiến vào đây. Rồi Rio quyết định bay xuống phía đấu trường để thu thập thêm thông tin, sau đó anh ta cũng thấy Kando và Otter ở phía dưới đấu trường đã hạ gục lũ quái vật, thấy vậy thì Rio cũng đáp xuống dưới chỗ của cả hai. Sau đó thì anh ta liền hỏi đến tung tích của đầu nấm. Nghe xong thì Kando liền nói rằng thằng khứa đó là Men, đương nhiên là khung sao gọi. Nó còn đang có tâm trạng ngồi uống trà đàm đạo nhâm nhi bánh su kem ở phía bên kia kìa ní. Sau đó thì Rio cũng hỏi luôn về tình hình của thầy hiệu trưởng. Và Kando đang chắc rằng hiệu trưởng đang muốn ngăn cản học sinh tham gia vào cuộc chiến với Innocent Zero nên ông ta đã dùng ma thuật dịch chuyển đưa Innocent Zero sang một chỗ khác. Họ cũng không biết ông ta hiện tại đang ở đâu. Thấy vậy thì đầu nấm liền xung phong đi tìm Cua Bốc. Thấy đầu nấm có lòng thì Otter cũng có ý, nhưng mà ý ở đây là ý kiến bởi vì anh ta cũng không biết đầu nấm sẽ tìm kiếm cách nào. Nghe xong thì đầu nấm lại chắc ăn với cái thằng Mike nằm ở cái bắp phải của mình. Nói xong thì ngay lập tức đầu nấm quay đầu rời đi, nhưng điều đó thì Otter chỉ cảm thấy ngớ ngẩn bởi vì kẻ không có ma thuật thì làm sao có thể dễ dàng tìm được Cua Bốc. Thay vì vậy thì Otter đưa ra ý kiến là sẽ thẩm vấn Xiao Guo về bản chất thật sự của Innocent Zero từ hắn. Nói xong thì Otter đi tới phía của Xiao Guo, anh ta chắc rằng nếu hắn khai hết toàn bộ thì hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Sau đó thì Otter cũng dùng các tấn công về phía Xiao Guo nhưng lại bị một rào chắn ma thuật cản lại đòn tấn công. Đột nhiên thì nó đưa Xiao Guo biến mất trong tích tắc. Thấy vậy thì Margaret cũng tiến tới và chắc rằng bọn chúng vẫn còn nhiều tên ở quanh đây và Otter cũng cảm thấy vậy. Thế nên Otter quyết định rời đi kiểm tra xung quanh đấu trường. Rio cũng cảm thấy không thể hành động bởi vì nếu chúng ta rời khỏi đây thì tất cả mọi người bị ngưng động sẽ gặp nguy hiểm. Còn Kando cũng cảm thấy vậy nên họ quyết định ở lại đây cùng với Lance và Dot. Quay trở lại trận chiến của Warbuck và Innocent Zero, thì hắn ta cảm thấy thầy hiệu trưởng đã quá coi trọng vị trí và trách nhiệm của mình. Ở sâu bên trong khu rừng thì đầu nấm đang tăng tốc để tìm kiếm Warbuck. Ở phía bên trên thì Innocent Zero không ngờ tới là thằng đệ của mình bốc hơi dễ dàng như vậy và cũng lâu chưa được thấy sức mạnh này trong nhiều thập kỷ. Nghe xong Warbuck cũng chắc rằng lần tới sẽ là Innocent Zero bốc hơi và ông ta cũng nhớ lại lời nói của sư phụ mình về chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề. Phần còn lại của Innocent Zero thì Warbuck sẽ lo hết. Sau đó thì Warbuck sử dụng chiêu xóa bỏ chính không gian của Innocent Zero để giải phép. Ngay lập tức thì hiệu trưởng tấn công hắn ta nhưng với tốc độ nhanh chóng thì Innocent Zero đã dịch chuyển ra phía sau của Warbuck. Sau đó thì Innocent Zero sử dụng chiêu khóa người Warbuck lại. Tiếp theo là hắn ta muốn xin thêm nhẹ cái chân. Không còn cách nào khác nên Warbuck quyết định dùng hết sức mình để phá vỡ cả cái không gian này. Nhưng lúc này thì vẫn chưa đủ nên hiệu trưởng quyết cắt cái không gian này sâu hơn nữa để cho hắn ta kẹt trong sự gián đoạn không thời gian. Nhưng tất cả sức lực cố gắng của Warbuck vẫn không thể phá vỡ được nó. Ngay lập tức thì Warbuck đã bị Innocent Zero tấn công cắt đứt ngay nửa người. Bây giờ thì cố quá cũng chỉ là quá cố mà thôi. Chính vì những sự quan tâm của ông dành cho bọn chúng mà đã giết chính bản thân mình nó. Nghe những lời từ Innocent Zero thì Warbuck nhớ lại lúc còn nhỏ. Ông suy nghĩ rằng liệu cuộc đời của mỗi người có thực sự là chỉ dành cho mỗi người đó không? Ông ta vốn được sinh ra với một thể trạng yếu đuối và học lực thì trung bình đã thế còn nhút nhát. Và bản thân cũng không muốn bị chối bỏ bởi bất cứ ai. Vậy nên để tránh điều đó xảy ra thì ông đã chối bỏ tất cả họ trước và bắt đầu nhìn thế giới với đầy sự bi quan. Và cho tới khi ông ta gặp được sư phụ hãm của mình, cũng bao lần Warbuck đã đuổi lão ta đi nhưng lão vẫn bất chấp tới đây mặc dù kể cả thời tiết khó khăn hay bất chấp cả thái độ của Warbuck. Lão cũng cố làm thân từ tháng này qua tháng khác. Suốt ngày này qua ngày khác, tới một ngày thì Warbuck cũng đã chịu hết nổi nên ông hỏi thẳng Adam bị dở hơi hay sao mà cứ cố tìm đến đây. Nhưng mà ông ta lại nói là bản thân không để Warbuck thui thủi một mình như này được nên mới quyết làm như thế. Nhưng tất cả những điều ông ta làm đã lay động tới trái tim của Warbuck và đưa cậu ra khỏi lớp bong bóng của chính mình. Quay trở lại thì Warbuck cho rằng cứ giữ nguyên cái lối sống vị kỷ đó nếu nó là điều thực sự mà Innocent Zero muốn. Cho dù có đổi bằng tính mạng này thì Warbuck quyết tâm đánh bại Innocent Zero. Sau đó thì ông ta sử dụng ma thuật nguyên bản và trong số các pháp sư ba vạch thì hiếm ai có thể đạt tới cảnh giới sức mạnh đó. Ngay lập tức thì thầy hiệu trưởng và cả Innocent Zero đã bị dịch chuyển sang không gian thứ ba, đó chính là Ural Inclination. Hiện tại thì Innocent Zero lại cho rằng ma thuật cấp 3 của Warbuck chính là thứ được giải phóng sức mạnh ẩn chứa bên trong cây đũa phép. Nghe xong điều này thì Warbuck cũng chắc rằng Innocent Zero cũng biết rõ rằng ma thuật Uramus là vị thần của bầu trời.
Nó sẽ xóa sạch mọi thứ tồn tại trong không gian này là hoàn toàn bất khả kháng, bởi vì là hiệu trưởng của ngôi trường phép thuật nên không có gì là ông ta không dám làm. Vậy nên Warbox quyết định xóa sổ tất cả ở đây. Thấy vậy thì Innocent Zero cũng không chịu đứng yên mà chờ chết. Hắn ta sử dụng ngưng động thời gian làm cho tất cả đứng im tại chỗ. Bởi vì sức mạnh của Innocent Zero là không có gì có thể di chuyển được khi hắn ta làm ngưng động tất cả mọi thứ bằng thời gian. Thế nên Innocent Zero liền ra chiêu tấn công về hướng Warbox. Cứ tưởng là hắn ta đã ngăn chặn được mọi thứ rồi nhưng hiện tại thì ma thuật của Warbox vẫn còn tiếp tục hoạt động. Điều này làm cho Innocent Zero đếch hiểu tại sao mà lão ta vẫn có thể niệm phép khi đang chịu vết thương chí mạng như vậy. Để giải thích chuyện này thì Warbox nói rằng ma thuật của ông ta đã giải phóng sức mạnh của thần bên trong đũa phép và miễn là ông ta đổ đủ ma lực vào trong nó, cho dù kẻ sở hữu có chết đi thì chiếc đũa phép vẫn sẽ tự mình hoàn thành ma thuật của nó thay thế chủ nhân. Và hiệu trưởng cũng đã dồn hết chút sức mạnh còn lại của mình vào bên trong chiếc đũa phép, bởi vì ông ta quyết sẽ đánh đổi chính cái mạng già của mình để chắc chắn tiễn Innocent Zero vĩnh viễn về với hư không. Hắn cũng không ngờ tới ông ta lại sẵn sàng đổi cả mạng sống của mình như vậy. Mặc dù là đã sẵn sàng để chết nhưng Warbox vẫn còn chưa hoàn thành được vai trò của mình. Bởi vì thế giới này làm tổn thương đầu nấm bao nhiêu thì cậu ta vẫn cố trở nên tốt đẹp hơn khi tồn tại. Thế giới này cũng sẽ trở thành nơi mà ta tôn trọng lẫn nhau và chấp nhận được yếu điểm của chính mình. Cũng bởi vì chúng giống như bản thân của ông ta từ rất lâu về trước. Vì vậy nên hiệu trưởng sẽ phải hy sinh để mở lối cho các học trò của mình tiến lên phía trước, giống như cách mà Adam đã từng làm cho Warbox. Cứ tưởng là ma thuật của hiệu trưởng sẽ được kích hoạt nhưng bây giờ thì nó đã không thể kích hoạt được và Innocent Zero vẫn còn sống. Bởi vì hắn ta đã kịp sử dụng đảo ngược thời gian nên mọi ma pháp của hiệu trưởng cũng không thể hoạt động được. Ngay lập tức thì hắn ta tới phía thầy hiệu trưởng. Innocent Zero cho rằng sức mạnh của ông cũng mạnh nhưng rồi vẫn bị ta ao chỉnh mà thôi. Lúc này thì Warbox lại cảm thấy số phận của bản thân mình quả thật là nghiệt ngã. Lý tưởng của ông ta và sư phụ của mình đều lụi tàn trước khi chúng được hiện thực. Phải chăng thế giới mà ông ta cố tạo dựng lại quá mong manh, tới mức mà một kẻ thỉnh cận như hắn lại có thể dễ dàng làm được điều mình muốn? Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì nên là vĩnh biệt Warbox. Sau khi Innocent Zero vừa dứt lời thì ngay lập tức thanh niên đầu nấm từ đâu chui ra làm luôn một cú phi long cước ngay thẳng mặt. Thấy được điều này thì Warbox cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì tại sao cậu lại đến đây. Nhưng Matt lại nói rằng trong kỳ thi tuyển sinh ông đã cậu câu, nếu có một người mạnh hơn mình thì cậu sẽ làm gì? Và câu trả lời của đầu nấm vẫn chỉ có một là cậu sẽ nhét hành vào mồm của thằng khứa đó mà đếch sợ bố con thằng nào. Ở bên dưới đấu trường thì Rio cho rằng phép thuật không gian của thầy hiệu trưởng vừa xuất hiện xong lại biến mất, nghi rằng có chuyện gì đó không hay mới xảy ra. Nhưng theo suy đoán của Kando là ai đó đã sử dụng phép thuật thời gian và không gian để quay ngược thời gian. Thấy vậy thì Rio liền giao nơi này lại cho Kando xử lý. Sau đó thì anh ta nhảy lên cây chổi và phóng đi kiếm thầy hiệu trưởng. Quay lại phía bên kia của trận chiến thì Innocent Zero đang phục hồi khuôn mặt mình. Thấy được đầu nấm thì hiệu trưởng liền la lớn lên yêu cầu cậu rời đi bởi vì hắn ta tới đây là có mục đích nhắm vào cậu. Mặc dù là vậy nhưng mà ở nhà thì đầu nấm lại được ông già mình dạy là ra đường gặp người già neo đơn thì phải giúp, thế nên không thể chim cút mà rời khỏi đây. Nghe xong thì Warbox cũng đứng hình mà không ngờ tới thằng khứa này trước giờ chỉ coi mình như một người già qua đường nào đó thôi. Thấy được tình thầy trò cảm động quá thế nên Innocent Zero giúp đầu nấm một tay tiễn nhẹ hiệu trưởng đi một bước bằng ma thuật của mình. Bởi vì nhờ việc liên tục cải tạo thân thể nên đã giúp cho hắn có khả năng tước đoạt ma thuật của kẻ khác và đương nhiên là ma thuật của sư phụ hắn cũng không phải là ngoại lệ. Cũng may mà đầu nấm kịp tay kéo hiệu trưởng ra khỏi ma pháp hắc ám, ngay lập tức thì Innocent Zero sử dụng ma pháp cắt đôi không gian vừa mới photocopy được của ông hiệu trưởng để nâng chén tiêu sầu. Thấy được điều này thì đầu nấm cũng chỉ biết cạn ngôn vì hắn còn mạnh hơn cả mình nữa. Còn Warbox thì cảm nhận được hắn không chỉ chiếm đoạt được cả ma thuật của mình mà uy lực phát động của nó còn mạnh khủng khiếp hơn chính mình nữa. Với sức mạnh cần thiết cho việc thống trị cả thế giới ma thuật thì Innocent Zero đã gần như là chuẩn bị toàn vẹn cả rồi. Điều còn thiếu bây giờ chỉ là mảnh ghép đầu nấm duy nhất, chính là con trai mình Matt Bernadette. Nghe xong thì Matt cũng chỉ biết cạn lời mà thôi. Còn Warbox thì lại cảm thấy không ổn rồi, nếu Matt cũng bị hắn ta đánh bại thì cả thế giới này coi như là hết hy vọng. Ngay lập tức thì đầu nấm lao tới đá hắn ta nhưng lại bị ma thuật hắc ám của hắn ta cầm chân. Đột nhiên thì cơ thể Innocent Zero bị tàn phá mạnh. Thấy vậy thì đầu nấm cũng đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra, tính là trò hay gì dị ba. Theo như Warbox thì đây là lượng ma thuật trong người hắn đang quá lớn so với sức chứa với cơ thể nên Innocent Zero mới bị hành như vậy. Sau khi ổn hơn thì Innocent Zero cho rằng như đây chẳng có xi nhê gì so với hắn. Nhưng mà Innocent Zero lại cho rằng số mệnh duy nhất bây giờ của các ngươi chính là đưa ta bước đệm để đạp lên trên tiến hóa thành trạng thái toàn diện. Nghe xong thì Warbox lại cho rằng đó chỉ là điều ích kỷ mà ngươi tự đặt ra thôi, bởi vì đứa trẻ này hoàn toàn có quyền tự do tự lo lựa chọn cuộc sống của mình. Nhưng điều vừa rồi thì Innocent Zero chỉ cảm thấy nực cười với những kẻ vô năng không có ma thuật còn mang khuôn mặt của một khứa vô tri thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tồn tại trong thế giới này. Vậy nên nó làm gì có quyền tự quyết định cuộc sống mình chứ, những điều vừa rồi ta nói không sai. Nghe xong thì đầu nấm cũng chỉ biết đứng hình ngay tại chỗ. Ngay lập tức thì Innocent Zero tung đòn ma thuật. Điều này làm cho Warbox cảm thấy không xong rồi, bởi vì ma lực của ông ta còn lại quá ít thế nên sẽ không tránh nổi mất. Thấy thầy mình đứng im nên đầu nấm cũng lao tới cứu lấy ông ta. Điều này làm cho Warbox cảm thấy đầu nấm đã cứu lấy mình một mạng nhưng làm vậy vẫn chẳng có thể thay đổi được kết quả gì, bởi vì hắn cũng không phải là con người có thể đối chọi được nữa. Nghe thấy sự mất hy vọng của Warbox thì Matt cũng nói rằng ở cái thế giới mà ma thuật là vô địch này thì pháp sư mạnh nhất vừa hay là một tên ôn vật. Thế là quá đủ lý do để tôi đấm toét toét cái mỏ của ông và cái ma thuật của khứa đó bằng chính cái nắm đấm này rồi. Sau khi xử được Innocent Zero thì khi đó tôi cũng sẽ được thế giới này thừa nhận khả năng của mình. Nghe xong thì Innocent Zero cũng cảm thấy buồn ấy, mà là buồn cười thế nên hắn ta cần chút thời gian để quay lại nghỉ dưỡng tinh chỉnh lại cơ thể một chút. Vì vậy sẽ không chạy cối với các ngươi ở đây nữa. Điều này làm cho Matt cũng chả biết nói gì, luôn đang căng mà bỏ đi giữa chừng vậy ba. Còn Warbox cũng không ngờ tới là hắn ta có thể bỏ đi dễ dàng như vậy trong khi có thể tóm lấy đầu nấm hấp thụ luôn một lần. Trong quá trình chờ đợi hội ngộ để tính sổ với các ngươi cho lần tới thì Innocent Zero cũng chuẩn bị luôn một món quà đặc biệt.
mong rằng nó sẽ không ăn thịt các ngươi trong lần này. Ở phía dưới đấu trường thì lũ quái vật bị đo sàn đã bị tan biến, thấy được điều này thì Lacedot cũng méo hiểu sắp có trò gì nữa. Còn theo suy đoán của Kando thì chắc rằng Innocent Zero sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Đột nhiên có tiếng động lớn thì tụi quái vật đã hợp thể thành một con quái vật khổng lồ, với sức mạnh của nó thì có thể xóa sổ cả thành phố trong nháy mắt. Và ông ta cũng chắc rằng hắn ta muốn sử dụng sức mạnh của nó để làm một ván bài thử sức mạnh của Matt. Nhưng với thứ đó thì coi như là quá sức so với cậu ta rồi. Đột nhiên thì thầy hiệu trưởng cũng cạn sức lực mà rơi xuống. Thấy vậy đầu nấm cũng hú hồn, nhưng cũng may mà Rio kịp tạo ra quả bóng phép thuật đỡ lấy hiệu trưởng. Thấy được vết thương của Warbox khá nặng nên Rio muốn đưa ông ta đi chữa trị kịp thời, nhưng Warbox lại kêu Matt cũng có mặt ở đây. Nên Rio đã nghĩ đến thanh niên đầu nấm mặt hề ngang. Bởi vì cũng lo lắng cho cậu ta nên Rio đã cố check va để tìm kiếm. Nghĩ đến đầu nấm thì cậu ta đang chạy sấp mặt đến đấu trường ở phía dưới. Sau khi hắn ta rời đi, ở dưới đấu trường thì ngưng động thời gian cũng bị hủy và mọi thứ hoạt động lại bình thường. Điều này làm cho mọi người trở nên hoảng loạn và chỉ có cảm giác như vừa mới ngủ gật mà thôi. Còn thứ quái vật ở phía trước nhìn kinh vãi, nó cũng đang dần tiến đến phía của ngôi trường. Ngay lập tức con quái vật vung tay nhẹ thì chỗ núi đá đã bay nhanh chóng về phía mọi người, và Lance cũng thấy tiếng em gái mình kêu cứu thảm thiết trong đó. Cứ tưởng tất cả sẽ đang xuất hết cùng một lúc nhưng đột nhiên chúng lại dừng lại một chỗ, điều này cũng làm mọi người đổ mồ hôi nhẹ. Tất cả những thứ đó dừng lại đều nhờ trường trọng lực của Lance. Còn khứa Dot thì lại méo hiểu, đúng là pha chuyển cảnh mượt như san siêu mà nó cũng đếch có gì liên quan nhau nữa mấy má. Thấy nó đang tiến tới thì Dot cũng dùng luôn bom lửa nhưng lại bị rào chắn của con quái vật ngăn cản lại. Điều này làm Dot cũng đếch hiểu nó chơi dơ vãi đâu ra quả rào chắn phòng hộ dị cha đã khủng gòi còn bá dơ nữa ai chơi lại. Nghe xong lời khứa Dot thì Kando liền khẳng định lại thứ đó chính là lá chắn gia hộ phun kháng phép. Nhất định phải có một pháp sư nào đó đang điều khiển nó như con rối. Vậy nên giờ chúng ta chỉ còn cách đi săn lũ pháp sư đứng sau điều khiển cái đám quái vật này. Chưa kể là thứ đó đang tới gần chỗ này nữa, nếu không nhanh lên thì nguyên cái học viện Easton sẽ chỉ còn là chúng ta của quá khứ mất. Sau đó thì Dot và Kando chạy đi tìm tên chủ mưu điều khiển ở phía sau con quái vật. Bởi vì thấy con quái vật sắp đi đến và phá hủy hết nơi này thì mọi người trở nên hoảng loạn muốn chạy ngay đi, nhưng cánh cổng lại bị khóa mà không thể mở. Còn Lance thì tiến đến yêu cầu hợp tác với Margaret, bởi vì đành hết cách nên dứt luôn. Ở phía bên trên kháng đài thì Finn chỉ biết chôn chân ở một chỗ, cứ tưởng là sẽ bị đăng xuất nhưng đột nhiên con quái vật bị đứng khựng lại mà không thể di chuyển thêm được nữa. Điều này làm cho mọi người cũng biết hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ở phía dưới để kéo con quái vật ghim lại một chỗ thì đầu nấm đã nắm lấy dây xích của nó kéo chặt lại phía sau. Thấy vậy thì con quái vật cũng đếch chịu thua mà quay lại nắm lấy kéo dây xích. Điều này cũng làm cho mấy khứa khán giả méo hiểu được trong cái tình thế này mà bọn nó còn đủ cợt chơi kéo co với nhau mới hay. Trong cái kèo này cũng cân phết đầy chứ mấy fan. Hiện tại thì mọi người cũng không chắc là để cho cậu ta lo hết được không. Cái tên vô dụng đó là đếch gì có thể dùng được ma thuật mà đánh lại được. Nếu hắn ta mà đứng đầu trong cái trường ma thuật thì hơi bị toang. Không thể nào mà hắn có thể tồn tại được trong cái thế giới này được. Thấy đầu nấm đang cố gắng như vậy thì một cậu khán giả đã nói rằng nếu đầu nấm như vậy thì đã sao. Mặc dù cậu ta không biết dùng ma thuật nhưng chẳng phải cậu ta đang cố gắng cứu lấy chúng ta vào ngôi trường hay sao? Mọi người nghe xong thì cũng đang dần cảm nhận như thế. Mọi người như vậy thì Finn cũng không thể tin được là bọn họ đã thay đổi một cách nhanh chóng, bởi vì Matt trước giờ luôn bị coi là kẻ ngoại lệ ở trong trường. Lúc nào cậu ta cũng có nguy cơ bị tống cổ ra khỏi ngôi trường. Mặc dù sống trong thế giới ma thuật mà mọi thứ cậu ấy làm đều là người chơi hệ vật lý. Quay lại trận chiến thì đầu nấm đang gắng hết sức ghì mình xuống để kéo lấy con quái vật. Thấy được mọi cố gắng của đầu nấm đang ra sức bảo vệ mọi người thì Finn liền hét to lên cổ vũ cậu ta. Nghe thấy giọng của Finn thì đầu nấm đã có động lực dùng hết sức mình vật con quái vật một cú xoay vòng vòng rồi văng đi xa luôn. Thấy vậy thì Finn và bé Tranh cũng chạy tới phía của Matt, và con nhỏ chỉ cảm thấy chồng mình tuyệt vời quá, cứ gọi là đỉnh của chóp nên con nhỏ chỉ muốn thưởng cho chồng mình nụ hôn nồng thắm. Thấy con bé Tranh này cũng ngon nhưng không ngon bằng su kem nên đầu nấm nhai tạm xem con nhỏ làm thêm trò gì nữa. Ở phía bên kia thì thầy hiệu trưởng đang nằm điều trị và ông cảm thấy tốt vì Matt đã lo được con quái vật thay mình. Ở trong thế giới phép thuật này thì thứ có thể chống lại được tất cả đó chính là Matt. Ở phía bên kia thì Dot và Kando đã tìm thấy tên điều khiển và đánh hắn sấp mặt. Đột nhiên Otter đã dùng quan tài cát của mình nhanh chóng bóp nát hắn ta đang xuất sang server khác. Thấy được Kando thì Otter lại cho rằng cậu ta đã ngả theo phe của Matt Bernadette. Và Otter cũng cho rằng một kẻ mang danh hiệu thánh nhân mà bị đánh bại bởi một thứ vô dụng như vậy thì thật sự làm ta thất vọng. Nghe xong thì Kando cũng chỉ biết mỉm cười. Anh ta cho rằng bản thân mình cũng chưa nói rằng sẽ chấp nhận cậu ta, nhưng cũng chỉ là chưa hoàn toàn thôi, bởi sức mạnh của Matt là không thể chối bỏ được. Vài ngày sau đó khi trận chiến giữa Innocent Zero đã kết thúc, những thông tin về sự xuất hiện của Innocent Zero tại trường học Easton đã mau chóng lan ra toàn thế giới phép thuật. Sau đó để dập tắt sự hỗn loạn của dân chúng thì câu chuyện chính thức đã được các nhà báo chí đưa ra về việc một nhóm thánh nhân đã đánh đuổi được bọn chúng đi. Sau sự kiện thì hội đồng ma thuật đã nhanh chóng tập trung để tăng cường lực lượng bảo an và cắt đứt mọi nguồn gây rò rỉ bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Trong số đó thì Matt chính là người duy nhất biết rõ về sự thật của vụ việc và cũng là trung tâm gây ra mọi việc. Vì vậy để xóa bớt sờ chết thì đầu nấm và nhóm bạn đã lập tức ra biển gợn sóng cho nhẹ nỗi sầu. Khứa đó thấy tụi đi biển mà căng quá nên làm trò tạo miếng hề cho hài xíu. Nhưng mà đầu nấm thì chưa đi biển lần nào nên chê vãi họ. Thấy thế thì Finn liền nói là bản thân mình đi rồi nhưng mà chưa đi với mấy bạn bao giờ luôn. Sau đó thì Finn cũng không biết là ra biển để làm gì nữa mấy anh dai. Còn đầu nấm thì cho rằng ra biển thì phải làm việc cần làm khi ra biển thôi. Thấy hai khứa này hơi nhạt nên từ đâu thì Dot rút ra nguyên con dưa hấu sát thủ nhìn hài vãi. Thấy vậy đầu nấm cũng biết ngay công dụng của nó là chỉ cần nện thôi. Sau đó thì cậu ta lấy nó úp vào mặt mình rồi xoay xoay đồ đó. Thấy vậy thì Dot cũng méo hiểu có thật là nó biết chơi không nữa. Bởi vì thấy hơi ngợp nên đầu nấm dùng luôn thiết đầu công làm vỡ luôn con dưa hấu sát thủ. Sau khi đập nó nát bét thì với khuôn mặt thiếu oxy của đầu nấm và bây giờ cậu chỉ muốn ăn nó thôi hả? Sau đó thì Dot và đầu nấm cùng nhau nhảy xuống nước chơi đùa các kiểu. Còn ba người kia thì lại ở trên bờ để bàn tán.
Finn cũng không ngờ tới sự tình lần này là đầu nấm lại là con trai của Innocent Zero, ở phía bên kia thì đầu nấm đang bắn súng nước vào mặt Khứa Đót, đột nhiên thì có tiếng kỳ lạ phát ra và cho rằng đây chính là thử thách lớn nhất trong đời mà chó mát phải trải qua. Điều này cũng làm cho ba đứa kia đếch hiểu sao ông lại có mặt ở đây. Bởi vì đang là mùa hè nên ông ta cũng muốn được đi chơi để nghỉ dưỡng. Nhưng mà nghỉ này ngộ lắm vết thương nó vẫn còn bắn tiết ra ngoài được mới hay, thấy vậy nên cả ba đều lo lắng cho thầy hiệu trưởng. Sau đó thì Wobok nói rằng Matt sẽ không bao giờ được yên bình cho đến khi Innocent Zero được đánh bại hoàn toàn. Hiện giờ thì Innocent Zero đã không chỉ là pháp sư điều khiển thời gian mạnh nhất mà còn được cả ma thuật không gian của thầy hiệu trưởng nữa. Thậm chí là hắn còn biết sử dụng thêm cấm thuật để cường hóa sức mạnh cho bản thân. Nếu gọi Innocent Zero là pháp sư hùng mạnh nhất mà lịch sử ghi nhận thì cũng chẳng phải là nói quá nữa rồi. Hơn nữa thì Innocent Zero cũng được bảo vệ bởi năm anh em khác nhau của Matt. Mỗi tên trong số chúng cũng đều là các pháp sư với ma thuật độc nhất thuộc hàng tuyển. Sau đó thì hiệu trưởng cho rằng nếu không ai đứng ra thay mình ngăn cản hắn thì coi như thế giới này tàn rồi. Ở ngoài kia thì đầu nấm cũng đang khởi động cơ tay để tẩm đót mấy phát gọi. Vì đầu nấm đã liên tục tập luyện nên cậu ta đã đạt được các ngưỡng sức mạnh như đột phá sức mạnh, bền bỉ và chống lại sát thương tâm lý. Đặc biệt hơn nữa chính là siêu sức mạnh vật lý. Nói về siêu sức mạnh thì Wobok khẳng định đó chính là chìa khóa để đánh bại thứ ma thuật mạnh nhất. Nghe xong thì bé Tranh lại khẳng định thầy hiệu trưởng không lên ép Matt phải chống lại pháp sư mạnh nhất thế giới. Ở phía xa thì đầu nấm đã nghe hết được và cậu cho rằng không sao. Bởi vì dù thắng hay thua thì mình cũng có 50% cơ hội. Nhưng mà Wobok lại suy nghĩ rằng thứ bây giờ Matt cần chính là tinh thần cộng với tình thương bao la và mong muốn cứu giúp kẻ yếu. Thì đó mới chính là sức mạnh đích thực của cậu ta và chỉ có Matt mới có thể thực hiện điều mà hiệu trưởng còn giang dở. Thế nên là Wobok quyết định để lại cho đầu nấm lo vụ này. Để không cho vụ này chìm thì đầu nấm cũng chắc rằng vụ này mình sẽ lo được hết. Sau đó cậu ta cũng sẽ nhận bằng tốt nghiệp cùng với tất cả mọi người. Nghe xong thì Finn cũng cảm thấy xúc động vì lời nói của Matt. Còn Lance thì cho rằng lời này cũng hay đấy nhưng mà sắp thi cuối kỳ rồi nên bạn học gì chưa? Nghe đến đây thì đầu nấm chỉ biết đứng hình. Ở bên trong khu rừng thì ông già Matt đang uống trà đàm đạo với ông cảnh sát trưởng thành phố. Sang hôm sau thì thử thách gian nan tiếp theo của đầu nấm chính là kỳ thi cuối kỳ. Kết quả bài kiểm tra ngôn ngữ ma thuật đạt 30 điểm, lịch sử ma thuật 10 điểm, pha chế thuốc phép đạt 3 điểm và toán ma thuật đạt hẳn 10 điểm. Nghe xong thì đầu nấm chỉ thấy xanh mặt vì đợt thi sắp tới là hơi toang. Theo như kết quả vừa đưa ra thì Lance cho rằng Matt chỉ vừa đủ điểm qua môn nhờ đạt thủ khoa mấy môn thể chất vật lý, nhưng mà mấy môn lý thuyết mà điểm lẹt đẹt như này thì hơi căng đấy. Thấy thế thì Dot cũng khuyên thật lòng mình là không sao mua đầu nấm, bởi vì ông đã có anh em mình ở đây để gánh ông ỏi, nhưng mà nghe lời này từ Khứa Dot thì Matt cũng đếch thể tin tưởng được, bởi vì trước giờ đầu nấm tưởng ông anh đây học ngô lắm cơ mà. Nhìn thấy Khứa Matt hơi coi thường mình nên Dot tiết lộ danh tính luôn là mình thuộc hàng top của trường đầy oát con. Sau đó thì Dot bắt đầu flex luôn trình độ của mình. Bây giờ thì đầu nấm cũng đã nhận ra được là nguyên nhóm chỉ có mình là rốt thui, bởi vì thấy Matt đã nhận ra thân phận thật sự của mình gòi nên nể tình bao năm huynh đệ Dot quyết làm gia sư cho đầu nấm. Thấy Matt cũng có tâm muốn học nên Lance cũng có lòng muốn kèm thế nên bắt đầu luôn cho nóng. Trước hết là toán học, chúng ta sẽ bắt đầu từ mấy thứ cơ bản, ví dụ như A cộng B bằng C gì đó. Tiếp theo là môn lịch sử ma thuật thì cậu chỉ cần học các phần ý chính liên quan tới các mốc thời gian. Nghe đến đây thì đầu nấm bắt đầu ói máu ra như một tấn sát thương dồn vào. Rồi sau đó đầu cậu ta cũng nổ tung luôn. Cái đầu Matt lúc này đã tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Cứ như thế này thì Matt cho rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, chẳng có thể tốt nghiệp được luôn mất. Thấy Khứa Matt chưa đánh đã đòi rút nên Dot nhảy nên làm khầy đạo lý. Nghe thấy điều đó hơi ác quỷ quá nên Matt quyết định cắm đầu vào học bài. Với sự giám sát của bốn sư huynh thì đầu nấm cũng chỉ biết tập trung cắm mặt vào sách bút mà không thể nào hò hé. Bởi vì hết chịu nổi gòi nên Matt quyết định nhắm mắt phóng qua cửa kính chạy ra ngoài. Thấy thế thì Lance quyết định yêu cầu mọi người không nên truy đuổi cậu ta. Bởi vì suy cho cùng nếu Matt là kẻ mới thấy khó đã nản gòi thì cậu ấy chỉ tới mức đó mà thôi. Thế nên Lance không muốn tốn hơi tốn sức mà dạy cho một kẻ không muốn học. Bởi vì là bạn thân của đầu nấm nên Finn quyết đi tìm cậu ta thử xem sao. Hiện tại thì Finn cũng không biết nên tìm đầu nấm ở đâu xung quanh trường. Sau đó cậu đi vào khu thử thì đột nhiên Finn thấy Khứa Matt đang gieo mình dưới đất. Bởi vì dù có cố gắng bao nhiêu thì cậu cũng không thể nào mà nhét được chữ vào đầu. Những điều đó thì Finn không cho là thế, bởi vì Matt mà Finn biết là người không bao giờ chùn chân trước bất kỳ đối thủ cường bạo nào dù có khó khăn đến mấy. Và hiện tại thì Finn cũng muốn được tốt nghiệp cùng với đầu nấm. Thế nên là hãy thử lại thêm lần nữa. Nghe thấy những điều an ủi từ Finn thì Matt cũng cảm thấy có động lực mà trở lên. Bởi vì như này thì chẳng giống tôi một chút nào, thế nên lần này tôi sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua nó. Sau khi nghe lời Finn thì Matt cũng chịu quay lại xin lỗi mọi người. Bây giờ cậu ta muốn mọi người dạy mình thêm lần nữa. Thấy được điều này thì Dot lại tỏ ra làm giá mà không biết nên dạy nữa không. Nhưng Lance và bé Tranh cảm thấy hào hứng và chấp nhận yêu cầu dạy Matt thêm lần nữa. Cuối cùng thì cho dù học tập không phải là lợi thế nhưng Matt cũng đã cố gắng hết mình để ôn luyện. Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, bài thi cũng đã bắt đầu được tính giờ. Cuối cùng thì giờ thi cũng đã kết thúc nên tất cả dừng bút. Đến ngày trả kết quả thì cuối cùng đầu nấm cũng được bà cô đọc tên lên lấy bài. Nhưng khi cầm bài của Matt thì bà cô lại hú hồn ngang và vào thẳng vấn đề. Nhưng những sự cố gắng đó thì cuối cùng bà cô cũng thấy Matt cố hết sức trong bài thi này. Mặc dù về mặt điểm số vẫn chưa phải cao nhưng mà cần cố gắng hơn nữa. Thấy được bài thi của đầu nấm thì Dot Finn bé Tranh cũng hú hồn vì điểm số vừa đủ đậu. Sau một hồi hù dọa của bà cô thì bây giờ Matt chỉ thấy lo, mà là lo ve, điểm số cũng chỉ là suýt soát mà thôi nên là giam ba cái bài thi này chả là cái gì so đo với khó khăn của anh. Thấy Khứa Matt gáy hơi to nên Dot và Lance cũng đạp nó vài đòn cho tổ nghiệp khỏi quật mộ trùng ma. Đột nhiên thì Khứa đội trưởng Tom từ đâu xuất hiện, anh ta yêu cầu tất cả mọi người bình tĩnh. Khứa Tom há hốc mồm mà nói rằng mọi người đang biểu tình đầu nấm ở phía dưới. Theo Lance thì việc mọi người biết tin mà phản đối người không biết sử dụng ma thuật mà học trường ma thuật là bình thường, ở phía dưới thì tất cả mọi người đang yêu cầu trường giao nộp ra đầu nấm và trục xuất cậu ta ra khỏi môi trường. Phía trên thì cả năm người đã thấy hết được những điều này. Finn cảm thấy bây giờ bọn họ đang hăng quá, không thể nào mà ngăn cản được bọn họ lúc này.
Đột nhiên bé Tranh tiến thẳng tới phía trước và hô lớn lên. Sau đó thì con nhỏ nói về việc mắt không thể sử dụng ma thuật và ma thuật cũng không phải là thước đo giá trị của con người. Nghe xong thì mọi người lại phản đối và nhất quyết dùng bỏ cậu ta xuống đáy xã hội. Điều này cũng làm cho mọi người nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai. Thấy vậy thì bé Tranh nói mình không liên quan và khẳng định chắc nịch một điều bản thân mình là vợ của Matt Bernadette. Nghe xong lời bé Tranh thì Matt cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu ỏi. Sau đó để đính chính thì con nhỏ nói đó là chúng ta của tương lai và bây giờ chưa hẳn là vợ. Đột nhiên Hứa Đót ăn mặc bảnh tỏn đi ra. Cậu ta nói mình là đại diện của đầu nấm để trả lời phỏng vấn. Sau đó Hứa Đót lôi cái iPad ra đọc bài thuyết trình về lời cảm ơn mọi người thay mặt cho đầu nấm. Mặc dù là hơi thuyết phục nhưng cuối bài Hứa Đót lại chèn thêm cái logo thương hiệu đại diện cho sự gáy ghét Morphac. Thấy thằng này hơi láo nháo thì đầu nấm chỉ thấy nó góp rông thành bão cho mình nữa rồi. Hứa bên dưới thấy hai đứa này nhiều chuyện quá nên quy luôn tụi nó là tội phạm đồng phe. Sau đó thì hắn ta lấy cục đá ném vào đầu bé Tranh. Thấy được điều này thì đầu nấm quyết lao ra nhưng lại bị Lance kéo lại. Cậu ta cho rằng bây giờ Matt ra đấy chỉ thêm rắc rối nên hãy kiên nhẫn mà ở lại. Thấy mọi người càng lúc càng gắt về vấn đề đó thì bé Tranh quyết định sẽ chịu tội chung với cậu ta. Nhớ lại lúc Matt bảo vệ bé Tranh chỉ vì cả hai có nhiều điểm chung nên hiện tại lần này bé Tranh quyết định bảo vệ lại đầu nấm. Nghe xong thì tên bên dưới tỏ vẻ nực cười vì cái tình cảm kinh tởm này. Hắn ta nghĩ nếu bây giờ mà mình bắt được một tên không biết ma thuật làm ứng cử viên cho vị trí thánh nhân thì chắc chắn sẽ trở thành idol contender top top. Vì vậy hắn ta quyết định chỉ hướng tấn công bé Tranh. Nghe xong tất cả mọi người liền làm theo ném đá bé Tranh. Ngay lập tức thì Matt đã xuất hiện bắt lấy đống đá đó một cách nhanh chóng. Thấy được Matt xuất hiện, hắn ta yêu cầu tất cả mọi người chuẩn bị tấn công. Sau đó hắn ta sử dụng ma thuật triệu hồi cái lồng sắt từ trên xuống nhốt đầu nấm. Cứ tưởng là sẽ được gáy ghét nhưng Matt lại dùng liên hoàn đấm vào cái lồng sắt. Từ bên trong thì đầu nấm đã phá được một cửa ra bên ngoài. Lúc này hắn ta cũng chỉ biết đứng dưới mà niệm. Từ trên cao thì đầu nấm ném bay cái lồng sắt nhốt luôn tên lắm mồm đó lại. Đột nhiên thì thầy hiệu trưởng cũng xuất hiện. Ông ta nói rằng Matt sẽ được hội đồng ma thuật ra quyết định sau cuộc kiểm tra tuyển chọn thánh nhân. Vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm. Sau đó ông ta nói với Matt về những người bạn thân đã cố ra sức bảo vệ cậu và ông ta cũng chắc rằng họ rất tuyệt vời. Và thầy hiệu trưởng cũng nói luôn nếu cậu không trở thành thánh nhân thì tất cả mọi người bảo vệ cậu cũng sẽ bị buộc tội theo. Thế nên là cậu phải vượt qua kỳ thi. Sau một hành trình dài thì Matt cũng đã có thêm những người bạn tuyệt vời và một số người bạn lớn tuổi hơn như Lan. Ở phía bên kia thì bọn họ cũng rất mong chờ cậu sẽ đạt được thánh nhân. Vì vậy đầu nấm quyết định xử đẹp tất cả bằng chính nắm đấm của mình.